Chuyện chữ nhảy một số chương, mong rằng nội dung được liền mạch. Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 539. Ta không biết, luân hồi chi chủ, ngươi là bạn của Đao Phong Nữ Hoàng, ta tự nhiên không muốn cùng ngươi là địch, nhưng ta của quá khứ đã hư thối, tân sinh ta lại 10 điểm nhỏ yếu, ta không có tư cách quyết định cái gì, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, cổ tinh môn gọi ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Sau lưng ta tiền bối, cho ta một đạo át chủ bài, cổ tinh môn vài vị thiên đế, gọi ta tại tinh không tranh bá thi đấu bên trong, sử dụng cái kia đạo át chủ bài đánh chết ngươi. Nhưng, kiến thức đến lực lượng của ngươi, ta liền biết, coi như ta động dùng bài tẩy gì, cũng không có khả năng chiến thắng ngươi. Diệp Thần quá cường đại, ảnh ma hung ngao, dung nham thiên cẩu, tiểu hồng ngư ba đầu đại hung, đều đã bị hắn thu phục, đại từ thụ hoàng chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Hiện tại nàng muốn chiến thắng Diệp Thần, tuyệt đối không thể, thậm chí nàng liền tiểu hồng ngư đều đánh không lại. Diệp Thần suy nghĩ một hồi, nhìn chăm chú đại từ thụ hoàng, nói, trong cơ thể ngươi ngạc tuyển chi thủy, cũng không có chân chính giải quyết ha. Chẳng qua là bị tạm thời áp chế. Đại từ thụ hoàng nói, đúng vậy, vị tiền bối kia nói, ngạc tuyển chi thủy là khó giải, nhưng hắn có thể giúp ta trấn áp, chỉ cần không dính vào đi qua nhân quả, về sau đều sẽ không phát tác. Diệp Thần nói, nhưng vạn một phát tác đây. Nghe vậy, đại từ thụ hoàng toàn thân run lên, ngạc tuyền chi thủy phát tác, đó là 10 điểm kinh khủng, nàng rất có thể muốn toàn thân hư thối, biến thành yêu vật, nàng run giọng nói, không. Sẽ không, vị tiền bối kia rất lợi hại, sau cổ tinh môn bên trong ngũ đại thiên đế đều lợi hại, hắn có năng lực bảo hộ ta. Diệp Thần hỏi, nếu như ta có thể giúp ngươi giải quyết ngạc tuyền chi thủy, ngươi có thể thoát ly cổ tinh môn, về sau đi theo ở bên cạnh ta. Nghe được Diệp Thần lời này, đại từ thụ hoàng lập tức chấn kinh, Tôn Di, Tiểu Hồng Ngư, Đồ Mỹ Hoa Yêu mấy người cũng là vô cùng giật mình. Tôn Di hỏi, Diệp Thần, người có giải quyết ngạc tuyền chi thủy biện pháp? Ngạc tuyền chi thủy, là bảy ác mộng trận nguồn suối. Cũng là sử thần bày ra tà ác thủ đoạn. Người một khi uống xong ngạc tuyền chi thủy, cả đời đều phải bị ngạc tuyền làm phức tạp. Mặc dù trong thời gian ngắn thực lực tăng lên to lớn, nhưng lâu dài xuống, ắt gặp ngạc tuyền sát khí cắn trả, thậm chí muốn mê thất tâm trí, đến cuối cùng triệt để biến thành bị sử thần điều khiển khôi lỗi. Này ngạc tuyền chi thủy, có thể nói là khó giải tồn tại, liền sử thần chính mình cũng không thể cởi ra, nhưng bây giờ Diệp Thần lại nói, hắn có hóa giải ngạc tuyền chi thủy biện pháp, tự nhiên khiến người vô cùng giật mình. Diệp Thần nói, đại từ thụ hoàng, ta có thể dùng một loại thủ đoạn đặc thù. Thôn phệ trong cơ thể ngươi ngạc tuyển chi thủy, này sẽ để cho ngươi rất thống khổ, nhưng ngươi yên tâm, ta cuối cùng cũng có thể giúp ngươi hóa giải mất hết thảy thống khổ, chỉ cần ngươi chịu quy thuận ta. Đại từ thụ hoàng thân thể chấn động, nàng biết luân hồi lời hứa đáng ngàn vàng, Diệp Thần sẽ không ăn không lừa nàng, nhưng cổ tinh môn đối nàng có ân cứu mạng, nàng nhưng cũng không muốn phản bội, nói, luân hồi chi chủ, ta không thể phản bội cổ tinh môn. Diệp Thần nói, bọn hắn chẳng qua là muốn lợi dụng ngươi thôi. Đại từ thụ hoàng khẽ cắn môi, nói, ngươi có khả năng giết chết ta, nhưng không thể bức ta phản bội. Diệp Thần thấy được nàng bộ dáng này, lửa giận tâm lên, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình của mình, nói, ngươi trước không cần nhanh như vậy trả lời chắc chắn ta cho ngươi một đêm thời gian cân nhắc, ngươi ngày mai lại nói cho ta biết đáp án. Đến tột cùng là muốn lưu tại cổ tinh môn. Vẫn là cùng ta giúp người hóa giải ngạc tuyển chi thủy, người suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Đại từ thụ hoàng ảm đạm, trầm mặc không nói chuyện, một lúc lâu sau mới khe khẽ một tiếng. Diệp Thần nói, cổ tinh môn làm chuyện ác, ta tin tưởng ngươi cũng có nghe thấy, ngươi tốt nhất nghiêm túc cân nhắc. Cổ tinh môn thành lập ban đầu, liền có một cái điên cuồng tư tưởng, bọn hắn muốn đi săn chư thần, đúc nóng chư thần khí huyết, chế tạo ra một cái hiên viên vương ra tới. Cái kia hiên viên vương tư tưởng, có thể xưng kỳ quan. Vì chế tạo cái gọi là hiên viên vương, cổ tinh môn bốn phía giết cướp, chỗ tạo ra tội nghiệt cùng nợ máu, không thể đếm. Kỳ thật tại không lúc nào không, mà đạo môn phái cũng số lượng cũng không ít, so cổ tinh môn tàn nhẫn hung ác cũng có thật nhiều. Nhưng cổ tinh môn, nhưng xưa nay không cho là mình là ma đạo, vẫn cho là chính mình hành động, là tuyệt đối chính xác, là vì không thời không tương lai suy nghĩ. Bọn hắn tuyên bố, chỉ cần hiên viên vương chế tạo ra đến, thế gian liền có một tôn vô thượng thánh nhân vương,
tương đương với trung cực chi thần. Cái này Hiên Viên Vương, có thể giải quyết hết thảy phân tranh, trấn áp hết thảy hắc ám, có thể trên thế gian thành lập vĩnh hằng trật tự. Đến mức vì chế tạo Hiên Viên Vương, quá trình bên trong tạo thành sát nghiệt cùng tội ác, tại cổ tinh môn trong tuyên ngôn, đó là hy sinh cần thiết, bất đắc dĩ đại giới, vì thực hiện trung cực mục tiêu vĩ đại cần phải trải qua khổ nạn. Loại lời này thuật lừa gạt si ngu thế hệ vẫn được, nhưng không có khả năng lừa gạt đến Diệp Thần. Bởi vì rất bình thường một điểm, không có người muốn trở thành cái kia đại giới. Diệp Thần chỉ hy vọng, đại từ thụ hoàng cũng có thể nghĩ rõ ràng, không cần lưu tại cổ tinh môn bên trong. Ban đêm, thiên quang trục nhật hạm dừng lơ lửng tại đám mây, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Diệp Thần che đậy thiên cơ, ảnh ma hung ngao, dung nham thiên cẩu, tiểu hồng ngư tam đại hung vật, cũng hỗ trợ che giấu thiên cơ dấu vết. Huyễn tưởng thôn thiên trong đảo mấy vạn võ giả, còn có Chu Võ Hoàng, Ma Phi Thiên, đệ nhị thiên nhai chờ đỉnh cấp thiên tài cường giả, cũng không có phát hiện Diệp Thần đám người chỗ. Diệp Thần một mình tại trong khoang thuyền điều tức, hắn cũng không có cùng với Tôn Di, bởi vì cần cái an tĩnh hoàn cảnh, điều tức tĩnh dưỡng. Yên lặng vận chuyển luân hồi pháp, Diệp Thần khí tức cấp tốc khôi phục, hắn lại lấy ra Phật Tổ còn cho hắn một tờ tinh không đạo thư, nâng trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát dâng lên. Trang này tinh không đạo thư, Phật Tổ dốc hết tâm huyết nghiên cứu, phía trên có tâm huyết của hắn lạc ấn, với ta mà nói, lại như xiềng xích tồn tại, ta nghĩ trưởng khống trang này tinh không đạo thư, chỉ có trước đánh vỡ xiềng xích, tịnh hóa Phật Tổ huyết ấn. Diệp Thần tâm bên trong lặng yên suy nghĩ, Phật Tổ lưu lại huyết ấn cùng tinh thần ý chí, mong muốn tịnh hóa, vốn là vô cùng khó khăn, nhưng hắn hôm nay thôn phệ tống thiên chú, lĩnh ngộ nguyên thần thiên đường cùng đủ loại thần thánh diệu pháp, trong đó có một môn pháp môn, có cường hãn vô cùng tịnh hóa lực lượng, có lẽ có khả năng tịnh hóa Phật Tổ trang này tinh không đạo thư bên trong huyết ấn. Nếu có thể tịnh hóa Phật Tổ lưu lại huyết ấn, vậy thì tương đương với đánh vỡ xiềng xích, Diệp Thần có khả năng dùng tốc độ nhanh nhất, chấp trưởng luyện hóa trang này tinh không đạo thư. Diệp Thần nghĩ tới pháp môn, nguồn gốc từ thiên đường sáu thức. Thiên đường sáu thức có cân nhắc quyết định, tịnh hóa, long thần, sử thi, đại phạm quang minh, thăng thiên cực lạc sáu loại áo nghĩa, trong đó thiên đường tịnh hóa áo nghĩa, hội tụ thiên đường thánh quang, gột rửa vạn vật, tịnh hóa chư bụi, có phi thường cường đại tịnh hóa hiệu quả. Nếu là thi triển thiên đường sáu thức tịnh hóa áo nghĩa, có lẽ có thể hóa giải mất Phật Tổ lưu trong tinh không huyết ấn. Muốn làm liền làm, Diệp Thần không do dự, liền lập tức vận chuyển linh khí, nắn thủ quyết, từng sợi trắng bạc thánh quang, theo trong tay hắn dâng trào mà ra. Thiên đường sáu thức, thiên đường tịnh hóa, đi. Diệp Thần tâm bên trong vừa quát, đem trong tay thánh quang, quán chú đến Phật Tổ cái kia một tờ tinh không đạo thư bên trong. Oanh! Tại thánh quang quán chú đi trong nháy mắt, tinh không đạo thư chấn động, Diệp Thần nội tâm cũng đi theo rung động, tinh thần tiến nhập tinh không đạo thư nội bộ thế giới, cuồn cuộn vô ngần, lại cực kỳ thê lương thâm thúy tinh không, hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Phật Tổ trang này tinh không đạo thư, cùng Diệp Thần trước đó tại Hoàng Đồ Tinh lấy được cái kia một tờ, tinh không đồ cảnh không khác nhiều, khác biệt duy nhất, liền là Phật Tổ trang này tinh không đạo thư bên trong, cũng không có khí linh tồn tại. Khí linh là duy nhất, chấp trưởng tinh không đại khí vận, cho nên tinh không đạo thư khí linh, chỉ có ngôi sao nhỏ một người, sẽ không lại sản sinh ra cái thứ hai. Diệp Thần trong tinh không tiến lên, từng bước một đi về phía trước, hắn thấy trong tinh không, khắp nơi có huyết tự, từng cái máu tươi ngưng kết thành chữ lớn, lạc ấn trong tinh không, như nhật nguyệt tinh thần thật lớn. Này chút huyết tự, chính là Phật Tổ lưu lại lĩnh hội bút ký, còn có một số ngộ đạo tùy bút. Tinh không đợt la ba nhiều mật, hết thảy pháp tướng như là ta nghe, chỉ tinh khiết, chỉ hắc ám, chỉ sa đọa, chư pháp đan sen, không được kỳ tông. Đại đạo như tinh không, ta độc không được ra. Tinh vẫn nguyệt chìm, như mệnh ta vận trầm luân, không được siêu thoát. Đại tinh ngày diệu, có thể thành đế thuật tạo hóa, tại thân xây dựng tinh đạo 12 cung, thân hóa tinh thần, vì chí tôn đại ngự sở vô địch đại pháp tướng. Diệp Thần quan sát lấy Phật Tổ lưu lại bút ký, có thể cảm nhận được Phật Tổ dẫy dụa cùng thống khổ. Phật Tổ theo tinh không đạo thư bên trong, hoàn toàn chính xác lĩnh hội đến không ít diệu pháp, thậm chí dùng cái này từ sáng chế ra một chút thiên đế pháp thuật, nhưng mấy ngày này đế pháp thuật cũng không có vượt qua cửu phẩm thiên đế pháp lực phạm trù, mặc dù rất có uy lực, nhưng cũng không có đạt được tinh không chân tùy. Đối với cái này, Phật Tổ cũng là thống khổ không thôi,
trong tinh không khắp nơi lưu lại ấn ký, phát tiết chính mình buồn khổ, đại đạo như trời xanh, như tinh không, Phật tổ nhưng không được ra, không được hắn pháp, nội tâm dày vò có thể nghĩ. Phật tổ bút ký cảm ngộ, có thật nhiều sai lầm địa phương, hắn đi vào kỳ đồ. Diệp thần nhìn xem trong tinh không từng cái huyết tự, Phật tổ lưu lại bút ký cảm ngộ bên trong, có rất nhiều sai lầm địa phương, Phật tổ cũng không có chân chính lĩnh ngộ tinh không chi đạo, ngược lại tại lạc lối bên trên càng chạy càng sâu. Xem ra ngộ tính của ta, đã vượt qua Phật tổ rất nhiều. Diệp thần tự lẩm bẩm, có so sánh, hắn liền biết mình ngộ tính, khủng bố cỡ nào. Hắn ban đầu ở Hoàng Đồ Tinh, đạt được tinh không đạo thư về sau, lần thứ nhất tiếp xúc, liền lĩnh ngộ các loại tinh không huyền bí, thậm chí tại quan ma đến thiên đạo khối Rubik về sau, còn lĩnh ngộ thiên đạo đại tinh không này loại đỉnh cấp pháp thuật. Nhưng Phật tổ, rõ ràng không có lĩnh hội nhiều ít, thậm chí vào lối rẽ, đã đản sinh ra tâm ma cùng chấp niệm. May mắn hiện tại Phật tổ sai đường biết quay lại, đem tinh không đạo thư trả lại cho Diệp thần, bằng không, cái kia tâm ma cùng chấp niệm, tương lai tuyệt đối sẽ cắn trả hắn. Dùng Phật tổ tư chất cùng ngộ tính, là không thể nào phi thăng tinh không bỉ ngạn, chỉ có chờ Diệp thần phi thăng, một người đắc đạo, gà chó lên trời, mang kèm hắn cùng một chỗ trèo lên đỉnh, hắn mới có bước vào bỉ ngạn, đạt được siêu thoát cơ hội. Đến mức tinh không đạo thư chân chính diệu pháp, chân chính tinh túy là cái gì, Diệp thần vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, bằng không, hắn đã sớm nói cho Phật tổ, cũng không cần Phật tổ thống khổ như vậy. Mọi người có mọi người đạo pháp cơ duyên, có chút đạo, chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Mà lại, Diệp thần đạo, coi như thật có thể dùng ngôn ngữ nói ra, cũng chưa chắc thích hợp Phật tổ. Hắn đạo cùng Phật tổ đạo, chung quy là khác biệt. Diệp thần yên lặng một hồi, liền thi triển thiên đường thánh quang, đem trong tinh không huyết tự xóa sạch, cùng cấp là xóa đi Phật tổ ngày xưa hết thảy tâm huyết. Này tinh không đạo thư, cuối cùng không phải Phật tổ cơ duyên, cũng chỉ có Diệp thần có thể nắm giữ. Diệp thần tiếp tục thâm nhập sâu tinh không, đi vào trong tinh không, liền thấy một cái màu u lam khối Rubik, đang xoay chậm chậm lấy. Đó là thiên đạo khối Rubik. Thiên đạo khối Rubik, chí cao vô thượng. Tinh không đạo thư có thể phản chiếu ra khối Rubik cái bóng. Trên thực tế, mỗi một trang tinh không đạo thư, đều có thiên đạo khối Rubik cái bóng, nhưng chân chính thiên đạo khối Rubik, cũng không tại tinh không đạo thư bên trong. Thiên đạo chí cao vô thượng, ai cũng không biết, chân chính thiên đạo khối Rubik, ẩn giấu ở nơi nào, nhưng vô số tiên hiền cổ đế đều suy đoán, thiên đạo khối Rubik ngay tại tinh không bỉ ngạn bên trong, cho nên từ xưa đến nay, mới có nhiều cường giả như vậy. Thiêu thân lao đầu vào lửa, không tiếc đại giới cũng muốn phi thăng, chỉ vì dòm ngó thiên đạo khối Rubik huyền bí. Thế gian muôn vàn bảo vật bên trong, chỉ có tinh không đạo thư, có thể phản chiếu thiên đạo khối Rubik, cho nên tinh không đạo thư, có thể nói là siêu nhất lưu chân bảo, giá trị không thể đo lường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp thần thấy tại thiên đạo khối Rubik chung quanh trong hư không, che kín Phật tổ lưu lại huyết tự, mỗi một cái huyết tự. Đều là cong vẹo vặn vẹo bộ dáng, rõ ràng Phật tổ lúc trước thấy thiên đạo khối Rubik, lưu lại huyết tự thời điểm, cảm xúc đến cỡ nào kích động. Ta thấy thiên đạo ở đây. Thiên đạo rộng rãi, không thể nắm lấy, các loại diệu pháp, ta lại không thể ngộ một đạo, nào dám xưng Phật tổ. Ta không biết thiên, không biết tinh không, không biết bỉ ngạn, uổng sống ích lợi gì. Từ những thứ này huyết tự, liền có thể đánh giá ra ngay lúc đó Phật tổ. Cảm xúc đến cỡ nào kịch liệt, thậm chí nghĩ tới tự sát. Bởi vì, hắn vô pháp lĩnh ngộ thiên đạo khối Rubik huyền bí, thiên đạo cái bóng, liền ở trước mặt hắn, hắn lại lĩnh hội không ra dù cho một chút xíu bí pháp, loại thống khổ này dày vò, đối một cái thiên đế bảng bài danh trước ba đỉnh cấp thiên đế tới nói, không thể nghi ngờ là to lớn tra tấn, thậm chí sẽ cho người hoài nghi mình hết thảy. Phật tổ không hổ là Phật tổ, ngày xưa như thế mạnh chấp niệm, đều cam lòng buông xuống. Diệp thần âm thầm bội phục, mặc dù Phật tổ ngộ tính, so ra kém hắn, vô pháp lĩnh hội tinh không cùng thiên đạo huyền bí, nhưng Phật tổ có thể cam lòng buông xuống chấp niệm, đem tinh không đạo thư trả lại hắn, này phần cầm nổi, thả xuống được quyết đoán, cũng làm cho hắn bội phục. Diệp thần thôi động thiên đường thánh quang, cọ rửa thiên đạo khối Rubik chung quanh huyết tự, nhưng lại phát hiện, này chút huyết tự, ẩn chứa Phật tổ mãnh liệt nhất tinh thần ý chí, ngày xưa lưu lại nhất bất khuất chấp niệm. Thiên đường của hắn thánh quang, lại cũng không cách nào lập tức liền cọ rửa đi.
Phật tổ ý chí, quả nhiên cường hãn, xem ra hắn huyết tự chấp niệm, cũng không phải một hai ngày liền có thể xóa đi, đoán chừng cần không ít thời gian. Bất quá Phật tổ thế mà thật chịu buông xuống chấp niệm, nắm tinh không đạo thư trả lại cho ta, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp thần âm thầm bàn tư lấy, tinh thần theo tinh không đạo thư thế giới bên trong rút ra trở về đến phòng bên trong. Hắn xem trong tay tinh không đạo thư trang sách, liền thấy Phật tổ lưu lại huyết ấn, đã hóa giải ba thành. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hóa giải, nhưng hóa giải bộ phận, hiện tại, Diệp thần có khả năng sơ bộ điều động trang này tinh không đạo thư linh khí năng lượng. Bất quá nghĩ đến Phật tổ chịu trả lại tinh không đạo thư, Diệp thần vẫn là thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn tự mình từng tiến vào tinh không, thấy Phật tổ trước kia lưu lại huyết tự, vô cùng rõ ràng cảm nhận được Phật tổ dày vò cùng chấp niệm, hắn liền biết này chấp niệm mong muốn buông xuống, là vô cùng chật vật, cơ hồ không có khả năng. Nhưng này gần như không chuyện có thể xảy ra, hết lần này tới lần khác liền phát sinh, Phật tổ thế mà thật nắm tinh không đạo thư trả lại Diệp thần. Diệp thần luôn cảm giác, này sau lưng, có lẽ có khác kỳ quặc. Nhưng, Diệp thần cũng nghĩ không ra sau lưng nguyên nhân, hoặc là cũng không có nguyên nhân gì, liền là Phật tổ dùng thiên đại quyết đoán, dứt bỏ hạ chấp niệm. Được rồi, tạm thời không muốn. Trang này tinh không đạo thư, ta có thể điều động ba thành năng lượng, đầy đủ rèn đúc tinh không đỉnh. Diệp thần lắc đầu, tầm mắt một lần nữa rơi vào tinh không đạo thư phía trên, tâm tư sinh động. Trước đó Vũ Xà Thần, truyền cho Diệp thần tinh không đỉnh rèn đúc bí pháp. Nghĩ rèn đúc tinh không đỉnh, vô cùng gian nan, nhưng nếu như có thể điều động tinh không đạo thư năng lượng, đúc đỉnh liền có hy vọng. Diệp thần chính mình trước đó nắm giữ tinh không đạo thư, là ngôi sao nhỏ ký thác chỗ, tự nhiên không thể tùy tiện vận dụng, bất quá sử dụng Phật tổ trang này tinh không đạo thư, cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Ngay sau đó, Diệp thần liền chuẩn bị điều động trang này tinh không đạo thư năng lượng, đi rèn đúc tinh không đỉnh. Thùng thùng. Nhưng tại lúc này, lại nghe gian phòng bên ngoài, có người gõ cửa. Người nào, Tiểu Hồng Ngư? Diệp thần một chút cảm ứng, liền thấy ngoài cửa phòng khí tức, tựa hồ là Tiểu Hồng Ngư. Là ta, luân hồi chi chủ, ta có thể vào không? Tiểu Hồng Ngư tại bên ngoài gian phòng đáp. Cửa không có khóa, vào đi. Diệp thần trước thu hồi tinh không đạo thư, sửa sang lại ăn mặc. Két! Tiểu Hồng Ngư đẩy ra buồng nhỏ trên tàu môn, chậm rãi đi đến, nàng một thân màu đỏ áo đuôi ngắn váy ngắn, da thịt tuyết trắng, thon dài cặp đùi đẹp, ở dưới ánh trăng lộ ra 10 điểm xúc động lòng người. Có việc, Diệp thần ngồi tại bên cạnh bàn trên ghế, đánh đo một cái Tiểu Hồng Ngư cái kia mỹ lệ tư thái, hỏi. Dưới ánh trăng, Tiểu Hồng Ngư khí chất tinh khiết thanh huyền, khó có thể tưởng tượng, nàng lại có thể biến thân thành thôn thiên côn cùng cửu thiên kim bằng loại kia đại hung. Không có chuyện thì không thể tới nhìn ngươi một chút sao? Tiểu Hồng Ngư cười nhạt một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo một cỗ nhu hòa làn gió thơm, đi vào Diệp thần bên người, trong phòng chỉ có một cái ghế, nàng không có địa phương có thể ngồi, xoay chuyển ánh mắt, lại thoải mái ngồi xuống Diệp thần trên đùi. Diệp thần không hề bị lay động, mỉm cười nói, muốn câu dẫn ta. Tiểu Hồng Ngư cười nói, nào có. Đang khi nói chuyện, nàng một cái tay đã đáp đến Diệp thần trên bờ vai, mềm nhũn thân thể lại gần, một cái tay khác chậm rãi móc ra một cái túi đựng đồ, đưa tới, đây là cho ngươi. Diệp thần tiếp nhận túi chữ vật, hỏi, đồ vật gì? Hắn ước lượng đo một cái, thấy trong túi chữ vật, tựa hồ chứa từng khỏa ngọc vỡ tinh thạch đồ vật. Tiểu Hồng Ngư nói, là trong cơ thể ta tinh không đạo thư mảnh vỡ, có chừng 200 khối, hẳn là đối ngươi có ích. Diệp thần nhãn tình sáng lên, thần thức quét nhìn túi chữ vật, quả nhiên thấy bên trong chứa mảnh vỡ, mang theo tinh không đạo uẩn, chính là cái kia trang thứ ba tinh không đạo thư mảnh vỡ. Nhanh như vậy liền đem tinh không đạo thư mảnh vỡ cho ta. Không sợ thân thể xảy ra chuyện. Khí tức của ngươi, làm sao cũng không thấy suy yếu một chút. Diệp thần nhìn chăm chú Tiểu Hồng Ngư. Tiểu Hồng Ngư giao ra tinh không đạo thư mảnh vỡ, nhưng khí tức không có một chút yếu bớt, thật là khiến người giật mình. Tiểu Hồng Ngư cười nói, ta cùng cái kia hai cái chó con nhưng khác biệt, ta mặc dù cũng dung hợp tinh không mảnh vỡ năng lượng, nhưng không giống chúng nó như vậy ỉ lại, coi như dứt bỏ ra ngoài, thân thể ta cũng sẽ không chịu ảnh hưởng gì, ngươi yên tâm nhận lấy là được. Diệp thần cười nói, đa tạ, liền trực tiếp thu hồi túi chữ vật. Tiểu Hồng Ngư cười tủm tỉm nói, người nhận lấy ta nặng như thế lễ,
có thể phải giúp ta một chuyện. Diệp Thần hỏi, cái gì? Tiểu Hồng Ngư tầm mắt sáng rực, ánh mắt cơ hồ muốn đem Diệp Thần hòa tan, hai tay đều móc tại Diệp Thần trên cổ, thổ khí như lan nói, coi ta hải đăng, ta cần ngươi. Nói cho hết lời, một cái đầu ngón tay liền nhẹ nhàng tại Diệp Thần trên lồng ngực vuốt ve. Diệp Thần nghi hoặc, hải đăng. Tiểu Hồng Ngư biểu lộ trở nên có chút lạnh túc, nói, đúng, hôm nay cái kia nho nhỏ đồ mỹ hoa yêu, thế mà có thể mê hoặc trùng kích đạo tâm của ta, ta liền biết, bên ngoài tu vi, cường đại tới đâu cũng vô dụng, nếu như không có đạo tâm trật tự chống đỡ, bất quá là không chung lâu cát, trên biển ngu ngốc. Chỉ có đạo tâm, mới là vĩnh hằng căn nguyên chỗ. Ta cần một tòa hải đăng, trấn thủ đạo tâm của ta. Ngươi, liền là tốt nhất hải ngoặc đăng, luân hồi chi chủ. Tiểu Hồng Ngư như nhìn chăm chú thần linh, ngắm nhìn Diệp Thần gương mặt, tay cầm nhẹ nhàng sờ lấy Diệp Thần cằm, sau đó nhẹ nhàng nâng đầu hôn Diệp Thần bờ môi một thoáng, tầm mắt cũng là trở nên mê ly mộng ảo dâng lên, ban đầu liền không có nhiều vải vóc ngắn xa y bị nàng giật ra, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Nàng cần Diệp Thần, mong muốn Diệp Thần khi nàng hải đăng, chỉ cần hai người dung hợp lại cùng nhau, nàng đạt được luân hồi huyết mạch tẩm bổ, đạo tâm cũng có thể như Diệp Thần, vạn kiếp bất diệt. Không vì ngoại vật sở khiên động. Diệp Thần cười cười, nhẹ nhàng hất ra Tiểu Hồng Ngư sở lấy chính mình gương mặt tay, nói, đồ mi không có lợi hại như vậy, nàng còn chưa đủ để dung chuyển đạo tâm của ngươi, là Sơn Thần ở sau lưng giở trò. Trùng kích ngươi đạo tâm người, là Sơn Thần, ngươi đương nhiên ngăn không được. Tiểu Hồng Ngư nói, ta mặc kệ, tóm lại, ta cần một tòa hải đăng, ngươi có giúp ta hay không? Nếu không chịu giúp, nắm tinh không mảnh vỡ đưa ta. Ta thà rằng hủy nó, cũng không cho ngươi. Nàng tính tình luôn luôn là 10 điểm dữ dằn, tại Diệp Thần trước mặt ôn nhu như vậy, đã có thể nói là kỳ tích, nhưng bây giờ Diệp Thần có chút không thuận theo tâm ý của nàng, nàng tính tình liền muốn phát tác. Diệp Thần nhìn xem nàng dữ dằn như vậy bộ dáng, cũng là có chút điểm sọ đầu thấy đau, nghĩ đo một cái, cười nói, giúp, dĩ nhiên giúp, nhưng ngươi muốn ta làm ngươi hải đăng, cũng không cần. Như thế thân cận, khục, ta mặt khác có cái biện pháp. Tiểu Hồng Ngư tính tình như thế nổ tung, hắn cũng không muốn thu nhập hậu cung, tuy nói hắn có thể dùng trộm tâm thủ pháp, nhưng Tiểu Hồng Ngư khăng khăng một mực yêu hắn, nhưng không cần thiết, loại thủ đoạn này, đối tâm linh của người ta, tổn thương quá lớn. Biện pháp gì? Tiểu Hồng Ngư hỏi. Diệp Thần đang muốn nói chuyện, chợt nghe bên ngoài gian phòng thùng thùng hai tiếng, lại có người gõ cửa. Luân hồi chi chủ, người đã ngủ chưa? Đúng là đại từ thụ hoàng thanh âm. Nghe được có người gõ cửa quấy rầy, Tiểu Hồng Ngư nhẹ hừ một tiếng, biểu lộ có chút tức giận. Diệp Thần trong lòng hơi động, hắn nói muốn cho đại từ thụ hoàng một đêm cân nhắc, để cho nàng suy nghĩ kỹ càng, đến cùng là cùng hắn, vẫn là cùng cổ tinh môn. Hiện tại đại từ thụ hoàng đêm khuya bái phỏng, chẳng lẽ có quyết định? Tiểu Hồng Ngư, ngươi về trước đi, ta ngày mai sẽ hàn huyên với ngươi. Diệp Thần liền thúc giục Tiểu Hồng Ngư rời đi. Tiểu Hồng Ngư một hồi tức giận, nói, ngươi muốn đuổi ta đi. Diệp Thần nói, không phải. Đang muốn nói rõ lý do, Tiểu Hồng Ngư đột nhiên úp sấp Diệp Thần trên bờ vai, há miệng nhe răng dùng sức khẽ cắn. Diệp Thần chỉ cảm thấy bả vai đau nhức, nhịn không được ôi một tiếng kêu, Tiểu Hồng Ngư chính là thôn thiên côn, tuổi cực tốt, một cái cắn này lại 10 điểm dùng sức, mặc dù Diệp Thần xương cốt, từng chiếm được xương chi thạch hối luyện, nhưng đột nhiên bị nàng cắn một cái. Vẫn là đau đớn khó nhịn. Luân hồi chi chủ, người thế nào? Ngoài cửa đại từ thụ hoàng, nghe được Diệp Thần tiếng kêu, một hồi bối rối, bịch một cái đẩy cửa phòng ra. Nàng một đẩy cửa phòng ra, liền thấy Tiểu Hồng Ngư quần áo không chỉnh tề, ngồi tại Diệp Thần trên đùi, còn cùng Diệp Thần chặt chẽ dính vào cùng nhau, mặt nàng soạt một thoáng liền đỏ lên, chân tay luống cuống, vội vàng nói. Thật xin lỗi, ta tới không phải lúc. Tiểu Hồng Ngư hừ một tiếng, nói, không, người tới đúng lúc. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp quay người đi ra khỏi phòng, cũng bịch một cái khóa lại cửa phòng, tức giận rời đi. Trong phòng, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần cùng đại từ thụ hoàng hai người, bầu không khí hết sức xấu hổ. Đang trầm mặc một lúc lâu sau, Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ yên tĩnh, chuyển động còn 10 điểm đau đớn, vết thương còn đang chảy máu bả vai, hướng đại từ thụ hoàng nói. Đại từ thụ hoàng, người tìm đến ta có chuyện gì? Đại từ thụ hoàng ngẩng đầu lên, trịnh trọng nhìn xem Diệp Thần,
nói, luân hồi chi chủ, ta gọi Thi Thiên lại, đây là tân sinh ta, ta nói, ta của quá khứ đã hư thối đi, thế gian không có đại từ thụ hoàng. Nghe vậy, Diệp Thần sầm mặt lại, nói, nghe ngươi nói như vậy, ngươi về sau là muốn tùy tùng cổ tinh môn, không chịu theo ta rồi. Thi Thiên lại là cổ tinh môn giao phó tên của nàng, tại Diệp Thần tâm bên trong, nàng thủy chung vẫn là đại từ thụ hoàng, nhưng nàng lại muốn đem chính mình đi qua vứt bỏ, rõ ràng là không chịu tùy tùng Diệp Thần. Đại từ thụ hoàng hoảng hốt vội nói, luân hồi chi chủ, người đừng nóng giận, ta. Ta nói, ta không thể phản bội cổ tinh môn, nhưng ngươi đã cứu ta, ta cũng không muốn nhường ngươi khó chịu. Không bằng chúng ta tới đàm cái giao dịch, ngươi thả ta rời đi, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Ta cũng không cần ngươi thay ta giải hình quyết ngạc tuyển chi thủy làm phức tạp, chỉ cần ngươi thả ta rời đi liền có thể, ta phải nói cho ngươi bí mật, là cùng võ tổ có liên quan. Diệp Thần chấn động trong lòng, nói, võ tổ. Đại từ thụ hoàng nói, chắc hẳn ngươi cũng biết, võ tổ bị nhốt tại sụp đổ di tích, nhưng này sụp đổ di tích, bao la vô biên, võ tổ cụ thể chỗ tọa độ, cũng không có người biết rõ ở nơi nào. Diệp Thần gật gật đầu, đúng là như thế, hắn trước kia nhiều phiên điều tra phía dưới, có thể xác định võ tổ hạ lạc, ngay tại cổ tinh môn một chỗ cấm địa bên trong. Chỗ này cấm địa, tên là sụp đổ di tích, cuồn cuộn rộng lớn, võ tổ ngay tại sụp đổ di tích nơi nào đó, nhưng cụ thể là nơi nào, hắn lại không biết. Ngươi biết võ tổ cụ thể chỗ? Diệp Thần vô ý thức bắt lấy đại từ thụ hoàng thủ đoạn, truy vấn. Võ tổ đối với hắn 10 điểm trọng yếu, nếu có xác thực tọa độ, hắn là có thể trực tiếp bày ra cứu viện. Đại từ thụ hoàng ôi một tiếng, bị Diệp Thần tóm đến thủ đoạn đau nhức, ai thanh đạo, ngươi trước thả ta ra. Diệp Thần phát giác sự thất thố của mình, liền buông ra đại từ thụ hoàng. Đại từ thụ hoàng lấy lại bình tĩnh, nói, luân hồi chi chủ, chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết võ tổ tọa độ cụ thể, chúng ta không ai nợ ai. À, cũng không phải, hôm nay chung quy là ngươi đã cứu ta, ta thiếu ngươi một cái mạng, ánh sáng là để cho ngươi biết võ tổ tọa độ, cũng không đủ hoàn lại, ta. Ta thực sự không có gì tốt báo đáp ngươi, có muốn không đêm nay ta. Nói đến đây, hai tay nắm bắt góc áo, vẻ mặt đỏ bừng quẫn bách không địa phương. Nàng dù sao từng là đại từ thụ hoàng, đi qua quyền hành nội tình vẫn còn, chỉ bất quá vì để tránh cho ngạc tuyển chi thủy phát tác, nàng không tiện lại sử dụng đi qua lực lượng. Nếu như trực tiếp hiến thân cho Diệp Thần, đem đi qua lực lượng cũng hiến cho Diệp Thần, vậy khẳng định là đầy đủ hoàn lại Diệp Thần ân cứu mạng. Diệp Thần khoát khoát tay, cắt ngang ý nghĩ của nàng, nói, vậy ngươi về sau, vẫn là muốn trở lại cổ tinh môn, đối địch với ta. Đại từ thụ hoàng nói, ta không biết, khả năng đi, muốn nhìn vị tiền bối kia an bài thế nào. Diệp Thần con ngươi ngưng tụ, vẫn là nói, ngươi làm thật không chịu theo ta. Đại từ thụ hoàng nói, cổ tinh môn vị tiền bối kia, ban cho ta tân sinh, ta không thể phản bội hắn, lúc trước nếu là không có vị tiền bối kia, ta đã sớm ngạc tuyển chi thủy phát tác, toàn thân hư thối bốc mùi hóa thành ác yêu chết đi. Diệp Thần thấy đại từ thụ hoàng thái độ, thủy chung vẫn là cố chấp như vậy, lập tức khí nhét suy nghĩ trong lòng khí phách khó bình, cuối cùng thở dài một tiếng. Diệp Thần vẫn là nói tốt, về sau sự tình, sau này hãy nói, coi như muốn sinh tử tương kiến, cũng không phải hôm nay, ngươi nói cho ta biết võ tổ tọa độ, ngươi là có thể đi. Diệp Thần cuối cùng là thỏa hiệp, không cưỡng cầu nữa đại từ thụ hoàng lưu lại, chỉ cần nàng cáo chi võ tổ tọa độ cụ thể, hắn là có thể thả người. Đến mức đại từ thụ hoàng trong cơ thể ngạc tuyển chi thủy, bây giờ cục diện như vậy dưới, hắn dĩ nhiên không có khả năng hao phí tâm huyết ra tay đi giải quyết. Diệp Thần chỗ tư tưởng biện pháp giải quyết, liền là thôi động thôn hồn quỷ châu, trực tiếp thôn phệ hết đại từ thụ hoàng ngạc tuyển chi thủy. Nhưng, trước mắt thôn hồn quỷ châu lực lượng, Diệp Thần cũng chỉ là trưởng khống không đến một nửa, cưỡng ép bùng nổ cực hạn thôn phệ chi lực, hắn cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Mà lại, thôn hồn quỷ châu bản thân cũng sẽ cho người ta mang đến to lớn ác mộng tra tấn, đại từ thụ hoàng trong cơ thể ngạc tuyển chi thủy, coi như bị cắn nuốt hết, nàng đến tiếp sau cũng sẽ nhận thôn hồn quỷ châu khủng bố ác mộng ảnh hưởng, cần Diệp Thần vận dụng đạo tạc vũ trụ hỗn độn pháp, trộm đi nàng ác mộng, nhưng nàng đạo tâm bảo trì tinh khiết, dạng này Diệp Thần phải chịu đại giới, càng lớn hơn. Nếu như đại từ thụ hoàng không chịu quy thuận hắn, hắn tự nhiên không có khả năng trắng uổng phí hy sinh lớn như vậy.
Nhìn thấy Diệp Thần thỏa hiệp nhượng bộ, nguyện ý thả nàng rời đi, đại từ thụ hoàng nội tâm mừng rỡ, lại là cảm kích rơi lệ, trực tiếp liền quỳ gối Diệp Thần trước mặt, nói. Luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi, ngươi thật sự là quân tử người, ta đêm nay. Diệp Thần thở dài lắc lắc đầu nói, không cần, ngươi nói cho ta biết võ tổ tọa độ, là có thể đi. Đại từ thụ hoàng ừ một tiếng, nói, võ tổ cụ thể chỗ tọa độ, là được. Nàng đang muốn lộ ra cụ thể, nhưng đột nhiên giống như xúc phạm cái gì cấm kỵ, vẻ mặt đại biến, đồng tử lộ ra thật sâu vẻ hoảng sợ, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, bưng bít lấy trái tim vô cùng thống khổ đến gập cả lưng, nguyên bản trắng sáng như tuyết trên da thịt, đã toát ra từng sợi khói đen, hắc khí kia mang theo vô cùng kinh khủng ác mộng sát lực lượng, tại nàng trên da hội tụ thành màu đen như bùa chú lạc ấn. Ha ha, nhà đầu, ta cổ tinh môn cấm kỵ. Người sao có thể tùy tiện tiết lộ cho người ngoài nghe. Chỉ nghe một giọng già nua, ở bên trong phòng quanh quẩn, xâm nghiêm lại mạnh mẽ. Đại từ thụ hoàng hai con ngươi lộ ra sợ hãi thật sâu chi sắc, nói tiền bối, là ngươi. Ngươi làm sao? Ngươi tại ta thức hải, lưu lại hồn ấn. Thanh âm kia nói, nhà đầu, ta bảo ngươi đi sụp đổ di tích cổ, tìm kiếm võ tổ chỗ, nói cho ngươi đến rất rõ ràng, nếu là tìm được. Nhất định muốn nói cho ta biết, làm sao ngươi biết võ tổ hạ lạc, lại không nói với ta một tiếng. Thậm chí, hôm nay ngươi ngược lại muốn đem như thế cấm kỵ bí mật, tiết lộ cho luân hồi chi chủ. Đại từ thụ hoàng không nói gì với nhau, kiều khu phát run, bờ môi thanh bạch. Diệp Thần nghe thanh âm kia, nhướng mày, nói, người nào, giả thần giả quỷ. Thanh âm kia a một tiếng, hết sức ngạc nhiên, nói ta cùng nha đầu tinh thần câu thông. Tiểu tử, người thế mà có thể bắt được. Chậc chậc, không hổ là luân hồi chi chủ, xem ra là ta khinh thường ngươi. Diệp Thần hừ một tiếng, nói, ngươi chính là Hiên Viên Vương. Hiên Viên Vương, là cổ tinh môn tư tưởng trí cao kỳ quan, vĩ đại nhất thánh nhân vương, tương lai muốn chấp trưởng chư thiên, uy lâm càn khôn tồn tại. Muốn rèn đúc Hiên Viên Vương, cần đi săn chư thần, đúc nóng chư thần thân thể linh hồn khí huyết trở các loại năng lượng. Mới có thể đem Hiên Viên Vương sáng tạo ra tới. Cổ tinh môn như thế chấp nhất, muốn tìm tới võ tổ cũng giết chết, chính là vì chế tạo Hiên Viên Vương. Bọn hắn đã từng thành công bắt lấy võ tổ, cũng nghiêm hình tra tấn, dùng đủ loại thủ đoạn muốn đem võ tổ hành hạ chết, nhưng võ tổ là thiên chiêu võ thần, chỉ cần thiên đạo bất diệt, hắn là sẽ không chết, tuyến thời gian vô luận như thế nào ma diệt, chắc chắn sẽ có một đầu cuối cùng tuyến thời gian tồn tại, vĩnh hằng bất diệt. Cho nên, sau này võ tổ vẫn là theo cổ tinh môn bên trong đào thoát, chạy trốn tới sụp đổ trong di tích ẩn nấp đi. Từ đó về sau, cổ tinh môn vẫn nghĩ một lần nữa bắt lấy võ tổ, chỉ vì dùng võ tổ máu thịt, đi rèn đúc Hiên Viên Vương. Lúc này Diệp Thần bắt thiên cơ, các loại nhân quả thấy rõ, nghe được thanh âm kia trong nháy mắt, là có thể khẳng định, đó chính là Hiên Viên Vương thanh âm. Lúc trước đại từ thụ hoàng ngạc tuyền chi thủy phát tác, muốn hư thối sa đọa thành ác yêu. Ra tay cứu vớt người, cũng chính là Hiên Viên Vương. Cái này Hiên Viên Vương, liền là cổ tinh môn ẩn thế cao thủ, đại từ thụ hoàng trong miệng vị kia mạnh mẽ tiền bối. Trước mắt, Hiên Viên Vương còn không có chân chính thân thể, bởi vì Hiên Viên Vương khái niệm, cùng luân hồi sách khái niệm là giống nhau, là vô cùng vĩ đại kỳ quan, nghĩ rèn đúc ra này loại đẳng cấp kỳ quan, cần thiết hao phí tài nguyên, là cực kỳ con số kinh khủng. Mà lại, rèn đúc Hiên Viên Vương tài nguyên lại hết sức đặc thù, không phải muốn dùng thiên tài địa bảo gì, mà là trực tiếp muốn săn giết chư thần, dùng rất nhiều mạnh mẽ thần linh máu thịt, đi lấp xung khái niệm, nhường huyễn tưởng khái niệm lắng đọng thành chân thực. Theo rèn đúc độ khó tới nói, Hiên Viên Vương không thể so với luân hồi sách kém bao nhiêu. Lúc này Hiên Viên Vương, không có thân thể, chỉ có một đạo huyễn tưởng khái niệm, nhưng đã đản sinh ra trí tuệ cùng uy áp, này đạo khái niệm, cũng đủ để lấn át cổ tinh môn ngũ đại thiên đế. Vô cùng cường hãn. Hiện tại Diệp Thần nghe được Hiên Viên Vương thanh âm, liền thấy hắn thực lực mạnh mẽ, may mắn nơi này là sơn thần giới, là chân lý sẽ địa bàn, nguyên thiên đế ý chí phủ kín thiên địa, từ bên ngoài đến thế lực vô pháp xâm nhập. Bằng không, nếu là Hiên Viên Vương lực lượng, thẩm thấu tới, Diệp Thần cũng đỡ không nổi, rất có thể muốn lâm vào hiểm cảnh. Thanh âm kia nghe được Diệp Thần điểm phá thân phận của hắn, rất đỗi chấn động, sau đó cười ha ha một tiếng. Nói, rất tốt, luân hồi chi chủ, quả nhiên ánh mắt độc ác, thế mà một thoáng liền nhìn thấu thân phận của ta.
ta khuyên ngươi không nên uổng phí tâm tư, nghĩ đến đi giải cứu võ tổ, ta đã biết võ tổ hạ lạc, ta sẽ đem hắn đánh giết, huyết nhục của hắn, đem núc nóng thành thân thể của ta. Ta sẽ theo huyễn tưởng khái niệm, lắng động vì chân thực tồn tại, ta vì thánh vương, thánh giả dùng sống lưng chèo trống trong thiên đường chư thần, vương giả dùng lực lượng chân áp trong địa ngục quần ma. Chờ ta xuất thế, ta chính là chí cao thánh nhân vương. Luân hồi chi chủ, người chờ nắm, nhiều nhất nửa năm, chờ ta xuất thế, ta sẽ dẫn lính cổ tinh môn, san bằng luân hồi trận doanh. Thiên viên vương thanh âm, tràn đầy cuồng ngạo, lực lượng, uy nghiêm, còn có bế nghĩa thiên hạ bá đạo. Hắn có cuồng ngạo tư cách, bởi vì hắn là cổ tinh môn các triều đại cường giả cùng vô số tín đồ, không ngừng tư tưởng, không ngừng tăng cường một cái vĩ đại kỳ quan khái niệm, đại biểu cho chí cao thánh nhân vương khái niệm. Cổ tinh môn đã săn giết qua rất nhiều thần linh, đi lấp xung cái này thánh nhân vương khái niệm căn cơ, tựa như Diệp Thần vì luân hồi sách núc cơ như thế, hao phí lớn lao tâm huyết tinh lực. Thiên viên vương khái niệm căn cơ, đã sớm rèn đúc hoàn tất, vô cùng kiên cố, chờ hắn đánh giết võ tổ, hắn đạt được võ tổ thân thể, liền có thể có được thân thể, theo khái niệm biến thành chân thực tồn tại, quét ngang không gian thời gian vô địch. Diệp Thần chấn động, hắn có thể cảm nhận được thiên viên vương mãnh liệt sát ý, nhằm vào hắn sát ý. Thiên viên vương cũng không là cái gì ti tiện người, tương phản, Diệp Thần có thể cảm nhận được hắn cao thượng lý tưởng, thật đúng là nghĩ quét bình thiên hạ, thành lập một cái vĩnh hằng vững chắc trật tự, chính hắn đăng cơ xưng là chí cao thánh nhân vương, trưởng khống hết thảy. Vì thành lập dạng này to lớn bá nghiệp, hắn khẳng định phải diệt trừ luân hồi trận doanh, không có khả năng buông tha Diệp Thần. Một bên đại từ thụ hoàng, triệt để biến sắc, không nghĩ tới ngày đó trưởng cứu mình tiền bối, thế mà liền là trong truyền thuyết, cổ tinh môn vĩ đại nhất kỳ quan, Hiên Viên Vương. Tiền bối, nguyên lai ngươi chính là Hiên Viên Vương, ngươi. Ngươi đang lợi dụng ta. Đại từ thụ hoàng mơ hồ thấy không đúng, chỉ cảm thấy trong đan điền, có vô cùng ác mộng sát năng lượng dâng trào mà ra, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn, thậm chí có thể nói mãnh liệt gấp trăm lần. Làn da của nàng bắt đầu hư thối, cả người đều muốn hư thối đi, sau đó biến thành đáng ghê tởm nhất yêu vật. Thiên viên vương cười ha ha, nói, nhà đầu, người hy sinh, ta sẽ nhớ kỹ, vì tương lai phong công vĩ nghiệp, một điểm hy sinh là không thể tránh được, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ thay ngươi lập bia. Câu nói này nói xong, thiên viên vương thanh âm, liền triệt để đã đi xa. Đại từ thụ hoàng cảm thấy mình trong cơ thể, phảng phất chủ tâm cốt đều bị rút mất, cả người muốn sụp đổ mất, cái kia ngạc tuyền chi thủy sát khí, dùng nhất tốc độ khủng khiếp, lan tràn ra tới. Diệp Thần thấy cảnh này, cực kỳ giật mình, thăm dò đại từ thụ hoàng mệnh mạch khí tức, liền thấy nàng ngạc tuyền chi thủy năng lượng, chưa từng có bị hóa giải qua. Lúc trước hiên viên vương, cứu vớt nàng thời điểm, căn bản không có thay nàng giảm bớt qua dù cho mảy may thống khổ, chẳng qua là đem tất cả ác mộng sát, tất cả thống khổ, toàn bộ phong ấn tại nàng trong đan điền. Như vậy phong ấn áp chế, không có chuyện còn tốt, một khi xảy ra chuyện, đại từ thụ hoàng chỗ phải chịu thống khổ cùng ác mộng sát, đơn giản liền là biển động núi lở, muốn so dĩ vãng mãnh liệt gấp 10 gấp trăm lần. Cuồng bạo ác mộng sát cấp tốc lan tràn, cũng may mà Diệp Thần phản ứng nhanh, vội vàng tế ra hai trang tinh không đạo thư, bày ra rộng rãi tinh không, ngăn chặn ác mộng sát tà khí lan tràn ra ngoài, tất cả ác mộng sát, đều tại hắn trong tinh không cuồn cuộn gào thét. Răng rắc, cửa phòng bị người đá văng ra. Tiểu Hồng Ngư nổi giận đùng đùng, lại dẫn vạn phần kinh hãi đi đến. Nguyên lai nàng cũng không hề rời đi, một mực tránh ở ngoài cửa theo dõi, nhìn thấy đại từ thụ hoàng ngạc tuyền chi thủy phát tác, nàng chấn động vạn phần, nói. Này ngạc tuyền chi thủy phát tác dâng lên, thế mà lợi hại như vậy ngoan độc, nàng muốn hư thối sa đọa thành ác mộng yêu, mau đưa nàng giết. Nói xong, Tiểu Hồng Ngư lắc mình biến hóa, hiển hóa ra thôn thiên cự côn diện mạo bên ngoài, ngang qua vũ trụ mênh mông, cuốn lên muôn vàn nhật nguyệt tinh thần, uy mãnh hùng vĩ, màu nâu xanh cứng rắn chất làn da, như hắc ám tinh không lẫn nhau chiếu rọi, nàng một thoáng há miệng phun ra cuồn cuộn màu xanh lá ma diễm, muốn đem đại từ thụ hoàng bao phủ. Diệp Thần nói, không thể giết. Hắn vội vàng ngăn cản thôn thiên côn, hắn không thể nhìn đại từ thụ hoàng chết đi, bởi vì hắn còn không biết võ tổ tọa độ cụ thể, chỉ có đại từ thụ hoàng biết. Mà lại, đại từ thụ hoàng cũng là đao phong nữ hoàng coi trọng nhất bằng hữu, nếu là người trước chết rồi, đao phong nữ hoàng tuyệt đối phải liều mạng với hắn. Thôn thiên côn nói, nàng ngạc tuyền chi thủy phát tác,
cả người đã muốn mục nát, nhất định phải giết nàng, không phải nàng hư thối sa đọa thành ác mộng yêu, thế tất yếu họa loạn. Diệp Thần tâm bên trong không hiểu có rút đau đớn, ngày xưa gió lốc tinh vực phong bạo nữ vương Triệu Ngưng Mộng, Ngạc Tuyền chi thủy phát tác, hắn không thể ngăn cản, cuối cùng Triệu Ngưng Mộng đầu nhập thiên ma tinh hải, hóa thành xương khô, hắn không thể nhìn lại đại từ thụ hoàng cũng chết đi. Ta trước đem nàng phong ấn. Thái Thản tinh tòa, mở ra. Diệp Thần ngửa mặt lên trời vừa quát, hai tay kéo ra, từng khỏa tinh thần, tại đỉnh đầu hắn tụ lại, tạo thành một cái to lớn tròm sao trận đồ, hình dạng như một tôn đỉnh thiên lập địa chiến thần, chính là Thái Thản cự thần bộ dáng. Thái Thản tinh tòa, là Thái Thản cự thần lưu lại chí cao thuật pháp, cũng là tam thập tam thiên thần thuật, bát đại tròm sao bên trong tồn tại cường đại nhất. Này Thái Thản tinh tòa, có mạnh mẽ phong ấn hiệu quả, thậm chí có khả năng phong ấn sử thần phân thân, lúc trước Thái Thản cự thần lập nên môn này thần thuật, chính là vì phong ấn sử thần. Hiện tại, Diệp Thần định dùng tới phong ấn đại từ thụ hoàng. Theo Ngạc Tuyền chi thủy phát tác, đại từ thụ hoàng đã triệt để hư thối đi, đã không nhìn thấy nàng nguyên bản bộ dáng, nàng dĩ vãng tích lũy ác mộng sát khí, Hiên Viên Vương căn bản không có giúp nàng giảm bớt, ngược lại toàn bộ áp chế đến trong đan điền, hiện tại một thoáng bạo phát đi ra, chính là siêu phẩm thiên đế buông xuống, cũng không có khả năng nghịch chuyển cứu vãn. Dùng Diệp Thần thủ đoạn, cũng không cách nào cứu vãn, Ngạc Tuyền chi thủy sát khí một khi phát tác, liền là núi lở như vỡ đê, cản đều ngăn không được. Trước đó còn 10 điểm thanh lệ xúc động lòng người đại từ thụ hoàng, đã bị sát khí bao phủ, đã hư thối thành một bãi hỗn hợp có xương cốt cùng thịt vụn còn có hai con ngươi lạn nê. Diệp Thần không cách nào nhìn thẳng một màn này cảnh tượng thê thảm, đại từ thụ hoàng hư thối đến quá nhanh, hắn căn bản không có bất luận cái gì thi cứu chỗ trống, điều động thiên đường thánh quang năng lượng chút xuống, lại như một điểm đom đóm hào quang, rơi vào vô tận trong vực sâu hắc ám. Sử thần vạn cổ bố cục. Bảy ác mộng trận năng lượng một khi bùng nổ, nơi nào có dễ dàng như vậy thay đổi. Thôn Thiên Côn nhìn xem đã thành nát bét bùn đại từ thụ hoàng, lại không có nửa điểm buông lỏng cảnh giác ý tứ, bởi vì nàng thấy tại cái kia bùn nhão bên trong, ẩn chứa vô cùng năng lượng ba động khủng bố. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, không cần nửa nén hương thời gian, này bãi bùn nhão bên trong liền có thể toát ra một đầu kinh thiên ác mộng yêu, đủ để quét ngang hết thảy. Nàng tuyệt không thể nhìn một màn này phát sinh, bất quá cũng không đợi nàng động thủ, Diệp Thần đã mở ra Thái Thản tinh tòa, điều động tròm sao năng lượng, trực tiếp đem đại từ thụ hoàng phong ấn. Bùn nhão tư thái đại từ thụ hoàng, bị phong ấn đến Thái Thản tinh chỗ ngồi mặt, bùn nhão hắc ám cùng sát khí, kém chút đem chọn cái Thái Thản tinh tòa bao phủ, khắp nơi bức tranh các vì sao cảnh đô hóa thành hắc ám. Cũng may mắn Diệp Thần dùng tinh không đạo thư làm bối cảnh. Thái Thản tinh tòa tại đây to lớn tinh không bối cảnh dưới, uy lực cũng là tăng lên rất nhiều, cuối cùng là miễn cưỡng dung nạp xuống đại từ thụ hoàng. Đại từ thụ hoàng bị phong ấn, theo cái kia bùn nhão bên trong, phát ra kinh thiên gào thét cùng gào thét, như trong lồng dã thú gầm rú, thê người tim gan. Diệp Thần bên trong tim đau thắt, không dám tưởng tượng nếu như đao phong nữ hoàng, nhìn thấy tràng diện này, lại là tâm tình gì. Hắn đem đại từ thụ hoàng phong ấn đến sâu trong tinh không, sau đó thu hồi tinh không đạo thư, cùng Tiểu Hồng Ngư hồi trở lại đi đến trong phòng. Tiểu Hồng Ngư thân thể thoáng qua, theo cự côn biến trở về một cái hồng y mỹ nữ bộ dáng, nàng cuống quýt đỡ lấy Diệp Thần, bởi vì nàng thấy Diệp Thần trạng thái vô cùng hỏng bét, chịu đả kích thực sự quá lớn. Đại từ thụ hoàng nếu như trực tiếp bị Hiên Viên Vương giết chết, cái kia còn đỡ, nhưng hết lần này tới lần khác, đại từ thụ hoàng là sống sờ sờ tại Diệp Thần trước mặt hư thối đi. Hóa thành bùn nhão, một màn này đối Diệp Thần xung kích quá lớn. Đều là Hiên Viên Vương âm mưu, hắn nghĩ loạn ngươi đạo tâm. Tiểu Hồng Ngư nhẹ giọng an ủi Diệp Thần nói. Không thể chỉ trách hắn, kẻ cầm đầu vẫn là Sử Thần. Nếu không phải Sử Thần bố cục, đại từ thụ hoàng cũng sẽ không lưu lạc như thế. Diệp Thần hít sâu một hơi, thần tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn biết hết thảy, kẻ cầm đầu đều là Sử Thần. Tiểu Hồng Ngư thở dài một tiếng, cũng là biết Sử Thần mạnh mẽ, nàng cũng biết Diệp Thần thừa nhận rồi rất nhiều, nàng yên lặng dắt Diệp Thần tay, nói khẽ, đêm nay ta cùng ngươi. Diệp Thần. Ừm. Một đêm trôi qua, Diệp Thần thành Tiểu Hồng Ngư hải đăng. Hắn cho ăn Tiểu Hồng Ngư một điểm luân hồi máu, đồng thời lẫn nhau vận chuyển công pháp, ôm nhau ngủ, dùng cái này thành lập hải đăng. Về sau không cho phép phát tính tình của ta.
Diệp Thần đối Tiểu Hồng Ngư yêu cầu, cũng chỉ có như thế một cái. Tiểu Hồng Ngư mặc dù không có thực hiện kế hoạch của mình, nhưng kết quả nhất trí, nàng mặt mũi tràn đầy vui vẻ đáp ứng, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đó là tự nhiên, luân hồi chi chủ, về sau ngươi gọi ta trong lửa đi, trong nước đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Một đêm này phát sinh sự tình, Tôn Di, Dung Nham Thiên Cẩu, Ảnh Ma Hung Ngao, cũng không biết. Bởi vì Diệp Thần có tinh không đạo thư che lấp, tinh không cuồn cuộn, có thể lồng che trời cơ, Tôn Di thậm chí không biết đại từ thụ Hoàng Ngạc Tuyền chi thủy phát tác, đã hư thối thành nát bét bùn, nhíu mày hỏi. Diệp Thần, tối hôm qua là không phải xảy ra chuyện gì. Đại từ thụ Hoàng khí tức biến mất. Diệp Thần im lặng, nhớ tới đại từ thụ Hoàng thảm trạng, cũng là một hồi than thở, nói hoàn toàn chính xác xảy ra chút sự tình, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại không tiện nói tỉ mỉ. Hiện tại, Diệp Thần dù sao vẫn là tại sân thi đấu bên trong, một khi bại lộ, rất có thể dẫn tới Chu Võ Hoàng, Thiên Nữ, Đệ Nhị Thiên Nhai, Ma Phi Thiên nhóm cao thủ vây công. Hắn đã được đến Tiểu Hồng Ngư 200 mảnh vụn, lại thêm Dung Nham Thiên Cẩu cùng Ảnh Ma Hung Ngao trên người mảnh vỡ. Hắn chỉ cần cầu thả ở, cầu thả đến tranh tài kết thúc, là có thể nắm lấy số một vòng quán quân, thực sự không cần thiết cùng Ma Phi Thiên trợ cường giả tranh đấu. Mặc dù hắn phần thắng to lớn, nhưng cũng không thể nói có thể lông tóc không hao tổn thủ thắng, cầu thả ở liền tốt, chỉ cần không bại lộ, hắn là có thể an ổn cầm tới vòng thứ nhất quán quân. Thiên quang trục nhật hạm tại đám mây trôi nổi, chỗ có khí tức hoàn toàn ẩn nấp, thiên cơ không tiết. Lúc này huyễn tưởng thôn thiên đảo bên trong, thật nhiều võ giả, mong muốn tìm kiếm Diệp Thần tung tích, nhưng Diệp Thần ẩn nấp tại đám mây chỗ sâu, thực tại ẩn giấu quá sâu, căn bản không ai phát hiện hắn. Rất nhiều võ giả bên trong, làm người khác chú ý nhất hai vị tuyệt thế thiên tài, Ma Phi Thiên cùng Chu Võ Hoàng, giờ phút này lại bởi vì một khỏa đá quý màu đỏ ngòm, không ngừng tranh đấu. Cái kia đá quý màu đỏ ngòm, chính là huyết chi thạch, trước mắt tại Ma Phi Thiên trong tay, nhưng Chu Võ Hoàng liều mạng truy sát tranh đoạt, Ma Phi Thiên cũng không rảnh luyện hóa. Chu Võ Hoàng, bất quá là một khối nát tảng đá thôi, người đau khổ truy sát ta thì có ích lợi gì? Ngươi lại không đả thương được ta, chẳng thà buông xuống tranh đấu, chúng ta hợp lại đi đối phó luân hồi chi chủ. Ma Phi Thiên ngữ khí rét lạnh nói, một mực bị Chu Võ Hoàng truy sát chặn đường, hắn cũng rất khó chịu. Chu Võ Hoàng sau lưng, đi theo một người trẻ tuổi, chính là Hùng Bá gia tộc Hùng Bá Phong, nghe được Ma Phi Thiên lời về sau, Hùng Bá Phong cả giận nói, nếu là nát tảng đá, vậy ngươi trả lại cho ta. Đó là ta gia tộc chí bảo, không phải ngươi có thể nhúng chàm. Ma Phi Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, nơi này còn không có người nói chuyện điểm, coi là mang theo một cái mô phỏng chiến thần bao tay, liền có thể hù dọa đến ta. Ta cho người biết, ngoan ngoãn nắm huyết chi thạch nhường cho ta, chúng ta còn có thể làm người bằng hữu, cùng chống chọi với luân hồi, bằng không ta trước bắt các ngươi khai đao. Chu Võ Hoàng hừ một tiếng, nói, Ma Phi Thiên, ngươi không chịu trả lại huyết chi thạch, vậy chúng ta liền huyết chiến đến cùng. Ta cũng mặc kệ cái gì luân hồi chi chủ, ta muốn ngươi chết. Dứt lời, Chu Võ Hoàng thôi động thiên tội cổ kiếm, kiếm khí trùng thiên, trực hướng Ma Phi Thiên chém đi. Ta há sợ ngươi sao? Ma Phi Thiên chẳng thèm ngó tới, đen kịt ngôi sao kiếm mang vung ra, cùng Chu Võ Hoàng kịch liệt đánh nhau tại cùng một chỗ. Hai người chiến đấu, kiếm khí khuấy động, tại phía xa cao thiên giữa tầng mây Diệp Thần, cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được. Diệp Thần tâm nghĩ, hai người này lẫn nhau tranh sát, đối ta ngược lại thật ra chuyện tốt, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Chu Võ Hoàng cùng Ma Phi Thiên lẫn nhau tranh đấu, liền không rảnh thoát ra qua tới đối phó hắn, hắn có thể an tâm cầu thả đến tranh tài kết thúc, nhưng cũng không thể phớt lờ, thiên nữ cùng đệ nhị thiên nhai đều không phải là hời hợt thế hệ. Diệp Thần bình tĩnh lại tâm tình, tiếp tục tại thiên quang trục nhật hạm bên trên, tu luyện tinh không đỉnh bí pháp. Hiện tại Phật tổ tờ kia tinh không đạo thư, hắn có khả năng điều động ba thành năng lượng, dựa vào bộ phận này linh khí năng lượng làm căn cơ, hắn có lòng tin rèn đúc ra tinh không đỉnh. Nếu là có thể thuận lợi rèn đúc ra tinh không đỉnh, lần này tinh không tranh bá thi đấu, Diệp Thần có cực kỳ to lớn nắm bắt, có thể đoạt giải quán quân. Dù sao, mặc kệ là Chu Võ Hoàng, vẫn là Ma Phi Thiên các loại, mặc kệ bọn hắn có nắm chắc bao nhiêu bài. Mặt ngoài tu vi cũng chẳng qua là thiên nguyên cảnh đỉnh phong thôi, còn không có đi đến cửu đỉnh cảnh cấp độ, càng không có rèn đúc ra cái gì một tôn thần đỉnh.
Nếu là Diệp Thần có thể rèn đúc ra một tôn thần đỉnh, đối cửu đỉnh cảnh trở xuống võ giả, là có thể hình thành hàng triều đả kích, thành lập ưu thế tuyệt đối. Từng tia tinh không năng lượng, bị Diệp Thần điều lấy ra, ở trên đỉnh đầu hắn hội tụ. Hắn yên lặng vận chuyển vũ xà thần truyền thụ cho hắn tinh không đỉnh bí pháp, trên đỉnh đầu, liền dần dần xuất hiện một tòa thần đỉnh hư ảnh, chiếc thần đỉnh kia óng ánh sáng long lanh, trong bóng tối mang theo một chút vụn vặt huỳnh quang, thần đỉnh có nhật nguyệt tinh thần đồ đằng, mỹ lệ thần bí, lại hùng vĩ rung động lòng người, chính là trong truyền thuyết tinh không đỉnh. Lúc này Diệp Thần trên đỉnh đầu tinh không đỉnh, chỉ có thể coi là một cái huyễn tưởng khái niệm, là một cái bóng mờ, còn không có ngưng tụ ra thực chất. Nếu là có thể ngưng tụ ra thực chất, hắn tinh không đỉnh, là có thể tuyên cáo rèn đúc thành công. Tại điều động tinh không đạo thư linh khí, rèn đúc tinh không đỉnh đồng thời, Diệp Thần thần biết cũng thẩm thấu đến tinh không đạo thư chỗ sâu, tiếp tục thanh lý Phật tổ lưu trong tinh không dấu vết. Bất quá Phật tổ tại thiên đạo khối Rubik phụ cận, lưu lại huyết tự ấn ký, ẩn chứa hắn ý chí mãnh liệt, vô cùng khó ma diệt, Diệp Thần trong thời gian ngắn, cũng không cách nào đem này chút dấu vết xóa đi. Còn mặt kia, đại từ thụ hoàng bị phong ấn ở Thái Thản Tinh chỗ ngồi mặt, nàng đã là một bãi lạn nê, hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ có ác mộng yêu tàn nhẫn hung lệ bản năng, khi nhìn đến Diệp Thần đến gần thời điểm, cái kia bùn nhão liền quay cuồng lên, theo bên trong phát ra gào thét thanh âm. Nếu như không phải là bị phong ấn, này bãi bùn nhão sẽ lập tức như quái vật nổ lên, đem Diệp Thần thôn phệ hết. Đại từ thụ hoàng lưu lạc đến tận đây, cũng không biết làm sao có thể để cho nàng khôi phục. Diệp Thần thở dài một tiếng, đại từ thụ hoàng ngạc tuyền chi thủy sát khí phát tác, hiện tại ý thức đã hoàn toàn luân hãm, hắn nghĩ lại hỏi thăm võ tổ cụ thể hạ lạc, đó là tuyệt đối không thể, trừ phi có thể làm cho đại từ thụ hoàng trở về hình dáng ban đầu. Nhưng đại từ thụ hoàng lưu lạc đến tận đây, Diệp Thần thực sự không biết còn có biện pháp nào, có thể để cho nàng khôi phục. Như thế qua hai ngày, Diệp Thần tinh không đỉnh, đã đúc tạo ra được một cái hình thức ban đầu. Hắn đoán chừng chờ tinh không đỉnh hoàn toàn rèn đúc ra tới, tu vi của hắn có khả năng đột phá. Này hai ngày thời gian, Chu Võ Hoàng cùng Ma Phi Thiên, còn tại tranh đoạt huyết chi thạch. Cái kia huyết chi thạch là chiến thần bao tay 6 viên bảo thạch một trong, giá trị không thể coi thường, Diệp Thần cũng 10 điểm mong muốn, bất quá hắn cũng rõ ràng, nếu là hắn dám tham dự tranh đấu, Sơn Thần rất có thể muốn ở sau lưng giở trò, khiến cho hắn được không bù mất. Cho nên, Diệp Thần ẩn giấu đi, tiếp tục cầu thả xuống, là lựa chọn tốt nhất, chỉ chờ tới lúc tranh tài kết thúc, hắn dựa vào tiểu hồng ngư, ảnh ma hung ngao, dùng nham thiên cầu ba cái tinh không đạo thư mảnh vỡ, đầy đủ nắm lấy số một vòng quán quân. Đến mức cái kia huyết chi thạch, đằng sau có cơ hội lại cướp đoạt cũng không muộn. Trước mắt khoảng cách vòng thứ nhất thi đấu kết thúc, còn thừa lại cuối cùng hai ngày thời gian. Lúc này 1.000 khối tinh không đạo thư mảnh vỡ, đã bị rất nhiều những người dự thi. Toàn bộ vơ vét ra tới, bởi vì có tìm linh kính, cho nên coi như là giấu ở nơi hẻo lánh bên trong mảnh vỡ, cũng không gạt được mọi người vơ vét. Nhưng Diệp Thần thiên quang trục nhật hạm, ẩn nấp tại đám mây, lại có tiểu hồng ngư, dung nham thiên cầu, ảnh ma hung ngao tam đại hung hỗ trợ che lấp thiên cơ, cho nên bên ngoài những người dự thi, căn bản không có phát hiện Diệp Thần chỗ. Tìm linh kính bên trên biểu hiện tinh không đạo thư mảnh vỡ, cộng lại chỉ có 600 khối, còn lại 400 khối. Toàn bộ tại Diệp Thần bên này. Mặt khác người dự thi, thiên nữ cùng đệ nhị thiên nhai trên tay, đều có hơn 100 khối. Chu Võ Hoàng cùng Ma Phi Thiên, hai người trong tay mảnh vỡ, chỉ có mười mấy khối, bởi vì bọn hắn cố lấy tranh đoạt huyết chi thạch, cũng không có lại đi vơ vét mảnh vỡ, trong tay mảnh vỡ, cũng còn là ngày đầu tiên lúc tiến vào lấy được. Đối bọn hắn tới nói, nếu như không thể đoạt giải quán quân, cái kia xếp tại người thứ hai cùng một tên sau cùng, là không có khác biệt. Mặt khác bài danh ban thưởng, bọn hắn cũng không để ý, chỉ để ý quán quân. Nhưng đơn thuần vòng thứ nhất thi đấu quán quân, ban thưởng lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng cùng huyết chi thạch so sánh, cho nên bọn hắn dứt khoát liên quan quân cũng không cần, chỉ muốn đem huyết chi thạch cướp đến tay. Ngược lại chỉ cần nắm giữ tinh không đạo thư mảnh vỡ, dù cho chẳng qua là một khối, đều có thể thông qua vòng thứ nhất tranh tài, bọn hắn đã coi như là quá quan. Ngược lại cũng không có ai dám tới cướp đi trên người bọn họ mảnh vỡ. Hiện tại, Diệp Thần xác định Chu Võ Hoàng cùng Ma Phi Thiên, sẽ không tới đối phó hắn, phải đề phòng người, chỉ còn lại có thiên nữ cùng đệ nhị thiên nhai. Hắn thần thức thả ra ngoài, tìm kiếm lấy thiên nữ cùng đệ nhị thiên nhai tung tích,
rất nhanh tại trong một chỗ núi rừng, phát hiện thiên nữ tồn tại. Thiên nữ bái Nguyên Thực Thiên Đế vi sư, đang ăn mặc một thân trường bào màu trắng, áo choàng đằng sau ấn có một cái nguyên chữ, toàn thân thiên đường thánh quang vần quanh, sáng chói như chí cao thần nữ. Diệp Thần nhìn xem thiên nữ trên người thánh quang, liền thấy hết sức quen thuộc, đó là nguyên thần thiên đường hào quang, không hề nghi ngờ, thiên nữ cũng tu luyện nguyên thần thiên đường bí pháp. Diệp Thần nắm giữ thiên đường sáu thức, thánh quang tẩy lễ, thánh quang trị liệu tịnh hóa các loại thủ đoạn, đoán chừng thiên nữ cũng đã biết, liền là không biết tu vi tạo nghệ như thế nào. A, à, núi rừng bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết, lại là có người dự thi bị thiên nữ giết chết. Thiên nữ tay cầm lấy thần chu thiên kiếm, toàn thân rực rỡ sáng chói, huy kiếm sát phạt vô cùng hung ác, gặp người liền giết, dùng những người dự thi khác máu tươi, thối luyện thần chu thiên kiếm, thuận tay chiếm lấy tinh không đạo thư mảnh vỡ. Rất nhiều người dự thi biết thiên nữ lợi hại, đều tránh ra thật xa, có bất hạnh đụng vào thiên nữ, liền không có một chút sống sót khả năng. Diệp Thần kiến thiên nữ ra tay hung ác, giết người như cắt cỏ, nhưng hết lần này tới lần khác không sinh mảy may hung lệ khí. Chỉ có rực rỡ khí tức thánh khiết, nghĩ thầm, thiên nữ thiên đường tu vi, thế mà so ta còn lợi hại hơn một chút, đã đến giết người như siêu độ, thánh quang tẩy trần cát bụi mức độ. Thiên nữ nhẹ nhàng lau kiếm vết máu trên người, thu kiếm vào vỏ, tầm mắt nhìn chung quanh bốn phía, tú mi nhăn lại, nói, Diệp Thần, ngươi ở đâu? Ta cảm ứng được thần trí của ngươi, ngươi ẩn núp ở nơi nào? Diệp Thần thần biết nhìn trộm thiên nữ, lại bị nàng phát hiện. Bất quá! Diệp Thần ẩn giấu cực sâu, thiên nữ cũng không cách nào khóa chặt chỗ ở của hắn, chỉ biết là thần thức của hắn liền ở chung quanh theo dõi. Diệp Thần duy trì yên lặng, không có trả lời, bởi vì hắn biết, một khi đáp lại, chính mình khẳng định phải bại lộ. Thiên nữ nói, ngươi ra tới, ta thương lượng với ngươi chút chuyện. Diệp Thần vẫn là không có đáp lại. Thiên nữ, ngươi cũng đang tìm kiếm luân hồi chi chủ sao? Chỉ nghe một đạo thô kệch thanh âm vang lên. Một cái khôi ngô vũ dũng nam tử trẻ tuổi, đạp lên nhanh chân, theo phụ cận trong rừng cây đi ra, chính là đệ nhị thiên nhai. Diệp Thần nhìn thấy đệ nhị thiên nhai xuất hiện, âm thầm lưu tâm. Đệ nhị thiên nhai là Hồng Quân lão tổ tạo vật, hoàn toàn dựa theo lúc còn trẻ võ tổ chế tạo, từ trên người đệ nhị thiên nhai, Diệp Thần cảm nhận được một cỗ cuồng bá dũng mãnh khí khái. Thiên nữ âm thanh lạnh lùng nói, phải thì như thế nào? Đệ nhị thiên nhai nói. Vậy chúng ta cùng một chỗ hợp lại tìm kiếm, liên thủ tiếp đối phó hắn. Thiên nữ rất thẳng thắn cự tuyệt nói, thật có lỗi, không hứng thú, vòng thứ nhất quán quân, nhất định là hắn, cái kia thôn thiên côn, dung nham thiên cầu, ảnh ma hung ngao tam đại hung, đều ở bên cạnh hắn, coi như chúng ta hợp lại, cũng không có khả năng cùng hắn địch nổi. Nói xong liền muốn quay người rời đi. Đệ nhị thiên nhai cười nói, thiên nữ, ngươi cần gì phải tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Vậy chỉ bất quá là vài đầu xúc sinh thôi, chúng ta chỉ cần hợp lại, vận dụng điểm át chủ bài, chưa hẳn không có phần thắng. Chờ hạ gục luân hồi chi chủ, ta có thể cho ngươi cầm quán quân, ha ha, vòng thứ nhất quán quân ban thưởng, có thể là nguyên thiên đế năm đó cửu đỉnh cảnh thời điểm, đúc tạo nên kim đỉnh A. Nếu có thể cầm tới nguyên thiên đế kim đỉnh, thật không biết là bao lớn tạo hóa. Thiên nữ trong lòng khẽ động, nàng cũng ngầm trộm nghe nói qua. Vòng thứ nhất thi đấu quán quân, có thể thu hoạch được một tòa kim đỉnh. Đó không phải là bình thường kim đỉnh, là nguyên thiên đế năm đó chế tạo kim đỉnh. Cửu đỉnh cảnh muốn rèn đúc 9 tòa thần đỉnh, tòa thứ nhất thần đỉnh, liền là kim đỉnh, muốn đúc nóng rất nhiều kim thuộc tính thiên tài địa bảo. Nguyên thiên đế theo đản sinh một khắc này bắt đầu, liền là không thể nói cường giả, bất quá hắn vì đạo tâm trật tự, cũng là tiếp xúc qua tất cả cảnh giới tu luyện, hắn năm đó từng tiếp xúc cửu đỉnh cảnh thời điểm. Tựa như thượng vị thần như thế, rèn đúc ra cửu đỉnh. Nguyên thiên đế đúc thành cửu đỉnh, so với bình thường người cửu đỉnh, không biết lợi hại hơn bao nhiêu. Nếu có thể đạt được hắn kim đỉnh, đích thật là thiên đại tạo hóa. Thiên nữ nói, người hảo tâm như vậy, chịu nắm quán quân nhường cho ta. Đệ nhị thiên nhai cười nói, theo như nhu cầu mỗi bên thôi, ta muốn luân hồi chi chủ trên người thôn hồn quỷ châu, vật kia đối ta có thể là rất trọng yếu. Thiên nữ xoay chuyển ánh mắt, nói, là vì Hồng Quân lão tổ a. Ha ha, Hồng Quân lão tổ uống xong ngạc tuyền chi thủy, chung quy là một cái tai họa ngầm, nếu mà có được thôn hồn quỷ châu, hắn là có thể tùy thời nắm ngạc tuyền chi thủy rút lấy ra, tránh cho ác mộng sát phát tác sa đọa.
Hồng Quân lão tổ uống xong Ngạc Tuyền chi thủy, trở thành bảy ác mộng một trong, việc này thiên cơ đã khuếch tán, mọi người đều biết. Người người đều biết, Hồng Quân lão tổ tại Ngạc Tuyền chi thủy trợ lực dưới, chẳng mấy chốc sẽ đột phá cửu phẩm thiên đế hạn chế, trở thành siêu phẩm thiên đế. Nhưng như vậy tấn thăng, lại là có nguy hiểm to lớn cùng đại giới. Hồng Quân lão tổ trong cơ thể Ngạc Tuyền chi thủy, tùy thời có nổ tung phát tác nguy hiểm. Mà thôn hồn Quỷ Châu, là trước mắt thế gian đã biết duy nhất có thể thôn vệ Ngạc Tuyền chi thủy pháp bảo. Tuy nói dùng thôn hồn Quỷ Châu, thôn vệ Ngạc Tuyền chi thủy, cũng sẽ cho người ta mang đến thống khổ to lớn, nhưng bất kể như thế nào, khẳng định không có Ngạc Tuyền chi thủy phát tác thống khổ như vậy. Đệ Nhị Thiên Nhai cười nói, người cũng là thông minh, ta đích xác là vì lão tổ an toàn, cho nên muốn chiếm lấy luân hồi chi chủ trong tay thôn hồn Quỷ Châu. Đến mức mặt khác, ta đều có thể nhường, ta chỉ cần cái kia thôn hồn Quỷ Châu. Thiên nữ suy nghĩ một chút, lại vẫn lắc đầu nói, được rồi, người nghĩ hợp tác, tìm người khác đi, ta sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ, cáo từ. Dứt lời, thiên nữ trực tiếp quay người bay khỏi mà đi. Uy, Nhậm thiên nữ, người có ý tứ gì? Đệ Nhị Thiên Nhai biểu lộ lập tức cứng đờ, không nghĩ tới thiên nữ sẽ cự tuyệt hắn, hắn liền muốn đuổi kịp đi, nhưng thiên nữ tầm mắt phát lạnh, trở tay vung ra nhất kiếm, một đạo như sóng biển kiếm khí soạt một tiếng vắt ngang hư không, trực tiếp cắt đứt cước bộ của hắn. Đệ Nhị Thiên Nhai đành phải trơ mắt nhìn xem thiên nữ rời đi, hừ một tiếng, yên lặng chuyển động cổ tay trái bên trên quấn lấy một đầu dây nhỏ. Đầu kia dây nhỏ, là sơn thần nhân quả luật hạn chế hết thảy người dự thi, mượn dùng ngoại lực. Đệ Nhị Thiên Nhai tự nhiên cũng bị hạn chế, nhưng giờ phút này hắn chuyển động dây nhỏ, trong lòng đúng là yên lặng câu thông Hồng Quân lão tổ, hỏi, lão tổ, thiên nữ không chịu hợp tác làm sao bây giờ? Sân thi đấu bên ngoài, tinh không thần sơn trên quảng trường, Hồng Quân lão tổ đang chìm lặng yên ngồi ngay thẳng, không có ai biết, hắn đang cùng Đệ Nhị Thiên Nhai yên lặng câu thông, nói, không sao, nàng không chịu hợp tác cũng không sao, người tiếp tục tìm kiếm luân hồi chi chủ. Bên cạnh hắn cái kia ba đầu đại hung, ta sẽ giúp người trấn áp, người tìm tới hắn, giết hắn, đem thôn hồn Quỷ Châu cướp lấy là được. Đệ Nhị Thiên Nhai nói, lão tổ, tiểu tử kia không dễ giết a. Hồng Quân lão tổ nói, có ta trợ lực, có thể giết, người tìm hắn trước đã lại nói, hắn ẩn nấp rất sâu, ta không tiện trực tiếp nhìn trộm, nếu không sẽ bị phát hiện. Đệ Nhị Thiên Nhai nói, tiểu tử kia cùng con rùa đen giúp đầu giống như, một phần vạn chờ tranh tài kết thúc, cũng không tìm tới hắn làm sao bây giờ. Hồng Quân lão tổ nói, nhất định phải tìm tới, bằng không đợi vòng thứ nhất thi đấu kết thúc, tiếp xuống vòng thứ hai cùng vòng thứ ba, đều không có lại cơ hội xuất thủ. Nhất định phải cướp được thôn hồn Quỷ Châu. Nếu ngươi thực đang tìm hắn không đến, loại kia tranh tài phải kết thúc vào cái ngày đó, ta sẽ đích thân ra tay, ngươi chuẩn bị cẩn thận. Đệ Nhị Thiên Nhai nghe được Hồng Quân lão tổ muốn đích thân ra tay, cảm thấy run lên, nói, đúng. Lúc này Diệp Thần, tự nhiên không biết, Đệ Nhị Thiên Nhai cùng Hồng Quân lão tổ trong bóng tối câu thông. Nếu như hắn biết, khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì, tại Sơn Thần Nhân quả luật hạn chế dưới, Đệ Nhị Thiên Nhai thế mà còn có thể câu thông người ngoài, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Điều này đại biểu lấy Hồng Quân lão tổ tu vi, đã đến cực kỳ trình độ kinh khủng, sắp đột phá cửu phẩm thiên đế hạn chế, thật sắp thành vì siêu phẩm thiên đế, cho nên mới có thể bỏ qua nhân quả luật. Chỉ có siêu phẩm thiên đế, mới có bỏ qua nhân quả luật tư cách, không nhận bất luận cái gì nhân quả hạn chế. Điểm này, trước mắt liền Nhậm Phi Phàm đều làm không được, cho nên Diệp Thần tại tranh tài thời điểm, cũng không cách nào cùng Nhậm Phi Phàm lấy được câu thông. Hồng Quân lão tổ thực lực, đã vượt qua Nhậm Phi Phàm. Lúc này Diệp Thần, chỉ nghe được thiên nữ rời đi Đệ Nhị Thiên Nhai về sau, hướng hắn phát ra âm thanh, hỏi. Diệp Thần, ngươi làm thật không ra? Ngươi ra tới, chúng ta có khả năng hợp lại, đến cướp đoạt huyết chi thạch, ta không tranh với ngươi đoạt vòng thứ nhất quán quân, ta chỉ cần cái kia huyết chi thạch. Nguyên lai thiên nữ là muốn cướp đoạt huyết chi thạch. Diệp Thần đối cái kia huyết chi thạch, tự nhiên cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ hắn không muốn bại lộ. Cho nên vẫn là không có trả lời thiên nữ. Thiên nữ kêu gọi vài tiếng, thủy chung đến không đến Diệp Thần đáp lại, không khỏi có chút ủ rũ, yên lặng rời đi. Thời gian vội vàng, lại là hai ngày đi qua, đã đến vòng thứ nhất thi đấu ngày cuối cùng. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn sắc trời,
Thái Dương dần dần ngã về Tây, chỉ cần chờ mặt trời xuống núi, cái kia chính là tranh tài chính thức lúc kết thúc. Dung Nham Thiên Cẩu cùng Ảnh Ma Hung Ngao, đều đã đem trong cơ thể tinh không đạo thư mảnh vỡ, toàn bộ dâng ra đến, giao cho Diệp Thần. Dâng ra mảnh vỡ về sau, chúng nó khí tức suy yếu rất nhiều, bất quá tranh tài ngược lại sắp kết thúc rồi, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, chúng nó lâm vào suy yếu cũng không quan trọng. Tôn Di, Đồ Mỹ Họa Yêu, Tiểu Hồng Ngư Tam Nữ, làm bạn tại Diệp Thần bên người. Lúc này Diệp Thần, xếp bằng ở bong thuyền, quanh thân từng sợi tinh quang hội tụ, trên đỉnh đầu lơ lửng một ngôi sao hào quang xây dựng mà thành thần đỉnh, chính là cái kia tinh không đỉnh. Cùng trước đây so sánh, Diệp Thần tinh không đỉnh, không còn là hư ảnh, mà là có thực chất, lộ ra cổ lão mộng ảo màu sắc, hắc ám thân đỉnh lưu chuyển lên nhật nguyệt tinh thần hào quang, đạo uẩn tự nhiên, tựa như hội tụ thế gian hoàn mỹ nhất pháp tắc lực lượng, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền phảng phất đạt được tinh không gột rửa, ảo diệu vô tận. Tôn chủ, chúc mừng rèn đúc ra tinh không đỉnh, ngươi tu vi đột phá. Đồ Mỹ Họa Yêu vô cùng mừng rỡ, hướng về Diệp Thần chúc mừng. Tại tinh không đỉnh rèn đúc sau khi ra ngoài, Diệp Thần tu vi cảnh giới, cũng là tùy theo đột phá, toàn thân kim quang nở rộ, tu vi đã đến thần đạo cảnh 9 tầng trời cao giai mức độ. Tôn Di cùng Tiểu Hồng Ngư, vội vàng ký kết ấn quyết, che lấp thiên cơ, kiệt lực ẩn giấu tinh không đỉnh cùng Diệp Thần đột phá khí tức, miễn cho bộc lộ ra đi. Này vòng thứ nhất thi đấu, hẳn là bắt lại, có tinh không đỉnh, tiếp xuống hai vòng đấu, đoán chừng cũng ổn. Diệp Thần liếm môi một cái, thuận lợi rèn đúc ra tinh không đỉnh, niềm tin của hắn tăng gấp bội, hiện tại đoán chừng đợi thêm một canh giờ, chờ mặt trời xuống núi, vòng thứ nhất thi đấu liền có thể kết thúc. Cầm trong tay 400 khối tinh không mảnh vỡ Diệp Thần, không hề nghi ngờ là quán quân. Tôn Di nhưng không có Diệp Thần lạc quan như vậy, nàng nhìn dần dần ngã về Tây Thái Dương, ngữ thanh đái lấy một chút bất an, nói, Diệp Thần, ta luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện. Diệp Thần nói, còn có thể xảy ra chuyện gì? Bàn tay hắn ôm bên cạnh Đồ Mỹ Họa Yêu thân eo, Sơn Thần nghĩ làm khó dễ ta, nhưng đồ đệ của hắn, đều thành ta người, hắn còn có thủ đoạn gì nữa? Chẳng lẽ còn nghĩ công khai phát chẳng lẽ, thật coi Nguyên Thiên Đế không tồn tại. Sơn Thần mặc dù muốn làm khó Diệp Thần, cũng chỉ có thể là thông qua gián tiếp thủ đoạn, không có khả năng tự mình xuống tràng, dù sao còn có Nguyên Thiên Đế trấn thủ lấy. Tại Đồ Mỹ Họa Yêu quy thuận Diệp Thần về sau, Sơn Thần âm mưu liền có thể nói là rách nát, Diệp Thần cũng không lo lắng. Tôn Di Đạo, không phải Sơn Thần, là Hồng Quân Lão Tổ. Nàng ánh mắt nhìn về phía tinh không thần Sơn Quảng Trường phương hướng, mang theo một vẻ lo âu. Diệp Thần cũng nhìn về phía Quảng Trường phương hướng, bỗng nhiên, hắn cũng thấy một cỗ không tầm thường khí tức gợn sóng. Đó là Hồng Quân Lão Tổ khí tức, nhưng gợn sóng đến vô cùng kịch liệt, như thương hải sôi trào. Oanh long long, chỉ chốc lát sau, cả phiến thiên địa, phảng phất đều bị Hồng Quân Lão Tổ khí tức sở khiên động, phát ra lớn rung chuyển lớn âm thanh, gió nổi mây phun. Tốt mãnh liệt khí tức. Một bên Tiểu Hồng Ngư chấn kinh, nói cỗ khí tức này, sợ là muốn đột phá cửu phẩm thiên đế cực hạn, muốn chứng đạo siêu phẩm thiên đế. Diệp Thần tầm mắt co rụt lại, nói chẳng lẽ Hồng Quân Lão Tổ, muốn ở thời điểm này, tấn thăng siêu phẩm thiên đế. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, trước mắt tồn tại siêu phẩm thiên đế, chỉ có Nguyên Thiên Đế Hỏa Hồn Thiên Đế hai người, nếu là Hồng Quân Lão Tổ cũng có thể bước vào siêu phẩm thiên đế hàng ngũ. Đây tuyệt đối là kinh thiên động địa, vang dội cổ kim, uy lâm càn khôn, không thể tưởng tượng chấn động mạnh. Ao ao ao. Hồng Quân Lão Tổ khí tức, sôi trào đến càng ngày càng hung mãnh, trực tiếp làm cho thiên tượng biến hóa, có mưa sa mưa như chút nước mà xuống, sấm chớp xen lẫn, rung chuyển tâm thần của người ta. Tinh không thần Sơn Quảng Trường bên trên, Nguyên Thiên Đế, Đại Chủ Tể, Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Thiên Pháp Lộ Nguyệt, Chu Mục Thần các loại. Vô số cường giả tầm mắt, đều tập trung tại Hồng Quân Lão Tổ trên thân. Chỉ thấy Hồng Quân Lão Tổ thân thể, đã tường vân vần quanh, bốc lên đến giữa không trung, toàn thân hà thải nở rộ, kim quang tràn ngập, thân thể làn da nứt ra, giống như muốn lột xác quy chân, đại đạo pháp tắc từng đầu chìm nổi, thụy khí trùng thiên khung, hùng vĩ cực điểm. Đại Chủ Tể sầm mặt lại, nghĩ thầm, này Hồng Quân, chẳng lẽ lại muốn chứng đạo siêu phẩm thiên đế? Ngạc Tuyền Chi Thủy cho hắn cung cấp năng lượng, đúng là như thế cường hãn, hắn về sau muốn cùng ta ngồi ngang hàng với. Đại Chủ Tể tồn tại vô cùng đặc thù,
hắn mặc dù không phải siêu phẩm thiên đế, nhưng bởi vì là đến từ tinh không bỉ ngạn cường giả, chấp trưởng lấy đủ loại mạnh mẽ thần bí tinh không pháp tắc, cho nên hắn thực lực tổng hợp, có thể cùng nguyên thiên đế hỏa hồn thiên đế tương đương, thật đánh lên đến, cũng là không hề yếu. Không có siêu phẩm thiên đế danh hiệu, nhưng hắn có siêu phẩm thiên đế thực lực cùng số mệnh. Hắn có thể không muốn nhìn thấy ngoại trừ nguyên thiên đế hỏa hồn thiên đế bên ngoài, còn có vị thứ ba siêu phẩm thiên đế sinh ra, không lúc nào không thấy cục rắc rối phức tạp, nhưng toàn thể tới nói, đại chủ tể còn có thể trưởng khống, nhưng nếu như Hồng Quân lão tổ đột phá, lại một tôn siêu phẩm thiên đế sinh ra, nhất định ảnh hưởng tương lai thế cục. Nhậm Phi Phàm biểu lộ cực đoan ngưng trọng, nghĩ thầm, Hồng Quân nếu là chứng đạo siêu phẩm thiên đế, ta luân hồi trận doanh nguy rồi. Phật tổ cảm thấy không ổn, nói, Nhậm huynh, không thể để cho Hồng Quân đột phá. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, tay cầm kim quang bắn ra, liền muốn xuất thủ, cưỡng ép cắt ngang Hồng Quân lão tổ đột phá. Nguyên thiên đế thấy thế, kêu lên, Phật tổ, không thể lỗ mãng. Hồng Quân lão tổ muốn đột phá, nguyên thiên đế tự nhiên cũng là phi thường chấn kinh, tương lai là phúc là họa, hắn vô pháp kết luận, nhưng bất kể như thế nào, hắn không thể để cho Phật tổ ra tay quấy rối. Dù sao Hồng Quân lão tổ là ngoại thần liên minh minh chủ, hắn trong trận doanh cũng có được rất cường đại ngoại thần, giờ phút này đang ở bốn phía thủ hộ lấy. Phật tổ nếu là ra tay, thế tất cùng ngoại thần liên minh, thậm chí toàn bộ Hồng Quân trận doanh bùng nổ xung đột, thậm chí là trực tiếp vạch mặt, sinh tử tương kiến. Loại cấp bậc này chiến đấu, sợ là muốn đem sơn thần giới đều đánh sập. Phật tổ sầm mặt lại, liền là nguyên thiên đế như thế một ngăn, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy Hồng Quân lão tổ trên thân kim quang càng ngày càng nóng rực, hắn già nua ra thịt hoàn toàn rút đi, tại bên người hình thành một cái thiên đế pháp thuế, hắn tựa như thu được tân sinh, theo một cái lão giả bộ dáng, biến thành một thiếu niên, làn da trắng nõn hồng nhuận phơn phớt, không nhiễm mảy may dơ bẩn. Nhìn thấy Hồng Quân lão tổ hoàn toàn khôi phục tuổi trẻ, tuế nguyệt mài mòn dấu vết đi hết, toàn trường tất cả mọi người rung động. Vô tận kim quang, nóng rực dáng lành. Không ngừng từ trên người Hồng Quân lão tổ nở rộ, bầu trời kịch liệt chấn động, đúng là hiển hóa ra một màn cực đoan mỹ lệ khí tượng, chỉ thấy một cái màu u lam khối Rubik, chậm rãi ở trên trời chuyển động, biểu lộ ra ra hoàn mỹ trật tự khí tức. Cái kia lại là thiên đạo khối Rubik. Nguyên thiên đế ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, thiên đạo khí tượng xuất hiện, Hồng Quân vậy mà thật chứng đạo siêu phẩm thiên đế. Thế gian này, mặc kệ là thần vương, vẫn là thiên đế. Đều không thể hiển hóa ra thiên đạo khí tượng, bởi vì loại cảnh giới này người, còn chưa có tư cách nhường thiên đạo hiển hóa. Chỉ có trong truyền thuyết siêu phẩm thiên đế, mới có thể câu thông chí cao thiên đạo, nhường thiên đạo bản tướng, hiển hóa ra ngoài. Trừ cái đó ra, hoặc là giống Diệp Thần dạng này, chấp trưởng tinh không đạo thư, dựa vào tinh không phản chiếu thiên đạo, này là tình huống phi thường đặc thù, không phải siêu phẩm thiên đế, nhưng lại nhường thiên đạo hiển hóa, có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Hồng Quân lão tổ cũng không có tinh không đạo thư, hắn lại nhưng để thiên đạo khối Rubik bản tướng hiển hóa ra ngoài, hoàn mỹ hiện ra tại trước mắt mọi người, này cho thấy tu vi của hắn, đã đột phá cửu phẩm thiên đế cực hạn, chính thức trở thành một tôn siêu phẩm thiên đế, có thể cùng nguyên thiên đế, hồn thiên đế, đại chủ tể ngồi ngang hàng với. Nhậm Phi Phàm thở dài một tiếng, nói có chút vận mệnh, xem ra là không thể nghịch chuyển, Hồng Quân lão tổ nhất định là muốn trở thành siêu phẩm thiên đế. Tinh không tranh bá thi đấu rất nhiều người dự thi, đang phân tán tại tinh không thần sơn bốn phía phù không đảo tự bên trên, bọn hắn cũng thấy rõ Hồng Quân lão tổ đột phá khí tượng, càng thấy được cái kia chí cao vô thượng thiên đạo khối Rubik đồ đằng, tất cả mọi người hít thở không thông, thân thể đang phát run. Tận mắt chứng kiến siêu phẩm thiên đế sinh ra, bọn hắn chỉ cảm thấy như mộng như ảo, không thể tin được. Ong ong ong, từ ngày đó mà đạo phương bên trong, bắn ra từng sợi như thủy tinh tia sáng. Nối liền trời đất bát phương, còn có Hồng Quân lão tổ trên thân nở rộ kim quang, cũng là dùng vô cùng sáng chói khí tượng, theo rất nhiều phù không đảo tự bên trên quét qua. Diệp thần chỗ huyễn tưởng thôn thiên đảo, cũng bị vô tận thần quang xỏ xuyên qua, hết thảy mây bay, sương mù, hết thảy che giấu thủ đoạn, đều bị nghiền nát. Diệp thần bản để che giấu thiên cơ, ẩn nấp tại đám mây, nhưng bây giờ, Hồng Quân lão tổ đột phá hào quang, chiếu rọi tới, hắn hết thảy ẩn giấu thủ đoạn. Thế mà đều bị chiếu phá, tiêu tán đến sạch sành xanh. Bên trên bầu trời, chỉ có Hồng Quân lão tổ chứng đạo sau khi đột phá kim quang, còn có thiên đạo khối Rubik phát ra như thủy tinh hào quang.
Diệp thần thiên quang trục nhật hạm, không giữ lại chút nào hiện ra tại rất nhiều người dự thi trước mắt. A, à, luân hồi chi chủ tại đây bên trong. Tiểu tử này, cậu thả đến lợi hại a. Hồng quân lão tổ chứng đạo siêu phẩm thiên đế, hắn luân hồi trận doanh muốn hủy diệt. Rất nhiều người dự thi ngẩng đầu nhìn đến Diệp thần, phát ra trận trận thanh âm. Diệp thần, ta, thật là khó chịu. Thiên quang trục nhật hạm phía trên, tiểu hồng ngư ôm ngực, mặt mũi tràn đầy khó chịu thần sắc thống khổ. Một bên tôn di, dung nham thiên cẩu, ảnh ma hung ngao, đồ mỹ hoa yêu các loại, cũng là lộ ra vô cùng dày vò biểu lộ. Là hồng quân, hắn đang áp chế các ngươi. Diệp thần thần sắc nhất biến, chỉ cảm thấy chung quanh tràn ngập kim quang, mang theo mãnh liệt uy áp, nếu như không phải hắn luân hồi huyết mạch đặc thù, chỉ sợ liền hắn đều muốn bị ép vỡ. Cái kia từng sợi kim quang, là hồng quân lão tổ đột phá khí tượng, cỗ này khí tượng, lại cho tôn di, tiểu hồng ngư đám người, mang đến áp lực cực lớn cùng tra tấn. Nhưng phóng nhãn bốn phía, những người dự thi khác nhóm, lại không có bất kỳ cái gì khó chịu bộ dáng, thậm chí có người theo hồng quân lão tổ đột phá bên trong, đạt được cảm ngộ, tự thân cũng đi theo đột phá. Theo một màn này đến xem, hồng quân lão tổ hiển nhiên là tại nhằm vào Diệp thần đám người. Luân hồi chi chủ, nguyên lai người tại đây bên trong. Chỉ nghe một đạo cuồng tiếng cười vang lên, một cái khôi ngô dũng mãnh nam tử, tay không tấc sắt, tóc rối tung, theo mặt đất bên trên phóng lên tận trời, đạp vào Diệp thần thuyền, chính là đệ nhị thiên nhai. Lúc này, Ma Phi Thiên cùng Chu Võ Hoàng, nhìn thấy hồng quân lão tổ đột phá, Diệp thần không chỗ che thân, đệ nhị thiên nhai lại dẫm lên Diệp thần thuyền, hai người trong lòng liền minh ngộ. Này rõ ràng là hồng quân lão tổ ra tay, muốn chân áp Diệp thần. Dùng hồng quân lão tổ thực lực hôm nay, hắn cũng không cần tự mình động thủ, chỉ cần phóng xuất ra một chút khí tượng thần uy, một chút linh áp, liền có thể dễ dàng áp chế Diệp thần. Xem ra này vòng thứ nhất thi đấu quán quân, là đệ nhị thiên nhai, ha ha. Ma Phi Thiên cười nói. Mặc kệ quán quân là ai, người đem huyết chi thạch giao ra. Chu Võ Hoàng quát to một tiếng. Nếu hồng quân lão tổ nhúng tay vào, hắn cũng không hy vọng xa vời có thể cùng đệ nhị thiên nhai tranh chấp, chỉ muốn chiếm lấy huyết chi thạch. Lúc này cái kia huyết chi thạch, còn tại Ma Phi Thiên trong tay, bất quá hắn tại Chu Võ Hoàng áp lực dưới, cũng không có thời gian luyện hóa, hừ một tiếng, liền tiếp theo cùng Chu Võ Hoàng chiến đấu, nghĩ thầm chờ mặt trời xuống núi, tranh tài tuyên bố kết thúc, này huyết chi thạch liền là của hắn rồi. Đệ nhị thiên nhai leo lên Diệp thần thuyền, bước chân nặng nề. Dẫm đến thuyền run run, cơ hồ nổ tung. Diệp thần sầm mặt lại, chỉ thấy đệ nhị thiên nhai toàn thân làn ra, mạ lấy một tầng kim quang, hồng quân lão tổ đột phá, cho hắn vô thượng chúc phúc. Mà Diệp thần bên này, trừ hắn ra, tôn di, tiểu hồng ngư, đồ mỹ hoa yêu các loại, toàn bộ bị áp chế. Tiểu tử, nắm thứ ở trên thân toàn bộ giao ra, lăn xuống thuyền đi, ta có khả năng tha cho ngươi khỏi chết. Đệ nhị thiên nhai nhếch miệng cười một tiếng, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Hắn cũng không nghĩ tới, hồng quân lão tổ thế mà sẽ ở thời điểm này đột phá, mà lại khí tượng còn như thế mãnh liệt. Hắn đạt được chúc phúc, mà Diệp thần bị áp chế, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn chiếm hết ưu thế. Bất quá, đệ nhị thiên nhai cũng biết, Diệp thần nhiều thủ đoạn, cho nên hắn leo lên thuyền về sau, cũng không có lập tức làm loạn, dù sao hắn coi như ưu thế lại lớn. Cũng không có tuyệt đối nắm chắc tất thắng. Chỉ cần Diệp thần chịu nghe lời, giao ra hết thảy bảo vật, hắn cũng không để ý nhường Diệp thần rời đi. Người trái với tranh tài quy củ, đệ nhị thiên nhai, người mượn bên ngoài lực lượng. Diệp thần chân mày nhảy lên, xâm nghiêm nhìn xem đệ nhị thiên nhai. Đệ nhị thiên nhai nhếch miệng tất cười nói, đừng nói nhảm, hoặc là lăn xuống thuyền đi, hoặc là ta giết ngươi, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Lúc này ở tinh không thần sơn quảng trường bên trên, tất cả mọi người thấy, đệ nhị thiên nhai dẫm lên Diệp thần thuyền, hơn nữa còn mang theo hồng quân lão tổ thao thiên chúc phúc khí tức, quanh thân kim quang tràn ngập, cực kỳ bá đạo. Hồng quân lão tổ đã tấn thăng siêu phẩm thiên đế, lời chúc phúc của hắn, đến cỡ nào mãnh liệt khủng bố, nghĩ nghĩ cũng biết. Luân hồi trận doanh bên trong, Diệp thần ra ra Diệp tà thần thứ nhất nhịn không được, đứng dậy quát, hồng quân, người nghĩ nhúng tay tranh tài. Lại hướng Nguyên Thiên Đế nói, Nguyên Thiên Đế, ngươi không ra quản quản sao? Lập tức kết thúc tranh tài. Hồng quân lão tổ thản nhiên nói, ta cũng không có nhúng tay, đều là thiên đạo lực lượng.
hắn chỉ trên bầu trời mỹ lệ thiên đạo khối Rubik, thiên đạo ở trên, hạ xuống kim quang, có người chịu chúc phúc, có người bị trấn áp, đều là thiên ý, không liên quan gì đến ta. Diệp Tà Thần phẫn nộ quát, người lừa gạt quỷ đâu. Tiếng nói vừa ra, Diệp Tà Thần thân thể nổ lên, rút đao ra khỏi vỏ, mãnh liệt hướng về Hồng Quân lão tổ chém đi. Hắn là đỉnh cấp thiên đế, này một đao lại là giận dữ xuất kích, thịnh nộ bùng nổ, đao mang kinh thiên, chấn động toàn trường, không ít người hét lên kinh ngạc tiếng. Nhưng, Hồng Quân lão tổ nhìn xem Diệp Tà Thần đối diện chém tới một đao, lại là vẻ mặt đạm mạc, tựa như nhìn xem một cái ba tuổi hài đồng vụng về biểu diễn, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung kình khí bắn mạnh mà ra, đinh một tiếng, đem Diệp Tà Thần cả người lẫn đao đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, Diệp Tà Thần máu tươi nôn như điên, tóc tai rối bời, gương mặt trong nháy mắt tiểu tụy, trên thân tuyến thời gian đoạn diệt chín thành, nếu như không phải hắn là luân hồi trận doanh nhân vật trọng yếu, có đại khí vận bảo vệ, vừa mới Hồng Quân lão tổ cái kia trong nháy mắt, đã đem hắn đánh giết. Toàn trường mọi người thấy cảnh này, lập tức hoảng hốt. Diệp Tà Thần có thể là đỉnh cấp thiên đế A, thế mà ngăn không được Hồng Quân lão tổ trong nháy mắt. Bước vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới Hồng Quân lão tổ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Siêu phẩm thiên đế cùng cửu phẩm thiên đế khác biệt, cũng quả thực là một trời một vực, không thể tưởng tượng, thực lực chênh lệch quá xa. Một cái cửu phẩm thiên đế, thế mà ngăn không được siêu phẩm thiên đế trong nháy mắt nhất kích. Cùng nguyên thiên đế, hồn thiên đế khác biệt, Hồng Quân lão tổ mặc dù không có nắm giữ thời đại viễn cổ pháp tắc thần thông, nhưng hắn có hoàn chỉnh thân thể, hoàn mỹ trật tự, tại dưới trạng thái bình thường, không sử dụng át chủ bài trạng thái, hắn thậm chí so nguyên thiên đế hỏa hồn thiên đế còn cường đại hơn. Này loại mạnh mẽ, là làm người hít thở không thông mạnh mẽ. Diệp lão, Nhậm Phi Phàm vội vàng đỡ lấy trọng thương Diệp Tà Thần, vẻ mặt trước nay chưa có ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới, tấn thăng siêu phẩm thiên đế Hồng Quân lão tổ, thế mà mạnh mẽ đến nước này, quả thực là chiếu sáng chư thiên, rực rỡ vô địch, sáng chói không thể ngưỡng vọng, trong nháy mắt có thể diệt thiên đế, bá khí đến không biên giới. Uy vũ, uy vũ. Toàn bộ Hồng Quân trận doanh, ngoại thần liên minh đám võ giả, vung tay hô to, thanh âm tràn đầy xúc động cùng sùng bái. Chỉ nghe Hồng Quân lão tổ đôi mắt mang theo đạm mạc cùng một tia bế nghế, quan sát Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Diệp Tà Thần đám người, nói, tranh tài còn có một canh giờ kết thúc, cần gì phải như vậy vội vã kết thúc. Trên đài cao, Nguyên Thiên Đế tầm mắt chuyển động, lại không biết hắn đang tính toán cái gì, đã thấy hắn cũng gật đầu nói, vậy liền chờ một lát, ta nghĩ luân hồi chi chủ thần uy vô địch, nhất định sẽ không dễ dàng lạc bại. Nói xong tầm mắt nhìn về phía huyễn tưởng thôn thiên đảo bên trong. Thiên quang trục nhật hạm phía trên. Toàn trường người tầm mắt, cũng là nhìn phía thuyền. Thuyền phía trên, Diệp Thần đang cùng đệ nhị thiên nhai rằng co lấy. Đệ nhị thiên nhai âm thanh lạnh lùng nói, ba hơi đã qua, luân hồi chi chủ, đã ngươi chấp mê bất ngộ, ta đây cũng chỉ đành đại khai sát giới. Võ thần pháp tướng, mở. Chỉ nghe đệ nhị thiên nhai quát to một tiếng, toàn thân kim quang diễm diễm gào thét, tóc từng sợi dựng thẳng lên, như sư bầm tung bay. Buông thả bá đạo, ở sau lưng hắn xuất hiện một tôn vạn trượng cao nguy nga pháp tướng, đó là một tôn võ thần pháp tướng, cơ bắp hoành luyện, có thiên đạo thiên chiêu đại khí phách. Hồng Quân lão tổ đột phá siêu phẩm thiên đế, mang cho đệ nhị thiên nhai vô tận chúc phúc, hắn giờ phút này hiển hóa ra ngoài võ thần pháp tướng, tựa như võ tổ chân thân buông xuống, cuồng mãnh cực kỳ bá đạo. Toàn trường tất cả mọi người nhìn thấy này nguy nga uy mãnh pháp tướng, đều là rung động kinh dị. Chu Võ Hoàng cùng Ma Phi Thiên, cũng đình chỉ đánh nhau. Chỉ thấy Chu Võ Hoàng vẻ mặt ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, luân hồi chi chủ phải chết. Hắn nhìn xem đệ nhị thiên nhai võ thần pháp tướng, liền thấy mạnh mẽ, chính mình muốn nghẹt thở, nếu là hắn đi đối mặt đệ nhị thiên nhai, hắn hoàn toàn không có nắm chắc. Siêu phẩm thiên đế chúc phúc, quả thật là cường hãn, Hồng Quân lão tổ đây là rõ ràng gian lận, nguyên thiên đế thế mà mặc kệ. Chẳng lẽ muốn nhìn xem luân hồi chi chủ bị đánh chết? Ma Phi Thiên gật gật đầu, cũng là thấy đệ nhị thiên nhai mạnh mẽ. Kỳ thật dưới trạng thái bình thường, đệ nhị thiên nhai chưa chắc là Diệp Thần địch thủ, dù sao Diệp Thần át chủ bài nhiều thủ đoạn, nhưng bây giờ, đệ nhị thiên nhai có Hồng Quân lão tổ chúc phúc, cung cấp là Hồng Quân lão tổ giúp đỡ gian lận, Diệp Thần lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Hắn phải đối mặt, có thể không đơn thuần là đệ nhị thiên nhai,
còn có Hồng Quân lão tổ chúc phúc ý chí. Oanh! Chỉ thấy đệ nhị thiên nhai một trưởng oanh ra, trưởng thế kinh thiên, phía sau hắn võ thần pháp tướng, cũng là theo chân đẩy ra một trưởng, to lớn trưởng ấn như muốn đánh bạo bầu trời, bạo ngược hướng về Diệp Thần oanh sát tới. Diệp Thần lập tức nghẹt thở, hiện tại đệ nhị thiên nhai có Hồng Quân lão tổ chúc phúc trợ lực, uy thế quá hung mãnh, một trưởng này kinh thiên động địa, nếu là hắn dám đón đỡ, tuyệt đối phải bị một trưởng đánh chết, không có chút nào may mắn khả năng. Bù! Diệp Thần thi triển cửu u quỷ múa đao thân pháp, thân như quỷ mị né tránh. Ầm! Đệ nhị thiên nhai cuồng bạo một trưởng, đánh vào thiên quang trục nhật hạm bong thuyền. Choảng! Chỉnh chiếc thiên quang trục nhật hạm, lập tức bị đánh đến bạo liệt đập tan, chiếc này đúc nóng Diệp Thần không ít tâm huyết phương chu, thế mà ngăn không được đệ nhị thiên nhai một trưởng, rõ ràng đệ nhị thiên nhai một trưởng này, uy thế khủng bố cỡ nào. Thuyền sụp đổ, Tôn Di, Tiểu Hồng Ngư, Dung Nham Thiên Cẩu, Đồ Mi Hoa Yêu, Ảnh Ma Hung Ngao các loại, kinh hô một tiếng, liền từ trên không trung rơi xuống. Khí tức của bọn hắn bị Hồng Quân lão tổ áp chế, mềm yếu vô lực, muốn nhìn liền muốn té xuống đất. Lúc này, đã thấy Tôn Di bóp cái thủ quyết, trong miệng thấp giọng ngâm sướng, một cỗ lục quang toát ra, vô số tự phù xen lẫn, ngưng tụ thành một bản tràn ngập rừng rậm màu xanh biếc thư tịch, chính là rừng rậm sách. Rừng rậm này sách chẳng qua là ảo ảnh khái niệm, nhưng cũng có chút thâm hậu nội tình, thư tịch bày ra, đem Tôn Di, Tiểu Hồng Ngư đám người nâng. Tôn Di lại thôi động rừng rậm sách, rời xa trong chiến đấu, miễn cho bị liên lụy. Diệp Thần thấy thế, cảm thấy hơi định. Tinh Không Thần Sơn quảng trường bên trên, Hồng Quân lão tổ thấy Tôn Di còn có sức tự vệ, a một tiếng, nghĩ thầm, rừng rậm này sách, không hổ là vĩ đại kỳ quan, lại có thể đột phá ta ý chí áp chế. Nếu là rèn đúc thành chân thực, thì còn đến đâu? Trong chiến đấu, Diệp Thần né tránh đệ nhị thiên nhai một trưởng về sau, nhìn xem đệ nhị thiên nhai cái kia to lớn vạn trưởng võ thần pháp tướng thân ảnh, hắn liền thấy nghẹt thở, nghĩ thầm, hôm nay xem ra muốn liều mạng huyết chiến, bùng nổ hết thảy át chủ bài, mới có giết ngược lại khả năng. Nghĩ như vậy, Diệp Nhọn Thần nhếch miệng cười một tiếng, tại nguy hiểm nhất trước mắt, lại bị khơi dậy nhiệt huyết nhất đấu chí. Ngươi cười cái gì? Tiểu tử, tiếp nhận ta uy áp, người đạo tâm hỏng mất sao? Đệ nhị thiên nhai khinh thường nhìn xem Diệp Thần, nói. Diệp Thần cười nói, ta cười ngươi cho dù có Hồng Quân chúc phúc, cuối cùng vẫn là muốn bị ta thôn phệ, hết thảy đủ loại, máu thịt tinh thần, đều muốn biến thành thức ăn của ta. Đệ nhị thiên nhai cả giận nói, ngươi nói cái gì? Sõng giạc, thốn kình, khai thiên. Dưới cơn thịnh nộ đệ nhị thiên nhai, một quyền nổ tung mà ra. Mang theo nguyên thủy nhất, dã man nhất kinh khí. Đây là võ tổ đặc hữu thốn kình, có khai thiên lực lượng. Này thốn kình khai thiên võ công, ngoại trừ võ tổ bên ngoài, ban đầu cũng chỉ có Diệp Thần nắm giữ, nhưng đệ nhị thiên nhai là Hồng Quân lão tổ tạo vật, là Hồng Quân lão tổ căn cứ lúc còn trẻ võ tổ, tạo ra đặc thù người nhân tạo, hắn tự nhiên cũng nắm giữ lấy võ tổ đủ loại diệu pháp. Ta võ tổ sư tôn võ công, không phải ngươi này tên giả mạo có thể sử dụng. Vạn hoa đồng huyết nhãn, mở. Diệp Thần ngửa mặt lên trời một tiếng quát lên điên cuồng, trực tiếp mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, một đôi mắt đều hóa thành màu huyết hồng, đồng tử tựa như vạn hoa đồng thấu kính nát vụn, từ trong đó bộc phát ra kinh thiên huyễn thuật lực lượng. Cỗ này huyễn thuật lực lượng, thậm chí có thể nghịch chuyển hiện thực, đánh vỡ hiện thực cùng huyễn tưởng vách ngăn, thực hiện hết thảy nguyện vọng, ngôn xuất pháp tùy, chí tôn vô địch. Oanh! Tại vạn hoa đồng huyết nhãn mở ra trong nháy mắt, Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh, đi theo bay lên, nóng rực rực rỡ thiên hỏa khí tức, cuồn cuộn nổ tung, đem chạm mặt tới đệ nhị thiên nhai, trực tiếp đẩy lui. Đệ nhị thiên nhai không chịu nổi thiên hỏa sóng nhiệt, bị đẩy lui một khoảng cách lớn, tóc lông mày đều cháy rụi một chút, sau lưng vạn trượng cao võ thần pháp tướng, tại thiên hỏa mệnh tinh chiếu dọi đến, cơ hồ muốn vặn vẹo. Cái gì? Đệ nhị thiên nhai cực kỳ chấn động, liền thấy Diệp Thần trên cánh tay trái xích sắt. Răng rắc từng đầu đập tan xuống, chỗ có hạn chế đều tiêu tán. Ban đầu, Diệp Thần bị Sơn Thần Nhân quả luật hạn chế, hơn nữa còn là vượt xa người bình thường hạn chế, hết thảy thủ đoạn đều bị áp chế lại. Nhưng bây giờ, Diệp Thần mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, trong lòng của hắn cầu nguyện, hết thảy xiềng xích, đều là mộng ảo, chỉ có chân ngã vĩnh hằng, tự tại vô địch. Thế là, trên người hắn chỗ có hạn chế, liền toàn bộ biến mất, cái kia từ từ bay lên thiên hỏa mệnh tinh. Cũng không có một chút bị hạn chế dấu hiệu.
Kỳ thật, như vậy hạn chế tan biến cảnh tượng, chẳng qua là một cái ảo giác. Nhưng, Diệp Thần vạn hoa đồng huyết nhãn tu vi tạo nghệ, có thể xưng nghịch thiên, có thể nắm ảo giác biến thành chân thực. Cho nên, hắn huyễn tưởng hạn chế tan biến, chỗ có hạn chế liền thật biến mất. Đây là vạn hoa đồng huyết nhãn chỗ lợi hại, có thể vặn vẹo hiện thực logic, đánh vỡ huyễn tưởng cùng chân thực ở giữa vách ngăn. Đương nhiên, như vậy vận dụng vạn hoa đồng huyết nhãn, đối Diệp Thần tới nói, đại giới to lớn, rất có thể nhường con mắt trực tiếp mù mất, thân thể cùng đạo tâm trật tự xuất hiện thiếu sót thật lớn. Tỷ như trước kia, hắn từng dùng vạn hoa đồng huyết nhãn, đối phó sửu thần, bạo sát sửu thần ngàn ngàn vạn vạn phân thân, nhưng trận chiến kia, Diệp Thần liền trực tiếp mù mất, hao phí lớn lao tâm huyết, mới may mắn hồi phục thị lực. Hiện tại hắn lần nữa vận dụng vạn hoa đồng huyết nhãn, một dạng có mù mất nguy hiểm, mà lại nếu như lần này lại mù mất, sẽ rất khó lại có hồi phục thị lực cơ hội, nguy hiểm to lớn. Nhưng khi cái này liên quan đầu, Diệp Thần cũng không lo được nhiều như vậy, muốn kháng đệ nhị thiên nhai, thậm chí giết ngược lại, chỉ có bùng nổ vạn hoa đồng huyết nhãn, biến giả trở thành sự thật, mới có thể chiến thắng đối phương. Tinh không thần sơn trên quảng trường, chân lý sẽ trận doanh bên này, Triều Thiên Sơn thần nhìn thấy Diệp Thần trên người nhân quả luật hạn chế, toàn bộ tiêu trừ, lập tức giật nảy cả mình, vô cùng hãi dị đứng dậy. Thân thể lạnh cóng một thoáng, nghĩ thầm, tiểu tử này, huyễn thuật tu vi cư nhiên như thế nghịch thiên, lại nghịch chuyển hiện thực logic, biến giả trở thành sự thật, khiến cho không có khả năng biến thành khả năng. Nếu như chờ hắn tu vi lợi hại hơn nữa một chút, chẳng phải là một cái huyễn tưởng suy nghĩ, là có thể đem ta xóa đi. Diệp Thần huyễn thuật tu vi, đồng dạng nhường Hồng Quân lão tổ chấn kinh. Hồng Quân lão tổ sầm mặt lại, biểu lộ có chút nghiền ngẫm. Nghĩ thầm, dựa vào huyễn muốn mở một thế giới hư ảo, cùng thiên đạo chân thực song song, người người đều có thể làm đến, nhưng trực tiếp thay đổi thiên đạo tầng dưới chót logic, cải biến thiên đạo chỉ hạ chủ thế giới pháp tắc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cải biến chủ thế giới tầng dưới chót logic, Hồng Quân lão tổ dựa vào siêu phẩm thiên đế thực lực, miễn cưỡng cũng có thể tại trong phạm vi nhỏ làm đến. Nhưng Diệp Thần không quan trọng hạ vị thần, vậy mà thật nhường huyễn tưởng bóp méo hiện thực. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này, quả thật là viên khối u ác tính, hôm nay nhất định phải giết hắn. Nghĩ như vậy, Hồng Quân lão tổ không để lại dấu vết bóp một cái thủ quyết, trên trời cái kia viên thiên đạo khối Rubik, toát ra càng thêm sáng chói tinh quang, từng sợi như thủy tinh hào quang rơi vào đệ nhị thiên nhai trên thân. Oanh! Đệ nhị thiên nhai lại lấy được chúc phúc, như có thần trợ, toàn thân khí diễm lần nữa hừng hực, kim quang cháy hừng hực. Thân thể như mặt trời thần ma, tay cầm vừa nắm, răng rắc một tiếng, bắp thịt cả người sục sôi, gân xanh nổi lên, lực lượng như thiên băng. Tiểu tử, mặc kệ ngươi làm cái gì huyễn thuật thủ đoạn, ta nhất lực phá vạn pháp. Thiên chiêu võ thần trưởng. Đệ nhị thiên nhai một trưởng nổ tung, mang theo thiên đạo uy áp, kim quang như nước thủy triều, một vùng ngân hà đi theo chảy ngược xuống tới, cửu thiên chút xuống, hung mãnh không thể tưởng tượng nổi, muốn đem Diệp Thần một trưởng oanh sát. Hung mãnh như vậy một trường, bất luận cái gì huyễn thuật thủ đoạn đều khó có khả năng vặn vẹo, quá bá đạo. Thanh long thần giáp, thiên hỏa nóng rực, thiên đường cân nhắc quyết định, phá. Diệp Thần nhìn xem đệ nhị thiên nhai một trường, lại mảy may không hoảng hốt, trực tiếp đối diện xông đi lên, muốn cứng đối cứng. Hiện tại hắn chỗ có nhân quả luật hạn chế đều giải trừ, có cứng rắn chống đỡ đệ nhị thiên nhai tư cách. Ông, thanh long mảnh vỡ bay ra, phân quang hóa ảnh. Bao trùm tại Diệp Thần trên thân, tạo thành một bộ thanh long áo giáp, một mực bảo vệ được Diệp Thần thân thể. Diệp Thần trên đỉnh đầu thiên hỏa mệnh tinh, toát ra vô cùng nóng rực hào quang, cuồn cuộn thiên hỏa năng lượng hội tụ động Diệp Thần tay cầm. Diệp Thần tay phải nắm quyền, sử dụng ra thiên đường sáu thức chiêu thứ nhất, thiên đường cân nhắc quyết định. Thiên hỏa năng lượng, hóa thành cửu thiên cân nhắc quyết định lực lượng, cuồn cuộn bạo sát mà ra, muốn cân nhắc quyết định đệ nhị thiên nhai sinh tử. Tiếp theo sát, Diệp Thần nắm đấm, cùng đệ nhị thiên nhai tay cầm, cuồng bạo đụng vào nhau, thoáng chốc ở giữa, thiên đạo thiên chiêu lực lượng, thiên hỏa lực lượng, thiên đường cân nhắc quyết định lực lượng, lẫn nhau kịch liệt va chạm nổ tung, trực tiếp tại trên bầu trời nổ ra một cái đại hỏa cầu, đem không gian xung quanh đều làm vỡ nát, thời không phảng phất muốn yên diệt thành khư. Toàn trường tất cả mọi người, đôi mắt mang theo thật sâu rung động, mắt thấy trên trời kịch liệt nổ tung. Hung mãnh như vậy chiến đấu gợn sóng, quả thực là hai tôn thiên đế công sát, khó có thể tưởng tượng,
thế mà xuất từ Diệp thần này hạ vị thần, cùng đệ nhị thiên nhai cái này trung vị thần tay. Xuy, xuy. Kịch liệt nổ tung bên trong, Diệp thần cùng đệ nhị thiên nhai hai người, thân thể đều bị chấn động đến bay ngược. Răng rắc, Diệp thần trên người thanh long áo giáp, xuất hiện từng tia vết nứt, vừa mới nổ tung va chạm trùng kích, lực lượng phi thường lớn, may mắn hắn đã sớm chuẩn bị, dùng thanh long áo giáp hộ thể, cho nên cũng không có thụ thương. Bất quá, thanh long áo giáp thủ hộ, cũng là có hạn, nếu như lại gặp chịu mấy lần khổng lồ như vậy trùng kích, cũng không cách nào lại duy trì. Phốc, mà đệ nhị thiên nhai, tại to lớn nổ tung trùng kích bên trong, bị chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi, trên thân cơ bắp đều bị nổ tung sóng khí, xé rách ra từng đầu vết thương. Nhưng tiếp theo sát, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy trên trời thiên đạo khối Rubik, hạ xuống từng sợi tinh quang, đệ nhị thiên nhai tắm gội tại tinh quang bên trong, như là đạt được thiên đạo tẩy lễ, chỗ có thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ, cả người tinh thần sục sôi, hăng hái. Đáng chết, lại là Hồng Quân đang dở trò. Diệp thần thấy cảnh này, liền biết là Hồng Quân lão tổ trong bóng tối trợ lực, giúp đệ nhị thiên nhai chữa thương. Nói đúng ra, đây cũng không phải là âm thầm trợ lực, đây là trắng trợn gian lận. Tinh không thần sơn quảng trường bên trên, Diệp thần ra Diệp tà thần, mắt thấy một màn này, khí nhét suy nghĩ trong lòng, vô cùng phẫn nộ, nhảy dựng lên kêu lên, Hồng Quân, ngươi dám gian lận. Nguyên thiên đế, trận đấu này không công bằng, lập tức ngừng thi đấu, ngừng thi đấu. Nhậm phi phàm giữ chặt Diệp tà thần, nói, Diệp lão, được rồi, bình tĩnh. Ánh mắt của hắn cô đọng, nhìn về phía Diệp thần thân ảnh, nói, có lẽ, Diệp thần có khả năng thắng. Diệp tà thần tức giận sôi sục, nói, này còn thế nào thắng? Hồng Quân lão tổ trắng trợn gian lận, vì đệ nhị thiên nhai chúc phúc, tại hắn chúc phúc dưới, đệ nhị thiên nhai coi như thụ thương, cũng có thể cấp tốc khỏi hẳn, sinh mệnh lực vô cùng vô tận, Diệp tà thần thực sự không biết, Diệp thần có thể làm sao thắng. Mà lúc này, Nguyên Thiên Đế ngồi ngay ngắn trên đài cao, yên lặng quan chiến, cũng không có ra tay ngăn cản ý tứ, cũng không có nói Hồng Quân lão tổ gian lận. Đạo tông trận doanh bên này, đại chủ tể cũng là ngồi ngay ngắn bất động, chẳng qua là quan chiến. Bọn hắn tựa hồ là muốn thí nghiệm Diệp thần, cũng muốn nhìn một chút Diệp thần cực hạn thực lực. Diệp tà thần tức đến nổ phổi, nội tâm chua xót, chỉ sợ Diệp thần xảy ra chuyện. Trong chiến đấu, đệ nhị thiên nhai thương thế khôi phục về sau, song trưởng đều xuất hiện, cuồng nhiên công sát hướng Diệp thần. Hắn sợi tóc sôi sục, toàn thân kim quang sục sôi. Toàn bộ màu đỏ trên thân bắp thịt cuồn cuộn, mỗi một kích đều bộc phát ra chấn thiên động địa khí thế. Diệp thần mặc lấy thanh long áo giáp, vận chuyển thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, cùng đệ nhị thiên nhai cứng đối cứng, hai bên ngươi tới ta đi, lực lượng kịch liệt va chạm, đánh cho thiên băng địa liệt, tràng diện hạo đại. Diệp thần trên người thanh long áo giáp, vết rách càng ngày càng nhiều, đã sắp muốn chống đỡ không nổi, mà đệ nhị thiên nhai, lại càng đánh càng dũng mãnh, mỗi lần bị Diệp thần đả thương đều có thể đạt được thiên đạo lực lượng chúc phúc, thương thế cấp tốc phục hồi như cũ. Hai người kịch liệt va chạm, không chỉ giao phong nhiều ít chiêu, Diệp thần bởi vì có vạn hoa đồng huyết nhãn trợ lực, cho nên khí tức cũng không suy giảm, chẳng qua là con mắt càng ngày càng đau đớn. Lại đánh như vậy xuống, con mắt ta cần phải không chịu nổi. Diệp thần tâm bên trong âm thầm ngưng trọng, nhìn một chút trên trời thiên đạo khối Rubik, này thiên đạo khối Rubik, là Hồng Quân lão tổ khí tượng hiển hóa. Vì đệ nhị thiên nhai cung cấp to lớn chúc phúc trợ lực. Muốn chiến thắng đệ nhị thiên nhai, chỉ có trước phá mất cái kia thiên đạo khối Rubik. Nhưng, nghĩ phá mất thiên đạo, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Liều mạng, quyết tử ma nhãn, cho ta yên diệt. Diệp thần lui lại một bước, ngước đầu nhìn lên lấy cái kia thiên đạo khối Rubik, một khỏa mắt trái bỗng nhiên hóa thành màu sắc đen nhánh, từ trong đó bộc phát ra hắc ám cùng tử vong sát khí. Cỗ sát khí kia bay thẳng bầu trời, một màn kinh người liền xuất hiện, chỉ thấy cái kia viên thiên đạo khối Rubik, lập tức lọt vào hắc ám sát khí quấn quanh, thế mà phát ra ô minh, trật tự muốn sụp đổ. Đây là Diệp thần quyết tử ma nhãn nghiền ép. Quyết tử ma nhãn, có thể nhường thế gian hết thảy đủ loại, đều lâm vào hắc ám tử vong hoàn cảnh. Diệp thần vừa mở mắt, thậm chí ngay cả thiên đạo khối Rubik, đều xuất hiện sụp đổ, bị khói đen quấn quanh, vuông vức. Phác phác thảo thảo khối Rubik, xoay tròn mấy lần hình dạng liền xuất hiện vặn vẹo, biến thành như giống như cục đá vô hại bất quy tắc tồn tại, nội bộ bên ngoài trật tự đã hoàn toàn hỏng mất, không ngừng ô minh chấn động.
Cái gì, thiên đạo hỏng mất? Đây là cái gì lực lượng, thế mà có thể băng diệt thiên đạo? Trời ạ, luân hồi chi chủ, thật là đáng sợ khí tức tử vong. Toàn trường tất cả mọi người, tầm mắt vô cùng kinh hãi tập trung tại Diệp Thần trên thân, liền thấy Diệp Thần một đôi mắt, một đầu huyết hồng, một đầu đen kịt, vạn hoa đồng huyết nhãn cùng quyết tử ma nhãn đồng thời vận chuyển. Diệp Thần trong hốc mắt có hai hàng dòng máu chảy xuôi xuống tới, hình dạng như ma thần, khí tức vô cùng khủng bố, thiên đạo đều bị hắn vặn vẹo hỏng mất. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, Diệp Thần có dung chuyển thiên đạo lực lượng. Này chỉ là bởi vì, trên bầu trời thiên đạo khối Rubik, kỳ thực bên trên chẳng qua là một đạo hình chiếu, là Hồng Quân lão tổ đột phá siêu phẩm thiên đế về sau, kinh thiên động địa, dẫn động thiên đạo hình chiếu. Diệp Thần quyết tử ma nhãn mở ra, dĩ nhiên không đủ để dung chuyển chân chính thiên đạo, nhưng cũng dùng vặn vẹo này đạo hình chiếu. Cái gì, vặn vẹo thiên đạo? Tiểu tử này, đúng là điên, cũng không sợ bị thiên khiển sao? Hồng Quân lão tổ nhìn thấy chính mình dẫn động thiên đạo khối Rubik pháp tướng, thế mà bị Diệp Thần ép diệt, không khỏi cực kỳ chấn động, biểu lộ kịch liệt biến hóa. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần có lá gan lớn như vậy, lại dám vặn vẹo thiên đạo, hơn nữa còn thành công làm được. Hiện tại Diệp Thần bộ dáng, con mắt một khỏa huyết hồng, một khỏa đen kịt, huyễn thuật lực lượng, tử vong lực lượng, lẫn nhau đan xen kẽ, hắn đơn giản liền là một tôn nghịch thiên ma thần, làm cho người rung động. Tiểu tử, người dám vặn vẹo thiên đạo. Đệ nhị thiên nhai cũng triệt để động dung, thiên đạo khối Rubik bị Diệp Thần ép diệt, hết thảy chúc phúc khí tượng đều khô héo đi, hắn toàn thân kim quang cũng đi theo trở nên ảm đạm, chỉ cảm thấy lực lượng giống như thủy triều suy giảm. Nội tâm của hắn kinh khủng, mãnh liệt một trường hướng Diệp Thần vỗ tới. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, tế ra cửu thiên bàn long trụ, trở tay một cột nhà quét ngang ra ngoài, phịch một tiếng, đánh cho đệ nhị thiên nhai thân thể như đạn pháo bay bắn đi ra, thổi phù một tiếng, máu tươi nôn như điên, bị trọng thương. Lần này không có thiên đạo chúc phúc, hắn sau khi bị thương khí tức nuôi đốn, không cách nào lại khôi phục. Thế nào, không có Hồng Quân giúp ngươi gian lận, hung hăng càn quấy không nổi sao? Diệp Thần cười lạnh, một đôi mắt đang chảy xuôi theo dòng máu, nhưng hình dạng của hắn thoạt nhìn vô cùng dữ tợn hung ác, đằng đằng sát khí. Hắn cử động lần này đại giới to lớn, nhưng tuyệt không hối hận. Đệ nhị thiên nhai hít sâu một hơi, hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Tiểu tử, người đúng là điên, như thế tiêu hao chính mình thân thể, người có thể chống đỡ tới khi nào? Người nói không chừng sẽ chết, đệ nhị thiên nhai quát khẽ nói. Diệp Thần cười gằn nói, chống đỡ đến giết chết ngươi, hẳn là đầy đủ. Soạt. Diệp Thần tay cầm vừa nắm, luân hồi thiên kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Thiên đấu đại đồ kiếm. Tiếp theo sát, Diệp Thần huy kiếm một bổ, một cỗ kinh khủng, xâm nghiêm, sát khí ngút trời kiếm mang, mang theo tàn sát ngàn tỷ chúng sinh lớn huyết tinh chi khí, cuồng nhiên theo hắn thân kiếm bên trên biểu trảm mà ra, xé liệt thương khung, chém thẳng vào hướng đệ nhị thiên nhai. Đây là thiên đấu đại đồ kiếm, tam thập tam thiên thần thuật bài danh thứ ba tồn tại, lực sát thương to lớn, bình thường tới nói, Diệp Thần muốn động dùng một kiếm này, cần thời gian ấp ủ kiếm ý. Nhưng bây giờ, hắn vạn hoa đồng huyết nhãn mở ra phía dưới, toàn thân khí tức sục sôi, đúng là không cần ấp ủ, trực tiếp nhất kiếm thuấn phát. Đệ nhị thiên nhai kinh khủng, vội vàng tránh né, nhưng vẫn là chậm nửa bước, bị thiên đấu đại đồ kiếm hung hăng một chảm. Hắn một cánh tay liền bị chém đứt xuống tới. A! À, đệ nhị thiên nhai hét thảm một tiếng, tay cụt máu tươi phun tung tóe. Tiểu tử, người dám đả thương ta, ta liều mạng với ngươi. Đệ nhị thiên nhai gần như điên cuồng, nghiêm nghị gào thét, còn lại một cái tay vung tay lên, toàn thân xích mang nở rộ, đế quang trùng thiên, một tôn to lớn ấn tỷ, oanh long long mang theo kinh lôi, theo phía sau hắn hiển hóa ra ngoài. Đúng là bốn đại chí cao thần khí một trong, ngoại thần nhất mạch thần khí, Viêm Hoàng Đế Ấn. Viêm Hoàng Đế Ấn vừa ra, thoáng chốc ở giữa, bàng bạc thiên đế khí sục sôi, viêm mang kinh thiên, hừng hực nóng bỏng khí tức lan tràn, thần hy từng đầu nở rộ, đúng là lấn át Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh hào quang. Mà phóng xuất ra Viêm Hoàng Đế Ấn về sau, đệ nhị thiên nhai cơ bắp, rõ ràng khô cạn một vòng. Viêm Hoàng Đế Ấn, chính là chí cao thần khí. Thi triển này loại chí cao thần khí, đối đệ nhị thiên nhai tới nói, áp lực cũng là 10 điểm to lớn, cần hao phí to lớn tâm huyết khí tức. Nhưng khi cái này liên quan đầu, hắn cũng không lo được nhiều như vậy,
trực tiếp đem này đạo át chủ bài bạo phát ra. Viêm hoàng đế ấn cao cứ thương khung, to lớn ấn tỷ đè nát thời không pháp tắc, làm cho từng đầu màu đen thời không vết dạn chậm rãi lan tràn ra, lực lượng mạnh mẽ phảng phất có thể nghiền ép thế gian hết thảy tồn tại. Viêm hoàng đế ấn, cho ta trấn áp. Đệ nhị thiên nhai thôi động viêm hoàng đế ấn, hung mãnh vô cùng hướng về Diệp Thần trấn áp xuống, hắn toàn bộ tâm huyết, toàn bộ tinh thần, đều ký thác vào trên một kích này, muốn nhất quyết sinh tử. Bên ngoài sân Hồng Quân lão tổ, thấy thế yên lặng bóp một cái pháp quyết, cái kia viêm hoàng đế ấn, xích mang bên trong bộc phát ra một cỗ kim quang, thiên đế khí sục sôi nóng rực đến nghịch thiên mức độ, như một tôn thiên đế đích thân tới, quay đầu trấn áp Diệp Thần. Diệp Thần nhạy cảm bắt được Hồng Quân lão tổ chúc phúc ý chí, nhưng, hắn cũng không e ngại. Vạn hoa đồng huyết nhãn mở ra phía dưới, Diệp Thần tin tưởng mình là vô địch tồn tại, chỉ có tin tưởng, mới có thể để cho không có khả năng biến thành khả năng, mới có thể để cho huyễn tưởng khái niệm, biến thành chân thực tồn tại. Diệp Thần liền tin tưởng, chính mình là vô địch, quét ngang hết thảy lớn vô địch. Không quan trọng viêm hoàng đế ấn, có thể làm khó dễ được ta. Tinh không đỉnh, cho ta một thể thôn phệ. Diệp Thần không chút hoang mang, tế ra một tôn thần đỉnh. Đó là tinh không đỉnh, lưu chuyển lên nhật nguyệt tinh thần hào quang, mang theo chí cao tinh không sáng chói rực rỡ, thần đỉnh đen kịt thần bí lại thâm thúy, phía trên lạc ấn lấy tinh không đạo thư phù văn. Nhìn thấy này tôn tinh không đỉnh xuất hiện, tất cả mọi người chấn kinh, trợn mắt hốc mồm. Cái gì, là cửu đỉnh cảnh thần đỉnh? Không đúng, không đúng. Luân hồi chi chủ không phải hạ vị thần sao? Hắn sao có thể nắm giữ cửu đỉnh cảnh thần đỉnh a? Này là loại nào thuộc tính thần đỉnh? Kim đỉnh, mộc đỉnh, nước đỉnh. Đều không là, là trong truyền thuyết tinh không đỉnh, cửu đỉnh bên ngoài thứ 10 đỉnh, chỉ có tinh không bị ngạn cường giả mới có thể rèn đúc. Trời ạ, hắn thế mà có thể rèn đúc tinh không đỉnh. Vô số rung động tiếng kinh hô xen lẫn. Chu Võ Hoàng cùng Ma Phi Thiên khi nhìn đến tinh không đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, đồng tử cũng là kịch liệt co vào, một hồi chấn sợ. Đặc biệt là Ma Phi Thiên, hắn tới từ tinh không bỉ ngạn, hắn có thể càng biết rõ, tinh không đỉnh áo nghĩa, cũng có thể nhìn ra Diệp Thần đúc thành tinh không đỉnh, pháp tắc nội tình đến cỡ nào kiên cố cùng mạnh mẽ. Diệp Thần dùng Phật tổ tờ kia tinh không đạo thư, rèn đúc tinh không đỉnh, giờ phút này phối hợp với vạn hoa đồng huyết nhãn thi triển. Hắn tin tưởng mình là vô địch tồn tại, cỗ này tín niệm bóp méo hiện thực, hắn phảng phất thật chính là vô địch, chỗ phóng thích ra tinh không đỉnh, uy năng cũng là cuồn cuộn bá đạo đến mức không thể tưởng tượng nổi. Oanh long long, theo tinh không đỉnh đỉnh thân bên trong, phun ra kinh thiên tinh thần giáng lành, tại trong hư không hiển hóa ra thiên đạo khối Rubik ảo ảnh. Tinh không đỉnh mạnh nên mẽ, cường đại đến đủ để dẫn phát thiên đạo khối Rubik khí tượng. Một cỗ kinh khủng, mạnh mẽ. Như tinh không như lỗ đen năng lượng, theo tinh không đỉnh bên trong bộc phát ra, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy đệ nhị thiên nhai tuôn ra viêm hoàng đế ấn, cả chiếc to lớn ấn tỷ, thế mà hướng về tinh không đỉnh miệng đỉnh phóng xuống đi. Không tốt, đệ nhị thiên nhai hoảng hốt, vội vàng bấm quyết triệu hồi viêm hoàng đế ấn. Nhưng này viêm hoàng đế ấn, đã hoàn toàn không kiểm soát, như một vòng rơi vào biển sâu Thái Dương, không thể tránh khỏi hướng tinh không đỉnh bên trong rơi xuống. Lạch cạch. Rất nhanh, cả chiếc viêm hoàng đế ấn, liền rơi xuống vào tinh không đỉnh bên trong, mặc cho đệ nhị thiên nhai như thế nào triệu hoán, đều triệu hoán không trở lại. Không, không, chấm. Đệ nhị thiên nhai triệt để bối rối, cũng triệt để hoảng rồi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Thần không quan trọng một hạ vị thần, thế mà có thể phóng xuất ra cửu đỉnh cảnh mới có thể thả ra thần đỉnh, hơn nữa còn là trong truyền thuyết thứ 10 đỉnh tinh không đỉnh. Này tinh không đỉnh vừa ra, thế mà đem hắn viêm hoàng đế ấn cho hút đi, trực tiếp nuốt mất. Này vẫn chưa xong, theo tinh không đỉnh bên trong, cái kia cỗ kinh khủng hấp lực, còn đang điên cuồng dâng lên lấy. Đệ nhị thiên nhai thân thể, cũng là không chịu khống chế, hướng về tinh không đỉnh rơi xuống. Hắn cũng phải bị tinh không đỉnh ăn đi. Đệ nhị thiên nhai thê lương gào thét, liều mạng muốn đi vùng trời bay đi, nhưng này tinh không đỉnh hấp lực. Liền cùng ma quỷ một dạng cuốn lấy toàn thân hắn, đưa hắn không ngừng hướng xuống kéo đi, muốn kéo vào tinh không trong vực sâu. Nguy rồi! Bên ngoài sân, Hồng Quân lão tổ thấy thế, cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, thân thể bay lên, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Đệ nhị thiên nhai là hắn hao phí lớn lao tâm huyết, đúc nóng vô số chân bảo,
mới chế tạo ra người nhân tạo, tương đương với lúc còn trẻ võ tổ, thậm chí đã đánh cắp một tia thiên chiêu võ đạo lực lượng, đợi một thời gian có thể thay thế võ tổ địa vị. Hắn không thể nhìn đệ nhị thiên nhai bị thôn phệ đi, hắn nhất định phải đi cứu người. Hồng Quân, có chừng có mực đi. Nhậm Phi Phàm thấy Hồng Quân lão tổ còn muốn trực tiếp nhúng tay chiến đấu, sầm mặt lại, lập tức liền phi thân lên, chặn đường tại Hồng Quân lão tổ trước mặt. Nhậm Phi Phàm, người cút ngay cho ta. Hồng Quân lão tổ chấn nộ, một trường cuồng đẩy mà ra, mang theo siêu phẩm thiên đế uy thế, bá khí tuyệt luân. Nhậm Phi Phàm biến sắc, cũng ra một trường, cùng Hồng Quân lão tổ cứng đối cứng. Phịch một tiếng. Hai người song trưởng giao phong, các bị đẩy lui ba bước, vậy mà thế lực ngang nhau. Cái này, chấm, không có khả năng, người sao có thể cùng ta địch nổi. Hồng Quân lão tổ chấn động, hắn nhưng là siêu phẩm thiên đế a, vừa mới trong nháy mắt liền đánh tan Diệp Tà Thần, nhưng bây giờ đối mặt Nhậm Phi Phàm, hắn thế mà không thể đánh tan, chẳng qua là thế lực ngang nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hồng Quân lão tổ liền thấy, Nhậm Phi Phàm khí tức lại cùng bầu trời thiên đạo khối Rubik cộng minh lấy, trên người có thiên đạo chúc phúc khí tượng, có thiên đạo gia trì, cho nên có thể chống lại hắn. Liền là như thế một trì hoãn, chỉ nghe ô một tiếng, đệ nhị thiên nhai a a kêu thảm, cả người đều bị tinh không đỉnh hút vào, lập tức hải cốt không còn. Diệp Thần thân thể vù vù, nở rộ kim quang, trực tiếp đem đệ nhị thiên nhai thôn vệ hết, trên thân khí tức tăng tiến không ít. Hắn thu liếm lại vạn hoa đồng huyết nhãn cùng quyết tử ma nhãn, hơi có chút mệt mỏi trôi nổi tại bên trên bầu trời, kịch liệt thở hào hển. Chiến đấu kết thúc, đầy trời khí tượng, toàn bộ từ từ tiêu tán, Diệp Thần cũng thu hồi tinh không đỉnh, đệ nhị thiên nhai đã bị hắn thôn phệ hết, nhưng thôn phệ đệ nhị thiên nhai, không đủ để đền bù Diệp Thần chiến đấu hao tổn. Diệp Thần chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, toàn thân khí tức đã hoàn toàn hao hết, duy nhất đáng được ăn mừng. Liền là chiến đấu giải quyết đến rất nhanh, ánh mắt hắn gánh vác còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, không có mù mất. Nhưng, tiêu hao nghiêm trọng như vậy, kế tiếp còn có hai vòng đấu, cái này khiến Diệp Thần thấy vô cùng khó giải quyết. Diệp Thần, Tôn Di, Tiểu Hồng Ngư, Đồ Mỹ Hoa yêu đám người, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, nội tâm ở vào to lớn rung động cùng bên trong giấc mộng, không thể tin được chiến đấu đã kết thúc. Vừa mới đệ nhị thiên nhai tại Hồng Quân lão tổ trợ lực dưới, hạng gì hung hăng càn quấy bá đạo, nhưng bây giờ thế mà bị Diệp Thần diệt sát thôn phệ, cái kia chí cao thần khí Viêm Hoàng Đế ấn, cũng rơi xuống Diệp Thần trong tay, ai cũng không dám tin tưởng, Diệp Thần thật thay đổi sinh tử. Chu Võ Hoàng cùng Ma Phi Thiên cũng có chút ngẩn người, lúc này Diệp Thần hết sức yếu ớt, nếu như bọn hắn nổi lên ra tay, Diệp Thần khẳng định là không ngăn được, nhưng bọn hắn cũng nội tâm cũng ở vào trong rung động, không có động thủ. Vừa mới đệ nhị thiên nhai bị tinh không đỉnh thôn phệ hết, mang cho bọn hắn to lớn bóng ma tâm lý, bọn hắn cũng sợ hãi chính mình sẽ gặp phải thôn phệ. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, giãn ra một ngụm chọc khí, liều lấy hết tất cả át chủ bài, cuối cùng là giết ngược lại đệ nhị thiên nhai, hiện tại ngoại trừ Tiểu Hồng Ngư chờ cho 400 khối tinh không mảnh vỡ bên ngoài, hắn còn ngoài định mức thu đệ nhị thiên nhai hơn 100 mảnh vỡ, có chừng hơn 500 mảnh vỡ, vòng thứ nhất quán quân, khẳng định là ổn. Vòng thứ nhất thắng, liền là tiếp xuống vòng thứ hai cùng vòng thứ ba. Diệp Thần tâm bên trong tính toán, đột nhiên thấy sau lưng mát lạnh, lồng ngực nóng lên, hắn ngẩn ngơ, cúi đầu xem xét, thấy một đoạn mũi kiếm, theo chính mình lồng ngực chỗ lộ ra, phía trên còn mang theo máu tươi. Đột nhiên xuất hiện nhất kiếm sâu ngực, nhưng Diệp Thần ngây dại, hắn gian nan quay đầu, liền thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc, chính là Thiên Nữ. Thiên Nữ đang nắm thần Chu Thiên Kiếm. Nhất kiếm theo Diệp Thần phía sau lưng cắm vào, trước ngực xuyên ra, đem Diệp Thần đâm cái xuyên thấu. Nhưng mà Thiên Nữ biểu lộ, cũng là chấn động kinh ngạc, kinh dị, kinh khủng, không thể tin được, tựa hồ một kiếm này, cũng không phải là xuất từ nàng bản tâm. Thiên Nữ, ngươi muốn giết ta. Diệp Thần nhìn xem sâu ngực nhất kiếm, thân thể run rẩy, tiếng nói cũng đang phát run, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thiên Nữ. Thiên Nữ toàn thân kinh dị. Buông ra tay nắm chuôi kiếm, trước nay chưa có hoảng sợ nói ra. Không, không phải. Ta, thần Chu Thiên Kiếm đột nhiên mất khống chế, ta. Ta không muốn giết ngươi, là thanh kiếm này điên rồi, là thanh kiếm này. Nàng liên tiếp lui về phía sau, giống nhìn xem ác ma nhìn xem cái kia thần Chu Thiên Kiếm. Nàng vừa mới một mực tại quan chiến,
cũng không có muốn sát Diệp Thần tâm tư, huống chi Diệp Thần diệt sát đệ nhị thiên nhai lúc, tinh không bá đạo khí thế uy áp hết thảy, nàng lại thế nào dám ra tay. Là thần Chu Thiên Kiếm mất khống chế, đột nhiên mang theo thân thể của nàng, nhất kiếm quán xuyên Diệp Thần lồng ngực, nhưng nàng vẫn là cực lực mong muốn trưởng khống, một kiếm này tránh đi Diệp Thần trái tim yếu điểm. Diệp Thần chỉ có một đầu tuyến thời gian, nếu là trái tim bị xỏ xuyên, khẳng định là phải chết. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, miễn cưỡng có thể cảm giác được thiên nữ tâm tư, hoàn toàn chính xác không phải thật sự nghĩ muốn giết hắn, là thần Chu Thiên Kiếm không kiểm soát. Thanh kiếm này chính là vĩ đại kỳ quan, là tinh không bỉ ngạn tư tưởng tạo vật, có được linh tính trí tuệ, thiên nữ không nắm được, đột nhiên mất khống chế cũng chẳng có gì lạ. Nhưng, này có thể khổ Diệp Thần, hắn cùng đệ nhị thiên nhai sau khi chiến đấu kết thúc, đã hao hết khí tức, thân thể vô cùng suy yếu, lần này lọt vào thần Chu Thiên Kiếm nhất kiếm xỏ xuyên qua, cả người ý thức liền lâm vào mơ hồ. Nếu là hắn hai mắt nhắm lại, rất có thể cả một đời đều không tỉnh lại nữa. Bên ngoài sân, Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ đám người, nhìn thấy Diệp Thần gặp trọng thương, rất đỗi hãi dị, liền muốn chạy tới ra tay thi cứu. Chậm đã, khoảng cách tranh tài kết thúc, còn có một khắc đồng hồ thời gian, tại tranh tài không có kết thúc trước, bất kỳ người nào đều không cho phép tới gần sân thi đấu. Lúc này, lại nghe Sơn Thần quát lên một tiếng lớn, thân hình cao lớn bay xuống dưới, cản lại Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ đám người. Sơn Thần trên mặt mang theo biểu tình hài hước, Diệp Thần bị thần Chu Thiên Kiếm sâu ngực mà qua, coi như không có thương tới trái tim, nhưng cũng là muốn mạng thương thế, nếu là một khắc đồng hồ đến không đến cứu viện, chỉ có một con đường chết. Hồng Quân lão tổ thấy thế, cười lạnh một tiếng, cùng Sơn Thần sóng vai đứng chung một chỗ, nói, Nhậm Phi Phàm, không cho phép người ta đi cứu người, người cũng đừng hòng cứu người. Người của ta chết, người của ngươi cũng muốn trả giá đắt. Nhậm Phi Phàm chấn động, hai mắt cơ hồ muốn phun lửa, nhìn một chút Nguyên Thiên Đế cùng Đại Chủ Tể, đã thấy hai người biểu lộ phức tạp, nhưng vẫn là ngồi bất động, chưa hề đi ra điều đình ý tứ. Diệp Thần trọng thương, ý thức dần dần mơ hồ, đã chống đỡ không nổi, thân thể liền từ trên không trung rơi xuống, vô số người nhìn xem hắn rơi xuống thân thể, phát ra tiếng kinh hô. Bù! Tôn Di lúng túng chớ hình, vội vàng thúc giục rừng rậm sách, đi qua tiếp được Diệp Thần thân thể. Chỉ thấy thần Chu Thiên Kiếm cắm ở Diệp Thần trên thân, thanh kiếm kia lại vẫn phát ra một cỗ lực lượng quỷ dị, tại suy suy hấp thụ lấy Diệp Thần máu tươi sinh mệnh lực. Diệp Thần, ngươi! Tôn Di hoảng hồn, vội vàng phóng xuất ra từng sợi cỏ cây sinh cơ hào quang, quán chú đến Diệp Thần trong cơ thể, nghĩ thay Diệp Thần trị liệu. Nhưng Diệp Thần đại chiến hậu lực kiệt suy yếu, giờ phút này lại trọng thương nghiêm trọng, căn bản không phải Tôn Di có thể trị liệu. Thiên nữ cũng cuống quýt bay tới. Rơi vào rừng rậm trên sách, nhìn xem trọng thương Diệp Thần, mong muốn cứu viện, lại không biết như thế nào ra tay, thần Chu Thiên Kiếm đã không kiểm soát. Người cút ngay cho ta, chớ tới gần Diệp Thần. Tôn Di cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thiên nữ, quát mắng một tiếng. Chỉ thấy Đổ Mỹ Hoa Yêu hai con người rơi lệ, nói, Tôn Di đại nhân, đừng thương tâm, ta có khả năng cứu vãn tôn chủ. Đổ Mỹ Hoa Yêu cúi người tại Diệp mang thần trên môi một hôn. Sau đó chắp tay trước ngực, thấp giọng ngâm hát lên. Nốt ta thân thể tàn phế, hừng hực thánh hỏa, sinh mệnh chảy xiết, vĩnh hằng không ngừng. Chỉ gặp nàng mảnh mai thân thể bốc cháy lên, hoa yêu bản thể sinh mệnh nguyên khí, linh lực tinh hoa, toàn bộ phóng thích mà ra, quán chú đến Diệp Thần trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, Đồ Mỹ hoa yêu liền bùng cháy thành một đống cho tàn, triệt để chết đi. Sinh mệnh lực của nàng, toàn bộ chuyển hóa thành Diệp Thần sinh mệnh lực. Đồ Mỹ Hoa Yêu sinh mệnh lực bên trong, còn ẩn chứa Sơn Thần giới địa mạch lực lượng, còn có tinh không thần Sơn bản nguyên khí tức. Cỗ lực lượng này, 10 điểm sục sôi. Diệp Thần đạt được Đồ Mỹ Hoa Yêu sinh mệnh quán chú, gần như mơ hồ ý thức, lập tức liền tỉnh táo lại, khôi phục tinh thần rất nhiều, hắn ngốc ngốc nhìn xem hóa thành cho Đồ Mỹ Hoa Yêu, nội tâm một hồi cảm kích cùng hổ thẹn. Hổ thẹn, ta trộm lòng của nàng, nàng lại khăng khăng một mực vì ta dâng ra sinh mệnh. Diệp Thần khôi phục tinh thần về sau, trạng thái cũng tốt lên rất nhiều, cắn răng, chậm rãi đem trong cơ thể mình thần Chu Thiên Kiếm rút ra. Tại rút ra thần Chu Thiên Kiếm trong nháy mắt, một cỗ mũi tên máu cũng theo Diệp Thần lồng ngực chỗ bắn ra. Diệp Thần sầm mặt lại, vận chuyển thiên đường trị liệu thuật, một cỗ trắng bạc thánh quang theo tay cầm toát ra, quán chú đến trong vết thương, chậm rãi thẩm thấu xuống.
Thương thế của hắn, tại thiên đường trị liệu thánh quang dưới, lập tức khôi phục một chút, tương đương với theo quỷ môn quan chỗ đi trở về. Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ xa xa thấy được, lập tức thở dài một hơi, các lùi về sau mở đi ra. Sơn thần nhìn thấy Đồ Mỹ Hoa Yêu, thế mà hy sinh tự thân tính mệnh, vì Diệp thần khôi phục thương thế, lập tức phẫn nộ chấn động mắng, nhiệt đồ này, chết không có gì đáng tiếc. Đồ Mỹ Hoa Yêu là hắn thân truyền đồ đệ, nhưng bây giờ lại vì Diệp thần hy sinh, tâm tình của hắn, phẫn nộ có thể nghĩ, hận không thể đem Diệp thần chém thành muôn mảnh. Diệp thần đem thần Chu Thiên Kiếm rút ra về sau, cái kia thần Chu Thiên Kiếm hưu một tiếng, hóa thành lưu quang, trở lại thiên nữ trong cơ thể. Thiên nữ rất là hổ thẹn, nói, Diệp thần, thật xin lỗi, ta. Ta kém chút liền đúc thành sai lầm lớn. Diệp thần cười cười, nói, không sao, trận đấu này, vốn chính là ngươi chết ta sống, tranh đấu không ngớt, ngươi không có thừa dịp ta suy yếu muốn mạng của ta hết sức cảm kích. Dừng một chút, lại hỏi, ngươi lần này không giết ta, về sau liền không có cơ hội gì, hối hận không? Thiên nữ ngẩn ngơ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có gì hối hận. Ngươi chỉ thắng một vòng, đằng sau còn có hai vòng đấu, hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nàng thấy Diệp thần đã không có nguy hiểm tính mạng, thần tâm cũng khôi phục lại bình tĩnh, nói ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, coi như giết ngươi, cũng muốn đường đường chính chính quyết đấu, ta sẽ không làm trái bản tâm sự tình, lần này là thần Chu Thiên Kiếm mất khống chế, ta có lỗi với ngươi. Diệp thần cười nói, không có việc gì, ta cũng không chết đúng không? Cái kia đằng sau hai vòng đấu, chúng ta nhìn lại một chút người nào có thể thắng được. Thiên nữ nhẹ nhàng ừ một tiếng, liền quay người bay mất. Mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, bao phủ toàn bộ sơn thần giới. Tinh không thần sơn quảng trường bên trên, Nguyên Thiên Đế nói với sơn thần, hướng thiên tôn giả, đã đến giờ, có thể tuyên bố vòng thứ nhất thi đấu kết thúc. Sơn thần mặt mũi tràn đầy âm lệ, lại cũng không thể tránh được, cao giọng tuyên bố nói. Vòng thứ nhất thi đấu kết thúc, hết thảy người dự thi, lập tức trở về đến quảng trường. Thanh âm xa xa truyền bá ra ngoài. Diệp thần cùng Tôn Di tướng liếc mắt một cái, gật gật đầu, dắt tay trở về quảng trường. Tiểu Hồng Ngư, Ảnh Ma Hung Ngao, Dung Nham Thiên Cẩu, thì trở lại Diệp thần trong cơ thể luân hồi thiên quốc bên trong, từ nay về sau theo Diệp thần. Ma Phi Thiên thấy tranh tài kết thúc, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, vèo một cái, thân thể một cái thoáng hiện. Nhất trước quay về trên quảng trường, huyết chi thạch cũng bị hắn mang đi. Chu Võ Hoàng nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn hận. Phía sau hắn Hùng Bá Phong hỏi, Võ Hoàng ca, làm sao bây giờ, tên kia cướp đi huyết chi thạch. Chu Võ Hoàng nói, còn có hai vòng đấu, chờ xem đi. Liền cùng Hùng Bá Phong trở về quảng trường. Rất nhiều những người dự thi, cũng là lần lượt trở lại quảng trường, này vòng thứ nhất thi đấu, 10 vạn người dự thi. Cuối cùng có thể còn sống trở về, chỉ có hơn 7 vạn người, có hơn 2 vạn người đã vĩnh viễn không về được. Tinh không tranh bá thi đấu tàn khốc, có thể thấy được chút ít. Diệp thần cùng Tôn Di trở lại quảng trường bên trên, liền thấy chân lý sẽ từng cái vệ binh, vác lên bó đuốc, nhóm lửa đống lửa, chiếu sáng bầu trời đêm, các chiến sĩ đập trống trận, tiếng trống chấn động thiên địa, bầu không khí có chút nhiệt liệt. Nguyên Thiên Đế ngồi ngay ngắn ở trên đài cao. Yên lặng nhìn chăm chú lấy hết thảy. Sơn thần là chủ giám khảo, lớn tiếng nói, hết thảy người dự thi nghe lệnh, đem bọn ngươi thu hoạch tinh không đạo thư mảnh vỡ, toàn bộ lấy ra. Nghe vậy, mọi người liền đem chính mình nắm giữ mảnh vỡ, đều lấy ra bày ra tại dưới chân. Mảnh vỡ nhiều nhất người, dĩ nhiên chính là Diệp thần, có chừng hơn 500 khối, đều không cần đếm, không hề nghi ngờ liền là quán quân. Tôn Di dưới chân mảnh vỡ, chỉ có một khối. Nàng cũng không quan tâm, có thể quá quan là được. Thiên nữ có hơn 100, xếp tại người thứ hai. Chu Võ Hoàng cùng Ma Phi Thiên, mảnh vỡ đều là mười mấy khối, bài danh không cao. Bất quá đối bọn hắn này loại đỉnh cấp thiên tài tới nói, người thứ hai cùng một tên sau cùng ban thưởng, đều không có khác nhau, đối bọn hắn tới nói, đều là rác rưởi, chỉ có tên thứ nhất phần thưởng, mới có giá trị. Mà tên thứ nhất, đã xác định là Diệp Thần. Nắm giữ tinh không đạo thư mảnh vỡ người, liền thông qua được vòng thứ nhất tranh tài, có thể tham gia vòng thứ hai. Không có vỡ mảnh người, thật đáng tiếc, các người bị đào thải. Sơn thần cao giọng tuyên bố nói. Tinh không đạo thư mảnh vỡ có 1.000 khối, mà ở đây người dự thi có hơn 7 vạn người,
đó là tự nhiên còn thiếu rất nhiều điểm, lần này đào thải, chỉ có hơn 200 người có thể thông quan, đám người còn lại toàn bộ bị đào thải đi, giữa sân phát ra một hồi tiếc nuối bất đắc dĩ thanh âm. Rất nhiều người dự thi, dồn dập ảm đạm trở lại riêng phần mình trận doanh bên trong, mất đi tiếp tục tranh tài tư cách. Tuy nói tại đi qua 7 ngày trong trận đấu, rất nhiều người dự thi coi như không có cướp được tinh không đạo thư mảnh vỡ, cũng ngoài định mức tìm được mặt khác cơ duyên, nhưng vòng thứ nhất liền bị đào thải đi, không khỏi có chút đả kích người lòng tin. Đã thông quan hơn 200 người, thì là ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đấy. Sơn thần tầm mắt từng cái quét qua, nói chúc mừng các ngươi thông quan, này là của các ngươi ban thưởng. Chỉ thấy sơn thần vung tay lên, từng đạo thần quang bắn ra, rơi vào rất nhiều thông quan người trong tay, chính là rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo, còn có linh đan diệu dược, pháp bảo binh khí các loại, dựa theo nắm giữ tinh không mảnh vỡ số lượng nhiều ít phân phối. Có được tinh không mảnh vỡ càng nhiều người, ban thưởng liền càng phong phú. Đương nhiên, này chút ban thưởng, đối Diệp Thần, Chu Võ Hoàng, Ma Phi Thiên, thiên nữ chờ đỉnh cấp thiên tài tới nói, là không có cái gì giá trị, cùng rác rưởi không sai biệt lắm. Dùng tư chất của bọn hắn thiên chất, bình thường thiên tài địa bảo, đối bọn hắn tới nói liền là rác rưởi, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đương nhiên, đối người bình thường tới nói, những thiên tài địa bảo kia, vẫn rất có giá trị, cho nên thông quan rất nhiều đám võ giả, khi lấy được ban thưởng về sau, đều phát ra một hồi kinh hỉ tiếng hô, quảng trường xung quanh khán giả, thì là nhiệt liệt vỗ tay. Hơn 200 thông quan người bên trong, chỉ có Diệp Thần còn không có đạt được bất luận cái gì ban thưởng. Sơn thần ánh mắt mang theo một tia oán độc, nhưng lại không thể làm gì mà nói. Luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi đạt được đầu danh, ngươi là vòng thứ nhất thi đấu quán quân, phần thưởng của ngươi, do Nguyên Thiên Đế đại nhân tự mình ban phát. Tầm mắt nhìn về phía trên đài cao Nguyên Thiên Đế. Toàn trường tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, Nguyên Thiên Đế đè ép ép tay cầm, giữa sân liền an tĩnh lại. Sau đó, Nguyên Thiên Đế trước người, một đầu thánh quang hồng kiều hoành giá. Hắn đạp lên hồng kiều, hoa vũ rực rỡ, chậm rãi đi đến Diệp Thần trước mặt, ngưng mắt mỉm cười hướng Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, chúc mừng đoạt giải quán quân. Diệp Thần nói, Nguyên Thiên Đế tiền bối, đây chỉ là vòng thứ nhất, đằng sau còn có hai vòng. Nguyên Thiên Đế gật đầu nói, nhưng có thể nắm lấy số một vòng quán quân, cũng thuộc về thực không dễ, người vất vả, ta đều thấy được. Đây là năm đó ta chế tạo kim đỉnh. Chờ tương lai ngươi tấn thăng cửu đỉnh cảnh sau, có thể bằng vào ta kim đỉnh làm căn cơ, rèn đúc chính mình thần đỉnh, dạng này sẽ đơn giản rất nhiều. Nguyên Thiên Đế tay cầm hơi nắm, lòng bàn tay kim quang tràn ngập, liền hiện ra một tòa nho nhỏ kim đỉnh, cái kia kim đỉnh xưa cũ, rèn đúc sử dụng tài liệu, có tiên lệ chân kim, hồng mông tử kim, hỗn độn thanh kim các loại, đều là thời đại viễn cổ đặc sản, hôm nay sớm đã đoạn tuyệt. Nói cách khác, giờ này ngày này, cho dù có hoàn chỉnh bản vẽ, cũng không có khả năng lại rèn đúc ra Nguyên Thiên Đế này tòa kim đỉnh, bởi vì tài liệu đã đoạn tuyệt. Diệp Thần nhìn xem Nguyên Thiên Đế trong tay tiểu kim đỉnh, cũng là thấy này tòa kim đỉnh bất phàm, nói, đa tạ tiền bối. Hai tay cung kính nhận lấy. Này tòa kim đỉnh, nếu là Diệp Thần có thể vận dụng, uy lực tuyệt đối là kinh người. Bất quá, nghĩ vận dụng kim đỉnh, Diệp Thần ít nhất phải có cửu đỉnh cảnh tu vi, đây đối với Diệp Thần tới nói. Không khỏi quá mức xa xôi. Nếu có thể giống trưởng khống tinh không đỉnh như thế, trưởng khống này tòa kim đỉnh liền tốt. Diệp Thần tâm nghĩ đến, dự định trở về lại nghiên cứu một chút. Ma Phi Thiên cùng Chu Võ Hoàng, thấy Diệp Thần bắt lại ban thưởng, lập tức có chút nóng mắt. Nếu như này kim đỉnh cho bọn hắn mà nói, thực lực bọn hắn tuyệt đối có khả năng tăng vọt, đáng tiếc rơi xuống Diệp Thần trong tay. Phải biết, tu vi của bọn hắn đã đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá, chẳng qua là cố kỵ tinh không tranh bá thi đấu quy tắc, mới đè ép không có đột phá mà thôi. Nếu là bọn hắn đột phá đến cửu đỉnh cảnh, lại có Nguyên Thiên Đế kim đỉnh, là có thể lập tức rèn đúc thần đỉnh, miễn đi rất nhiều phiền toái. Nhưng, Diệp Thần bắt lại quán quân, kim đỉnh thuộc về Diệp Thần, lại đoạn tuyệt hai người hy vọng. Đương nhiên, hai người tâm tình còn tính ổn định, không có quá tiếc nuối. Dù sao đằng sau còn có hai vòng đấu, ban thưởng phong phú hơn, cuối cùng người thắng lớn là ai, vẫn rất khó nói. Nguyên Thiên Đế cười gật gật đầu, tay cầm một túm, bày ra trên mặt đất 1000 khối tinh không đạo thư mảnh vỡ, ào 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 bay lên, tại hắn trong lòng bàn tay dung hợp hết,
hóa thành một mảnh chân chính tinh không đạo thư trang sách. Thấy này mảnh trang sách, toàn trường người đều nín thở. Đó là chân chính tinh không đạo thư, không còn là cái gì mảnh vỡ, mà là có được chân chính trật tự tồn tại, trang sách bên trong lưu chuyển lên tinh quang, để cho người ta có loại như mộng như ảo cảm giác, tất cả mọi người ánh mắt hừng hực, đối cái kia tinh không đạo thư, đều tràn đầy khát vọng. Phải biết, không không lúc nào không lưu truyền tinh không đạo thư, chỉ có 5 khối, có 2 trang đã trong tay Diệp Thần, những người khác mong muốn cướp đoạt, cơ hồ không có khả năng, trừ phi đem Diệp Thần giết. Còn lại 3 phô trang, một tờ ngay tại Nguyên Thiên Đế trong tay. Nguyên Thiên Đế nói, hướng Thiên Tôn giả, nói một chút vòng thứ 2 tranh tài quy củ cùng ban thưởng. Sơn Thần hắng giọng một cái, cao giọng nói, vòng thứ 2 tranh tài, đem tại 7 ngày sau cử hành, này 7 ngày thời gian, thỉnh chư vị người dự thi nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị sẵn sàng. Vòng thứ 2 tranh tài, chính là thăng đăng thiên tranh tài, cần muốn các ngươi leo 5.000 cấp bậc thang. Lão phu cùng chân lý sẽ tứ đại trưởng lão, sẽ xung làm thủ quan giả, chỉ có đạo tâm kiên định người, mới có thể thuận lợi quá quan. Thứ nhất thành công trèo lên đỉnh thang trời người, sẽ thu hoạch được kinh thiên ban thưởng, phần thưởng liền là tinh không đạo thư. Hắn ánh mắt mang theo nóng bỏng, nhìn về phía Nguyên Thiên Đế trong tay tinh không đạo thư, nội tâm lại là đau đớn, đối Diệp Thần lại cực kỳ phẫn hận. Nếu như đồ đệ của hắn Đồ Mỹ Hoa Yêu, không có bị Diệp Thần trộm tâm thu phục, không có vì Diệp Thần hy sinh tính mệnh, cái kia vòng thứ 2 tranh tài, chỉ cần hắn hơi làm tay chân, là có thể nhường Đồ Mỹ Hoa Yêu đoạt giải quán quân, từ đó bắt lại tinh không đạo thư. Nhưng bây giờ, Đồ Mỹ Hoa Yêu đã chết, này vòng thứ 2 tranh tài, rõ ràng vẫn là Diệp Thần là đoạt giải quán quân lớn nhất đứng đầu. Bởi vì, luận đạo tâm kiên cố, toàn trường không có người nào, có thể cùng Diệp Thần so sánh, coi như đỉnh cấp thiên đế, cũng không sánh bằng. Nguyên Thiên Đế giơ lên trong tay tinh không đạo thư, tầm mắt tại rất nhiều người dự thi trên thân quét qua, cười nói, trang này đạo thư chính là vòng thứ 2 tranh tài quán quân ban thưởng, chúc các ngươi may mắn. Tầm mắt rồi lại nhấn mạnh rơi vào Diệp Thần trên thân. Diệp Thần tâm bẩn đập bịch bịch, nghĩ thầm, nếu là ta có thể đoạt giải quán quân, này tinh không đạo thư liền là của ta. Tinh không đạo thư giá trị, không cần nói cũng biết, Diệp Thần chỉ muốn lập tức bắt lại. Sơn Thần tiếp tục nói, vòng thứ 2 tranh tài đem quyết ra bát cường, trước hết nhất trèo lên đỉnh 8 người, có thể thông nhốt vào vòng thứ 3, vòng thứ 3 thì là lôi đài quyết đấu, cuối cùng người thắng là tổng quán quân, có thể chấp trưởng cả tòa tinh không thần sơn, quy củ đều rõ chưa? Chúng người dự thi đáp, hiểu rõ. Sơn Thần đạo, đều tán đi đi, ta chân lý sẽ vì chư vị chuẩn bị chỗ ở. Hắn ngữ khí nói đến bình tĩnh. Trên thực tế nội tâm sớm đã là ngũ vị tạp trần, nguyên bản còn muốn đẩy đồ đệ của mình Đồ Mỹ Hoa Yêu đoạt giải quán quân, nhưng vòng thứ nhất thi đấu liền phát sinh trọng đại như thế biến cố, hắn hết thảy mưu tính đều đã thất bại. Hiện tại Diệp Thần thành đoạt giải quán quân đại nhiệt môn, nếu là Diệp Thần làm tổng quán quân, cái kia tinh không thần sơn liền muốn phân cho Diệp Thần. Tinh không thần sơn chính là tính mạng của ta căn cơ sở tại, làm sao có thể nhường cho tiểu tử này. Chờ 7 ngày sau vòng thứ 2 tranh tài, ta phải nghĩ biện pháp đem hắn giết chết. Chỉ dựa vào ta còn chưa đủ, vẫn phải cùng vô trụ tôn giả, cực vũ đại đế thương lượng một chút. Sơn Thần nội tâm phẫn hận tính toán. Diệp Thần tự nhiên không biết Sơn Thần nội tâm âm mưu, nhưng cũng mơ hồ thấy Sơn Thần đối sát khí của hắn, âm thầm lưu tâm. Tinh không thần sơn cực lớn, chân lý sẽ vì các đại trận doanh, đều an bài thích đáng nơi ở. Diệp Thần mang theo luân hồi trận doanh đám người, trở lại trong chỗ, hướng Nhậm Phi Phàm nói. Nhậm tiền bối, Hồng Quân tấn thăng siêu phẩm thiên đế, việc này không thể coi thường, chúng ta. Nhậm Phi Phàm nói, người tranh tài vừa mới kết thúc, thụ thương nghiêm trọng, vẫn là nghỉ ngơi trước điều dưỡng, những chuyện này, sau này hãy nói. Diệp Thần nói, đúng. Diệp Thần một mình trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng, tiếp tục vận chuyển thiên đường thánh quang trị liệu pháp. Lại điều động luân hồi huyết mạch cùng luân hồi thất tinh năng lượng, yên lặng trị liệu thương thế, khôi phục tự thân. Tiểu Hồng Ngư thấy Diệp Thần thương thế nghiêm trọng, hiện thân ra tới, dâng ra chính mình linh lực cùng với tinh khí, tăng tốc trị liệu tốc độ. Như thế trôi qua 3 ngày, Diệp Thần thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, nguyên khí cũng đại đại khôi phục, đoán chừng chờ vòng thứ 2 tranh tài lúc mới bắt đầu, hắn có khả năng hoàn toàn khôi phục đỉnh phong. 3 ngày này, Diệp Thần không có quên Hải Nguyệt Thần nữ Tiêu Mộng Ly,
hắn biết Tiêu Mộng Ly còn nằm tại cái kia mọc đầy đồ mi hoa trong sơn cốc, chờ lấy hắn đi cứu vớt. Tiêu Mộng Ly dưới thân đè ép một khỏa thái ất âm lôi, đó là thập đại cổ thần khí một trong. Tại thập đại cổ thần khí bên trong, thái ất âm lôi là duy nhất súng đạn, nghe nói là thời đại viễn cổ một cái họ Đường đại năng chế tạo, cùng sở hữu 6 viên, mỗi một viên đều có nổ chết thiên đế uy lực, 10 điểm hung mãnh. Nếu là Tiêu Mộng Ly dưới thân thái ất âm lôi nổ tung, nàng lập tức liền bị nổ chết. Sơn thần tín ngưỡng chủ, tín ngưỡng có trung cực chi thần tồn tại, hắn là muốn đem Tiêu Mộng Ly nổ chết, làm người sinh thánh tế cho tinh không bị ngạn chủ, dùng tìm kiếm chúc phúc, thậm chí là tiếp dẫn. Hắn hy vọng chủ có thể hạ xuống ban ân, tiếp dẫn hắn đi tinh không bị ngạn. Diệp thần có thể không muốn bởi vì sơn thần vặn vẹo tín ngưỡng, hại chết Tiêu Mộng Ly. Bất quá bây giờ muốn cứu ra Tiêu Mộng Ly, vô cùng gian nan, sơn thần đã đối Diệp thần có phòng bị, chỉ cần Diệp thần tới gần đồ mi sơn cốc, khẳng định liền sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, đừng nói cứu ra Tiêu Mộng Ly, liền Diệp thần chính mình, rất có thể đều muốn bị sơn thần bắt được cái chuôi, chọc một thân phiền toái. Xem ra, chỉ có thể dựa vào đăng thần. Diệp thần xuất ra Tuyết Hiên thần đăng, trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, hắn mơ hồ trong đó nhìn thấy tương lai phá cục then chốt, liền là đăng thần. Nếu là đăng thần ra tay, có lẽ có khả năng đem Tiêu Mộng Ly trực tiếp truyền tống đi, tựa như nàng lúc trước đem Diệp thần theo vạn tinh hải truyền tống rời đi một dạng. Diệp thần cảm ứng một thoáng Tuyết Hiên thần đăng nội bộ, đăng thần khí tức, liền phát hiện nàng sắp khôi phục, hẳn là lại 2 ngày nữa, là có thể tô tỉnh. Mặc dù bây giờ, Diệp thần rất muốn đi cứu người, nhưng cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, liền đè xuống tính tình, tĩnh tâm chờ đợi đăng thần tô tỉnh. Trong phòng, Diệp thần tiếp tục điều thức cùng tu luyện, hắn xuất ra nguyên thiên đế ban thưởng cho hắn kim đỉnh, cẩn thận nhìn chăm chú xem, thần thức lại thẩm thấu đến kim đỉnh bên trong, cảm ngộ trong đó pháp tắc. Sau đó, Diệp thần liền phát hiện, này tòa kim đỉnh, năng lượng nội tình vô cùng dồi dào, một đỉnh có thể chấn tinh hà vạn giới, thân đỉnh tuyên khắc pháp tắc, vô cùng huyền áo thần bí, chỉ có thượng vị thần mới có thể trưởng khống, mà Diệp thần trước mắt tu vi, chẳng qua là hạ vị thần mà thôi. Muốn như thế nào mới có thể trưởng khống này tòa kim đỉnh đâu? Chẳng lẽ muốn chúng ta đến cửu đỉnh cảnh, vậy cũng quá lâu. Diệp thần nói thầm lấy. Bình thường tới nói, chỉ có cửu đỉnh cảnh thượng vị thần, mới có thể rèn đúc thần đỉnh, cũng trưởng khống. Nếu như nguyên thiên đế này tòa kim đỉnh, cho thiên nữ, ma phi thiên, chu võ hoàng đám người lời, bọn hắn rất nhanh liền có khả năng trưởng khống, bởi vì bọn hắn tu vi đã là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, khoảng cách cửu đỉnh cảnh cũng bất quá cách xa một bước. Nhưng Diệp thần, hắn chẳng qua là hạ vị thần, khoảng cách cửu đỉnh cảnh xa xa khó vời. Này kim đỉnh liền tương đương một tòa mỏ vàng. Diệp thần nhưng không có thích hợp công cụ đi mở mang đào móc. Quan sát tỉ mỉ 2 ngày, Diệp thần cũng không có phát hiện trưởng khống kim đỉnh biện pháp duy nhất, liền là mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, tại huyễn tưởng trạng thái trưởng khống, nhưng dạng này nguy hiểm quá lớn. Trước đó cùng đệ nhị thiên nhai chiến đấu, Diệp thần mặc dù thắng, nhưng cùng lúc mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn cùng quyết tử ma nhãn, cho thân thể của hắn mang đến to lớn gánh vác, may mắn thời gian chiến đấu không dài. Bằng không, ánh mắt hắn rất có thể muốn mù mất. Nhưng tương lai 100 ngày thời gian bên trong, Diệp thần đều khó có khả năng lại sử dụng vạn hoa đồng huyết nhãn cùng quyết tử ma nhãn, bằng không con mắt tuyệt đối không chịu nổi, mù mất là tất nhiên, lần này tái xuất chuyện, dùng cửu thiên linh thủy đều bổ cứu không trở lại. Thôi, về sau lại nghĩ biện pháp. Diệp thần đem cái kia kim đỉnh thu hồi, không thể trưởng khống kim đỉnh, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng hắn át chủ bài nhiều thủ đoạn. Kém một tòa kim đỉnh, cũng không tính là gì. Này 2 ngày thời gian, Diệp thần lại nặng đúc thanh liên phân thân, lại nếm thử luyện hóa viêm hoàng đế ấn. Viêm hoàng đế ấn, chính là 4 đại chí cao thần khí một trong, trước đó Diệp thần đánh giết đệ nhị thiên nhai, này viêm hoàng đế ấn cũng rơi xuống trong tay hắn. Nếu như có thể luyện hóa viêm hoàng đế ấn, Diệp thần thực lực, khẳng định có khả năng tiến một bước đột phá. Chỉ bất quá, này viêm hoàng đế ấn. Không biết từ khi nào bắt đầu, lại mất đi tất cả thần quang, trở nên vô cùng ảm đạm, thật giống như một khối ngoan thạch như thế, hoàn toàn không có dĩ vãng thần uy. Đoán chừng là Hồng Quân đang dở trò. Diệp thần nói thầm một tiếng, đành phải trước đem cái kia viêm hoàng đế ấn thu hồi. Mà theo 2 ngày thời gian trôi qua, đăng thần linh khí không ngừng khôi phục, cuối cùng cũng là vào hôm nay thức tỉnh. Một cái thiếu nữ tóc trắng thân ảnh,
như sương khói theo Tuyết Hiên thần đăng bên trong dâng lên mà ra, chính là đăng thần. Ách, luân hồi chi chủ, chào ngươi chào ngươi. Phía trước ta không cẩn thận đã ngủ, thật có lỗi thật có lỗi. Đăng thần một khi thức tỉnh, liền 10 điểm quẫn bách xấu hổ hướng Diệp thần nói xin lỗi, lực lượng của nàng vô cùng có hạn, lần trước nắm Diệp thần theo vạn tinh hải bên trong truyền tống ra tới, liền tiêu hao vượt quá giới hạn ngủ say, cho tới hôm nay mới tỉnh lại. Diệp thần không còn gì để nói, đèn này thần thoạt nhìn vẫn là giống lấy trước như vậy không đáng tin cậy, nhưng bây giờ muốn cứu ra Tiêu Mộng Ly, cũng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ta có phải hay không còn có hai cái nguyện vọng? Diệp thần hỏi. Đăng thần vô cùng phấn chấn hạ tinh thần, nói, đúng vậy, nói đi, mặc kệ là nguyện vọng gì, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Lời nói này nói đến hào khí, sau khi nói xong nàng liền nhẹ nhàng ho khan một thoáng, có chút lúng túng nói, bất quá không thể vượt qua phạm vi năng lực của ta. Diệp thần tức giận nói, giúp ta mang một người trở về. Hắn đem Hải Nguyệt thần nữ Tiêu Mộng Ly, bị nhốt tại Đồ Mi Sơn Cốc, chính mình lại bởi vì đắc tội Sơn Thần, không tiện tự mình ra mặt thi cứu sự tình, đơn giản nói với đăng thần một lần. Đăng thần sau khi nghe, tầm mắt hơi hơi nhất chuyển, trầm ngâm nói, há, nguyện vọng của ngươi, chính là để cho ta giúp ngươi nắm Hải Nguyệt thần nữ truyền tống về tới. Diệp thần gật đầu nói, đúng vậy, có thể làm được sao? Đăng thần trần chờ một thoáng, nói, dưới thân thể của nàng, đè ép một khỏa thái ất âm lôi, nếu là tùy tiện di chuyển, dẫn nổ thái ất âm lôi, nàng liền sẽ bị tạc chết a. Diệp thần nói, đúng là như thế, người có năng lực đưa nàng truyền tống ra tới, mà không xúc động thái ất âm lôi sao? Ngô! Đăng thần có chút do dự, tay phải bấm ngón tay suy tính, tựa hồ là đang thôi diễn tương lai cắt hung họa phúc, do dự một lúc lâu về sau, mới nói. Hẳn là có khả năng. Diệp thần cau mày nói, hẳn là. Đăng thần hoảng hốt vội nói, không phải, là tuyệt đối có khả năng. Luân hồi chi chủ, người phải tin tưởng năng lực của ta, người cái này nhỏ nguyện vọng, ta hoàn toàn có khả năng thực hiện. Diệp thần hung dữ chừng nàng liếc mắt, nói ta tin ngươi cái quỷ. Xem đăng thần bộ dáng, hoàn toàn liền không đáng tin cậy, Diệp thần nội tâm rất là bất đắc dĩ, xem ra muốn dựa vào đăng thần cứu ra Tiêu Mộng Ly, cũng không có gì có thể, hắn được bản thân lại nghĩ một chút biện pháp. Đăng thần nói, không có chuyện gì, luân hồi chi chủ, ta lập tức thi pháp, giúp ngươi đem người cứu ra. Nói xong duỗi ra ngón tay, tại hư không vẽ lên cái vòng tròn, một cỗ cổ lão thần bí pháp lực, lặng yên lan tràn ra. Đừng! Diệp thần kinh hãi, muốn ngăn cản đăng thần thi pháp, nhưng đã không còn kịp rồi. Oanh! Tại đăng thần thi pháp hạ xuống trong nháy mắt, một cỗ tiếng nổ kinh thiên động địa, từ bên ngoài truyền đến. Này tiếng nổ mạnh, là hung mãnh như vậy khủng bố, trực tiếp chấn động toàn bộ tinh không thần sơn. Các đại trận doanh người đều đã bị kinh động, dồn dập ra tới quan sát. Ây! Thất bại! Đăng thần nghe phía ngoài tiếng nổ mạnh, cả người hoàn toàn mắt choáng váng. Khốn nạn, người hại chết Hải Nguyệt thần nữ. Diệp thần tâm bẩn kịch liệt rút động đậy, ra cửa xem xét, liền thấy tinh không thần sơn trên sườn núi, quanh quẩn lấy một tầng thật dày nổ tung mây khói, lưu huỳnh mùi thuốc súng vô cùng gay mũi, nổ tung mây khói bên trong có lấy lôi điện nhảy vọt, 10 điểm cuồng bạo. Các phương trận doanh người, nhìn xem cái kia nổ tung mây khói chỉ trỏ. Chân lý sẽ trấn thủ đám người, đều bị kinh động, lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, bay về phía cái kia nổ tung chỗ điều tra tình huống. Diệp thần cẩn thận cảm ứng, lại không cảm ứng được Hải Nguyệt thần nữ Tiêu Mộng Ly khí tức. Nàng hơn phân nửa bị tạc chết rồi. Đáng chết, là ta hại chết nàng. Diệp thần cực kỳ áy náy, vội vàng bay về phía nổ tung chỗ, sử cái mặt nạ pháp. Ngụy trang thành chân lý sẽ vệ binh, theo rất nhiều vệ binh cùng nhau tiến vào sơn cốc. Bởi vì nổ tung hỗn loạn, bụi mù cuồn cuộn, cũng không ai lưu ý hắn tồn tại, càng không nhìn thấu hắn mặt nạ dịch dung ngụy trang. Tiến vào Đồ Mi Sơn Cốc, ánh vào Diệp thần tầm mắt, là vô cùng thảm liệt một màn. Cả tòa sơn cốc đều bị tạc bình, đống loạn thạch tích, cái kia mảnh Đồ Mi biển hoa đã thất linh bát toái, cánh hoa nhuộm đầy máu tươi. Chấn thủ Đồ Mi Sơn Cốc cửu sắc lôi trạch, đủ để so sánh thiên đế mạnh mẽ thần thú, đã bị nổ thành chia năm xẻ bảy, khắp nơi đều là nó máu. Sơn thần muốn hiến tế tế phẩm, tựa hồ cũng bao gồm đầu này thần thú tồn tại. Thái ất âm lôi nổ tung trùng kích, so Diệp thần trong tưởng tượng còn muốn hung mãnh,
Trung tâm vụ nổ là một cái to lớn màu đen hố sâu, đã không nhìn thấy Tiêu Mộng Ly cùng phụ thân nàng Tinh Hải Long Đế tồn tại. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, liền biết, Tiêu Mộng Ly cùng Tinh Hải Long Đế, đều bị tạc thành bột phấn, hải cốt không còn. Luân hồi chi chủ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đăng thần thân ảnh, theo Diệp Thần sau lưng bay ra, nàng sử cái chướng nhãn pháp, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, người khác không nhìn thấy nàng tồn tại, nàng đang vô cùng chật vật hướng Diệp Thần nói xin lỗi. Ta nghĩ không ra cái kia thái ất âm lôi. Diệp Thần cắn răng nói, ngươi câm miệng cho ta. Đăng thần hoảng hốt vội nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi, đều là lỗi của ta, bây giờ chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp cứu người đi. Hải Nguyệt thần nữ thân thể tuy bị nổ nát vụn, nhưng linh hồn còn tại, chúng ta cứu rỗi linh hồn của nàng, là có thể đem nàng phục sinh. Diệp Thần nói, linh hồn, nàng nơi nào còn có linh hồn tồn tại. Thái ất âm lôi nổ tung uy lực to lớn, coi như là thiên đế bị tạc, đều muốn thân tử đạo tiêu, Tiêu Mộng Ly cùng Tinh Hải Long Đế, đoán chừng là thân thể kèm thêm lấy linh hồn, đều bị tạc diệt. Đăng thần nói, sơn thần tại mảnh sơn cốc này, bày ra đặc thù cấm pháp. Hết thảy chết đi sinh linh, linh hồn sẽ thăng thiên, trở thành cung phụng chủ tế phẩm, nhưng này chút tế phẩm, kỳ thật vô pháp trực tiếp tiến vào tinh không bỉ ngạn, bình thường là được đưa đến hỗn độn tử địa, lại từ chuyên môn săn tế người thu hoạch, cuối cùng mới có thể tiến vào tinh không bỉ ngạn. Diệp Thần nghe Đăng Thần, chỉ cảm thấy vô cùng mịt mờ, cái gì hỗn độn tử địa, cái gì săn tế người, nhưng đầu hắn vô cùng mơ hồ, nói, người đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Đăng thần hoảng hốt vội nói, liền là Hải Nguyệt thần nữ linh hồn, bây giờ ngay tại hỗn độn tử địa, ta có thể đem ngươi đưa đi hỗn độn tử địa, ngươi tìm tới nàng về sau, nếu như phụ cận có săn tế người, ngươi liền giải quyết hết, lại kêu gọi tên của ta lại đem các ngươi truyền tống về tới. Diệp Thần trầm giọng nói, lại là truyền tống, ta đã không tin ngươi, cút đi. Đăng thần liên tiếp xảy ra sự cố, đã để Diệp Thần mất đi lòng tin. Thậm chí hắn đều bị tức được nhanh chảy máu não. Đăng thần nói, luân hồi chi chủ, van cầu ngươi, lại tin tưởng ta một lần, nơi này là tinh không thần sơn, là không không lúc nào không chủ thế giới khoảng cách tinh không bỉ ngạn gần nhất địa phương, từ nơi này có khả năng dễ dàng tiến vào hỗn độn tử địa, ta cam đoan có khả năng đưa ngươi an toàn truyền tống đi qua, đón thêm trở về. Diệp Thần nhìn xem Đăng thần cầu khẩn bộ dáng, lại nghĩ tới Tiêu Mộng Ly bởi vì chính mình mà chết. Nếu như không nghĩ biện pháp cứu viện, chỉ sợ nghiệp chướng nặng nề. Cẩn thận suy nghĩ một phiên, Diệp Thần trầm giọng nói, người muốn truyền tống, liền đem ta Thanh Liên phân thân truyền tống đi qua. Đăng thần trần chờ nói, một đạo phân thân, chỉ sợ không đối phó được săn tế người. Diệp Thần cái trán gân xanh nổi lên, đã không có nhiều ít kiên nhẫn, nói ta bảo ngươi làm thế nào liền làm như thế đó. Đăng thần hoảng hốt vội nói, vâng vâng vâng, cái kia... Ta trước tiên đem phân thân của ngươi, truyền tống đi qua. Diệp Thần gật gật đầu, liền tế ra Thanh Liên phân thân, một luồng thần thức ký thác đi qua. Này Thanh Liên phân thân là Diệp Thần hai ngày này vừa mới đúc lại, còn không chút thối luyện qua, thực lực nội tình còn rất nhỏ yếu, chỉ có Diệp Thần 2-3 thành thực lực. Đăng thần hết sức không đáng tin cậy, Diệp Thần cũng không dám cầm chân thân của mình đi mạo hiểm, dự định trước hết để cho phân thân đi dò thám đường. Đăng thần bấm quyết thi pháp, một cỗ nhu hòa ánh sáng, bao lại Diệp Thần phân thân. Tiếp theo sát, Diệp Thần Thanh Liên phân thân, liền bị truyền tống đến một nơi xa lạ. Nơi này, hỗn loạn vẩn đục, một mảnh hỗn độn cảnh tượng, trong không khí tràn ngập làm người bất an hắc ám khí tức, âm phong trận trận, gió bên trong truyền đến vị chi thú giống cùng quỷ dị gào thét. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một vùng tăm tối thâm thúy, lại tràn ngập ô uế hỗn loạn tinh không. Trong tinh không điểm xuyết lấy một tòa tòa phiếu miểu thành trì, trong lúc hỗn loạn biểu lộ ra ra mỏng manh trật tự, thỉnh thoảng có từng chiếc phương chu cái bóng xuyên qua mà qua. Đây là, tinh không bỉ ngạn thế giới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, một thoáng bắt thiên cơ, liền xác định trên đỉnh đầu của mình thế giới, chính là trong truyền thuyết tinh không bỉ ngạn, thoạt nhìn có thể đụng tay đến. Diệp Thần cũng thật vươn tay ra, mong muốn chạm đến tinh không, nhưng nhìn như gần trong gang tấc tinh không. Trên thực tế tại phía xa triệu tỷ tỷ triệu năm ánh sáng bên ngoài, cách xa nhau lấy thế giới vách ngăn, tại một cái khác thứ nguyên thế giới. Cúi đầu nhìn lại, Diệp Thần lại thấy cảnh tượng quen thuộc, hắn thế mà thấy được tinh không thần sơn. Tinh không thần sơn, truyền thuyết là không không lúc nào không cao nhất địa phương,
không có chỗ cao hơn tinh không thần sơn, truyền thuyết tinh không thần sơn cũng là tiếp cận nhất tinh không bỉ ngạn địa phương. Nhưng bây giờ, Diệp Thần vị trí, thế mà so tinh không thần sơn cao hơn, theo hắn chỗ góc độ nhìn xuống, tinh không thần sơn thật giống như một thanh sáp thiên kiếm, thoạt nhìn dốc đứng bén nhọn lại nhỏ bé. Ta đã không tại không không lúc nào không chủ thế giới, nơi này chính là đăng thần nói tới hỗn độn tử địa. Diệp Thần vô cùng giật mình đánh giá bốn phía, hỗn độn tử địa kỳ thật cũng không có, nơi này là một phiến hư không, do hắc ám hỗn độn năng lượng ngưng tụ mà thành, bên trên có thể xem tinh không bỉ ngạn, hạ có thể nhìn xuống không không lúc nào không chủ thế giới. Nguyên lai hỗn độn tử địa, liền là không không lúc nào không cùng tinh không bỉ ngạn ở giữa thế giới, tương đương với một cấp bậc nguyên bích. Diệp Thần nói thầm lấy, đại khái hiểu một chút, này hỗn độn tử địa hết sức thần bí, hắn ngưng thần bắt thiên cơ, có thể bắt được một chút cổ lão hình ảnh, thậm chí thấy được Nguyên Thiên Đế thân ảnh. Năm đó Nguyên Thiên Đế, từng nếm thử trùng kích tinh không bỉ ngạn, nghĩ muốn phi thăng, nhưng hắn không thành công, chẳng qua là vò tới hỗn độn chết trên mặt đất, hắn quét ngang hỗn độn, nghiền ép muôn vàn thần ma, dung chuyển thiên đạo khối Rubik, khiến thiên đạo xuất hiện tổn hại, mạt pháp thời đại buông xuống. Nguyên Thiên Đế mạnh mẽ, cường đại đến đủ để dung chuyển thiên đạo mức độ, nhưng cuối cùng vẫn là không có có thể đột phá hỗn độn tử địa vách ngăn, không thể xông vào tinh không bỉ ngạn. Bỉ ngạn thế giới, cùng không không thời không chủ thế giới, phảng phất có được mạnh mẽ pháp tắc tại hạn chế, chủ thế giới người, không thể bước vào bỉ ngạn. Bỉ ngạn sinh linh, có thể hàng chiều tiến vào chủ thế giới, nhưng lại nhận đủ loại nghiêm trọng hạn chế, 10 thành thực lực không phát huy ra một thành. Đăng Thần nói, Tiêu Mộng Ly linh hồn, tiến nhập hỗn độn tử địa, lại không biết ở nơi nào. Diệp Thần quét nhìn bốn phía, thần thức thả ra ngoài, chỉ cảm thấy hỗn độn tử địa cương vực bao la, vô cùng mênh mông, không không lúc nào không có bao lớn, hỗn độn tử địa liền lớn bấy nhiêu. Này mảnh hỗn độn tử địa, liền là vắt ngang tại không không lúc nào không chủ thế giới cùng tinh không bỉ ngạn ở giữa thế giới vách ngăn. Oanh long long, ngay tại Diệp Thần nghĩ cha tìm Tiêu Mộng Ly linh hồn thời điểm. Một hồi như sấm tiếng chân, từ đằng xa vang lên. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy phía trước bụi mù cuồn cuộn, hỗn độn khí sục sôi, một tiểu đội kỵ binh xách liệt mã cuồng xông tới. Cái kia một đội kỵ binh, đại khái chỉ có thập bát kỵ, nhưng lại bạo phát ra thiên quân vạn mã thế xông, uy phong lẫm liệt, sát khí hạo đáng. Chỉ thấy cái kia kỵ binh đội ngũ chỗ xách cưỡi ngựa thớt, đều là ô đen kịt màu sắc, mang theo một tia liệt hỏa oai, thần tuấn dũng võ vô cùng. Lao nhanh như hổ khói lửa nâng, một bọn kỵ binh toàn thân trọng giáp, chấp nhất trường mâu, trên đầu lại mang theo che mặt mặt nạ sắt, chỉ lộ ra một đôi mắt, tinh mang lấp lánh, tại hắc ám trong hỗn độn tựa như từng đôi ra khỏi vỏ chi kiếm, để cho người ta không rét mà run. Diệp Thần xa xa liền thấy, cầm đầu kỵ binh thủ lĩnh, vật cưỡi thế mà không phải ngựa, mà là một đầu cửu sắc cự lộc, chính là sơn thần dưới trướng đầu kia bị tạc chết cửu sắc lôi trạch. Lúc này cửu sắc lôi trạch một đôi đồng tử, đã hóa thành đen kịt, đốt khói đen, phảng phất đã mất đi linh tính cùng ý thức, tựa như khôi lỗi tồn tại. Kỵ binh đội ngũ đằng sau, kéo lấy một cỗ xe chở tù chung quan áp lấy một tên tráng hán, lại chính là Tinh Hải Long Đế Tiêu Dực Dỡ Tinh. Diệp Thần thấy thế, giật nảy cả mình, trong lòng lóe lên muôn vàn suy nghĩ, cuối cùng lắng động thành một cái ý nghĩ, cửu sắc lôi trạch cùng Tinh Hải Long Đế, đều đã thành tế phẩm. Bị người trưởng khống, bọn hắn là săn tế người. Trong tù xa, Tinh Hải Long Đế đổi phế cúi đầu, cũng không có lưu ý đến Diệp Thần chỗ. Đội kỵ binh kia đội ngũ, tầm mắt đồng loạt rơi vào Diệp Thần trên thân, người cầm đầu kia nói. Làm sao còn có tế phẩm tồn tại, không có bắt được thiên cơ a, là ai đưa lên? Dừng một chút, lại phất tay ra lệnh, trực tiếp giết, lai lịch không rõ đồ vật. Sợ không phải nghĩ lẫn vào bỉ ngạn thế giới nhiệt chủng gian tế. Hắn ra lệnh hạ xuống về sau, sau lưng kỵ binh xung phong mà lên, trường mâu đều xuất hiện, hướng Diệp Thần đâm tới. Xe chở tù bên trong Tinh Hải Long Đế bừng tỉnh, nhìn thấy Diệp Thần thân ảnh, rất đỗi giật mình, theo xe chở tù bên trong đứng lên, hai tay nắm lấy cột sắt, kêu một cái vòng chữ, lại sợ bại lộ Diệp Thần thân phận, ngừng lại không hô. Diệp Thần nhìn thấy bọn kỵ binh trường mâu giết tới. Liền muốn phản kích, nhưng toàn thân đề không nổi khí lực, lúc này mới tỉnh giấc mình lúc này thân thể, bất quá là một đạo thanh liên phân thân, bản thể không ở nơi này. Chỉ dựa vào một đạo thanh liên phân thân, hoàn toàn không cách nào cùng này chút cùng hung cực ác kỵ binh chống lại,
Diệp Thần vội vàng thi triển cửu u quỷ múa đao thân pháp, thân như quỷ mị né tránh bọn kỵ binh trường mâu đâm, lại lóe lên thân hướng nơi xa bỏ chạy mà đi, trong chớp mắt tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Truy! Cái kia kỵ binh thủ lĩnh mang theo 7-8 cái thủ hạ, như gió lôi tật chỉ truy sát Diệp Thần. Lúc này ở tinh không thần sơn đồ mi sơn cốc bên trong, Diệp Thần chân thân cảm giác được hết thảy, không khỏi rất đỗi chấn động, không nghĩ tới thật có một cái hỗn độn tử địa tồn tại. Hắn vội vàng nói với Đăng Thần, nắm ta truyền tống đi qua, nhanh. Đăng Thần có chút bối rối, ồ một tiếng, nói, vậy ngươi cẩn thận. Nàng liền thi pháp đem Diệp Thần truyền tống rời đi. Lúc này toàn bộ đồ mi sơn cốc, bởi vì nổ tung tạo thành bụi mù còn tương đương rậm rạp, cho nên cũng không có người phát hiện Diệp Thần bị truyền tống đi. Diệp Thần chân thân đi vào hỗn độn tử địa, đem phân thân thu hồi, hít thở sâu một hơi, nhìn xem trên đỉnh đầu phảng phất có thể đụng tay đến tinh không bỉ ngạn thế giới, lại nhìn xuống phía dưới tinh không thần sơn, hắn chỉ cảm thấy như mộng như ảo. Nơi này chính là hỗn độn tử địa, so tinh không thần sơn càng tiếp cận bỉ ngạn địa phương. Diệp Thần nhìn xem trên đỉnh đầu bỉ ngạn thế giới, nội tâm không hiểu một hồi máu nóng sôi trào, bất quá rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Hắn cũng biết, dùng chính mình thực lực hôm nay, là trăm triệu không có tư cách tiếp xúc tinh không bỉ ngạn thế giới, nghĩ trèo lên đỉnh tinh không bỉ ngạn, còn cần cước đạp thực địa, vững bước tăng cao tu vi. Việc cấp bách, là mau sớm tìm tới Tiêu Mộng Ly, đưa nàng mang về. Tiêu Mộng Ly là Tinh Hải Long Đế nữ nhi. Mà Tinh Hải Long Đế cho Diệp Thần Thanh Long mảnh vỡ lớn như vậy cơ duyên, hắn không thể cô phụ Tinh Hải Long Đế nhắc nhở, nhất định phải cứu vớt hắn nữ nhi. Chẳng qua là, hỗn độn tử địa lớn như vậy, Diệp Thần trong lúc nhất thời, cũng bắt không đến Tiêu Mộng Ly hạ lạc. Hắn còn muốn tham gia gia tinh không tranh bá thi đấu, khoảng cách vòng thứ hai tranh tài bắt đầu, cũng chỉ còn lại có 2 ngày thời gian, hắn cũng không có thời gian lãng phí ở nơi này. Nói cách khác, Diệp Thần nhất định phải tại trong 2 ngày, tìm tới Tiêu Mộng Ly, đây quả thực là khó hơn lên trời, dù sao hỗn độn tử địa cương vực, cùng không không lúc nào không đồng dạng lớn, vô cùng minh mông. Ngay tại Diệp Thần do dự không chừng thời điểm, chợt nghe một hồi oanh long long tiếng chân, theo vươn xa gần, cấp tốc hướng hắn áp sát tới, chỉ thấy 7-8 cái trọng giáp kỵ binh, khí thế hung hăng hướng hắn truy sát tới, chính là lúc trước hắn gặp phải đội kỵ binh kia, cầm đầu thủ lĩnh đang cưỡi cửu sắc lôi trạch. Lao vụt bão táp, khí thế rất là hùng tráng. Tiểu tử, chạy đi nơi nào? Đầu mục kia quát lên một tiếng lớn, trường mâu chỉ Diệp Thần, cưỡi cửu sắc lôi trạch, dũng mãnh cuồng xông lại. Diệp Thần tâm bên trong run lên, chỉ cảm thấy đầu mục kia trong tay trường mâu, mang theo một cỗ cực kỳ cường hãn áp chế lực, là tinh không đối phạm trần áp chế. Coi như là thượng vị thần, thần vương, thậm chí là bình thường thiên đế, tại đây cỗ pháp tắc áp chế dưới. Chỉ sợ đều không phát huy ra bất luận cái gì thực lực, chỉ có thể như là heo chó, mặc cho xẻ thịt. Này loại pháp tắc áp chế, là như thế khủng bố, sau lưng tựa như mang theo thiên đạo lực lượng. Diệp Thần lập tức tê cả ra đầu, may mắn hắn hiện tại chân thân đã tới, lập tức vận chuyển luân hồi huyết mạch, oanh một tiếng, thiên hỏa năng lượng ở trên thân mình bùng nổ, cháy hừng hực, trực tiếp xé toang cái kia cỗ áp chế lực. Cũng may mà Diệp Thần chấp trưởng tinh không đạo thư. Bản thân cũng lĩnh ngộ một tia thiên đạo lực lượng, cho nên cũng không e ngại cỗ này tinh không thiên đạo lực lượng áp chế. Thiên chiêu võ thần trưởng. Diệp Thần trở tay một trưởng, nắm thật chặt đầu mục kia trường mâu thân mâu. Một chiêu này thiên chiêu võ thần trưởng, chính là võ tổ thiên phú tuyệt học, ban đầu chỉ có võ tổ mới có thể thi triển, nhưng Diệp Thần thôn phệ đệ nhị thiên nhai, cũng kế thừa đủ loại võ tổ tuyệt học, thậm chí liền võ tổ thiên phú tuyệt học, đều có thể thi triển đi ra. Diệp Thần bắt lấy đầu mục kia thân mâu về sau, hướng phía trước một vùng, đầu mục kia kêu một tiếng không tốt, thân thể bởi vì quán tính xông về phía trước đi, trực tiếp từ trên người cửu sắc lôi trạch ngã xuống. Lần này giao phong, Diệp Thần liền hiểu, cái này đầu mục sức chiến đấu, cũng là thiên nguyên cảnh trình độ, nhưng bởi vì nắm giữ lấy đặc thù thiên đạo pháp tắc, dựa vào pháp tắc lực lượng áp chế, nhưng thượng vị thần, thần vương cấp bậc cao thủ, đều không phát huy ra thực lực, cho nên liền Tinh Hải Long Đế linh hồn đều có thể tóm được cầm tù. Chỉ bất quá, cỗ này áp chế, tại Diệp Thần trước mặt, lại mất hiệu lực. Đầu mục kia té ngã trên đất, lại là phẫn nộ, lại là hoảng sợ, một đôi sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngươi là người phương nào? Có thể bỏ qua thiên đạo áp chế. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt tàn khốc đường cong, nắm trường mâu,
trở tay ném một cái, phù một tiếng, liền quán xuyên thủ lĩnh thân thể. Đầu mục kia mặc hạng nặng áo giáp, tại Diệp Thần dưới sự công kích, phảng phất giấy tồn tại, hoàn toàn không được mảy may phòng ngự hiệu quả, trực tiếp liền bị đóng đinh trên mặt đất. Còn lại bọn kỵ binh, nhìn thấy một màn này, tất cả đều bối rối, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn, không nghĩ tới chẳng qua là vừa đối mặt, thủ lĩnh của bọn hắn, liền bị Diệp Thần đánh chết. Làm thịt hắn, bọn kỵ binh giận dữ xông giết đi lên, khí thế như nước thủy triều. Diệp Thần không sợ chút nào, vươn mình nhảy lên cửu sắc lôi trạch lưng, tay nắm chặt lấy trường mâu, thiên hỏa mệnh tinh năng lượng phát động, trường mâu bên trên nổ lên liệt diễm, hắn nắm mâu cuồng nhiên quét ngang, như hãn hải kích thiên, phanh 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 một hồi vang, liền đem một bọn kỵ binh, toàn bộ theo trên lưng ngựa quét xuống. Bọn kỵ binh gặp trọng kích, áo giáp biến hình, đều khí tuyệt mất mạng. Tiểu gia hỏa, người thật đúng là tàn nhẫn a, đem người đều giết sạch. Liền không sợ thiên đạo hàng phạt sao? Luân hồi mộ địa bên trong, tinh đạo long nữ nhìn thấy Diệp Thần đại khai sát giới, lập tức quét ngang toàn trường, không khỏi âm thầm kinh hãi, chỉ sợ Diệp Thần sẽ kinh động thiên nộ. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hỏi tiền bối, người biết những người này là lai lịch gì? Tinh đạo long nữ nói, biết a, những người này không phải liền là săn tế người sao? Ha ha, cái kia đăng thần hoàn toàn chính xác có chút bản lãnh. Thế mà có thể đem ngươi đưa lên hỗn độn tử địa. Năm đó ta coi như thực lực đỉnh phong nhất thời điểm, cũng không có tư cách bước vào hỗn độn tử địa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn trộm, đúc tinh long thần cái kia con lươn nhỏ cũng không có tư cách, chỉ có thiên đấu sát thần có năng lực bước vào nơi này. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, xem ra này mảnh hỗn độn tử địa, hoàn toàn chính xác không đơn giản, thế mà liền tinh đạo long nữ đỉnh phong nhất thời điểm, đều không thể bước vào. Săn tế người lại là cái gì tồn tại? Diệp Thần hỏi. Tinh đạo long nữ nói, liền là đi săn tế phẩm ý tứ, không không lúc nào không vạn cổ đến nay, không biết có nhiều ít thế lực, nhiều ít cường giả, mơ ước bước vào tinh không bỉ ngạn. Bọn hắn nếm thử đủ loại biện pháp, có người muốn cưỡng ép phi thăng, nhưng kết quả đều là thân tử đạo tiêu, đại bộ phận cường giả là áp dụng người sống tế hiến biện pháp, đem người xem như gia súc như thế dâng hiến cho thượng thiên. Khẩn cầu đạt được tinh không phía trên chúc phúc. Này chút bị hiến tế người, linh hồn của bọn hắn liền sẽ đi vào hỗn độn tử địa, cuối cùng bị săn tế người thu hoạch. Kỳ thật cái gọi là săn tế người nha, liền là tinh không bỉ ngạn bên trên rất nhiều thế lực, tầng dưới chót nhất tồn tại, không sai biệt lắm thì tương đương với một môn phái tạp dịch đệ tử, tinh không chư phái đều có chính mình săn tế người, phụ trách tại hỗn độn tử địa thu hoạch tế phẩm. Tế phẩm là muốn cướp, người nào cướp được chính là của người đó. Đối tinh không bỉ ngạn cường giả tới nói, không không lúc nào không duy nhất có giá trị, liền là người. Thiên đạo sinh dưỡng người, không phải thần sáng tạo người. Chỉ cần là thiên đạo sinh dưỡng ra tới người, đều là chuông thiên địa linh tú, có đại tạo hóa đại trật tự tồn tại, là thế gian tốt nhất tế phẩm cùng thức ăn, không có so với người càng mỹ vị hơn thức ăn, cũng không có so với người càng hoàn mỹ hơn tế phẩm. Diệp Thần nghe xong tinh đạo long nữ, không hiểu dùng mình một cái. Nguyên lai cái gọi là săn tế người, nghe khủng bố mạnh mẽ, trên thực tế liền là một đám tạp dịch đệ tử thôi, phụ trách thu hoạch linh hồn tế phẩm. Đối không không thời không cường giả tới nói, người linh hồn, liền là tốt nhất, vị ngon nhất tế phẩm, muốn cầm đến này chút tế phẩm, liền cần bồi dưỡng săn tế người đi tranh đoạt. Uy, tiểu gia hỏa, người vừa giết nhiều như vậy săn tế người. Có cảm giác hay không thân thể không thoải mái? Tinh đạo long nữ lại hỏi. Không có, Diệp Thần nói, hắn cảm thấy mình thân thể rất tốt, giết người phía sau não ngược lại thanh tỉnh hơn. Tinh đạo long nữ cười nói, cái kia rất tốt, bình thường tới nói, hạ giới người giết thượng giới người, là hành vi nghịch thiên, muốn bị tội nghiệt quấn thân, gặp thiên phạt, người thế mà không có việc gì, xem ra luân hồi chi chủ quả nhiên là gánh chịu thiên mệnh, người cũng không sợ cái gì thiên khiển. Diệp Thần cười nói, thiên khiển ta là không sợ, liền sợ có tinh không bỉ ngạn cường giả hàng lâm xuống. Tinh đạo long nữ nói, sẽ không, hỗn độn tử địa cũng xem như hạ giới, bình thường tinh không bỉ ngạn cường giả, là tuyệt đối sẽ không bước vào nơi này, thật giống như sư tử lão hổ sẽ không đi xuyên hang chuột, chỉ có tầng dưới chót nhất người, mới có thể bị điều động đến đây, hoặc là một chút phạm sai lầm người, sẽ bị lưu vong tại này. Dĩ nhiên, tinh không bỉ ngạn tầng dưới chót nhất người. Đối chúng ta mà nói, đều là không thể bỏ qua tồn tại, người cẩn thận một chút là được. Diệp Thần nói, ừm, ta sẽ cẩn thận,
hắn cưỡi cửu sắc lôi trạch, hướng phía trước chạy đi, dự định trở về cứu Tinh Hải Long Đế. Này cửu sắc lôi trạch, linh hồn ý thức đã sớm bị những cái kia săn tế người áp chế, thành khôi lỗi tồn tại, Diệp Thần rất nhẹ nhàng liền tuần phục nó. Rất nhanh, Diệp Thần liền trở lại Tinh Hải Long Đế vị trí, có 7-8 cái săn tế người đang tại bảo vệ lấy, nhìn thấy Diệp Thần cưỡi cửu sắc lôi trạch xuất hiện, một đám săn tế người kinh hãi, còn không có ra tay, liền bị Diệp Thần thúc giục động cửu thiên bàn long trụ, quét ngang nghiền ép lên đi. Phanh phanh phanh. Này chút săn tế người, cũng toàn bộ bị Diệp Thần đánh nổ, thân thể vỡ tan. Luân hồi chi chủ. Tinh Hải Long Đế thấy Diệp Thần như thế dũng mãnh, lại là kinh hỉ, lại là bội phục. Diệp Thần vội vàng đánh vỡ xe chở tù, đem Tinh Hải Long Đế cứu ra, nói Tinh Hải Long Đế, ngươi không sao chứ? Tinh Hải Long Đế thở dài một tiếng, nói Thái Ất Âm Lôi nổ tung, ta cho là ta đã bị tạc chết rồi, không nghĩ tới linh hồn thăng thiên, thế mà đi tới nơi này mảnh hỗn độn tử địa. Xem ra truyền thuyết là có thật, tại không không lúc nào không chủ thế giới cùng tinh không bị ngạn ở giữa, hoàn toàn chính xác phát ngang lấy một mảnh hỗn độn tử địa, tựa như thời không chi vách tường, hạ giới sinh linh quả quyết vô pháp đột phá. Tinh Hải Long Đế năm đó chấp trưởng vạn tinh hải, vẫn là thiên đế thời điểm, liền đã từng ngắm nhìn bầu trời, nhưng không nhìn thấy tinh không bị ngạn tranh cảnh, chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Cái kia mảnh hỗn độn, chính là hỗn độn tử địa. Diệp Thần nói, trước không nói này chút, người nữ nhi đâu. Tinh Hải Long Đế nghe xong, lập tức cũng lo lắng, vội vàng nói, Mộng Ly nàng bị một cái khác băng săn tế người bắt đi, luân hồi chi chủ, người có thể phải giúp ta nắm nàng cứu ra a. Diệp Thần gật đầu nói, nàng ở đâu? Tinh Hải Long Đế cùng Tiêu Mộng Ly dù sao cũng là cha con, tâm ý tương thông, hắn có thể bắt được Tiêu Mộng Ly chỗ, liền chỉ hướng về phía trước, nói, tại cái phương hướng này. Nàng còn không có được đưa đến bỉ ngạn. Săn tế người bắt được linh hồn tế phẩm sau, bình thường sẽ tập trung lại, cũng tại cố định thời gian mang đến tinh không bỉ ngạn. Không không lúc nào không lưu truyền, ngàn tỷ thế kỷ nguyên đến nay, ngoại trừ Thanh Liên đạo tổ thê tử, Thiên Mẫu nương nương bên ngoài, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua tinh không bỉ ngạn, nhưng thật ra là không chính xác, bởi vì thật nhiều linh hồn tế phẩm, đều tiến nhập tinh không bỉ ngạn, nhưng chờ đợi bọn hắn, cũng không là trong lời đồn tràn ngập sữa cùng mật cực nhạc thế giới, mà là bóng tối vô tận cùng khủng bố. Hết thảy linh hồn tế phẩm, cuối cùng hoặc là bị ăn sạch, hoặc là thành luyện khí luyện dược tài liệu. Không có bất kỳ người nào linh hồn, có thể sống trở lại không không lúc nào không chủ thế giới, cho nên tại không không lúc nào không bên trong, tinh không bỉ ngạn liền thành thần bí nhất, nhất không thể nắm lấy tồn tại. Nếu là Tiêu Mộng Ly bị đưa vào tinh không bỉ ngạn, cái kia nàng khẳng định là muốn chết, muốn bị xem như tế phẩm ăn hết. Diệp Thần tự nhiên không thể nhìn một màn này phát sinh, hiện tại, hắn liền cùng Tinh Hải Long Đế cùng một chỗ, cưỡi cửu sắc lôi trạch, hướng phía trước phương chạy đi. Đi bên này, Tinh Hải Long Đế vì Diệp Thần chỉ đường, hai người một đường hối hả trì hành, xuyên qua tầng tầng hắc ám, trên đường thấy phong cảnh, phần lớn là u ám thâm thúy, tràn ngập không thể diễn tả khí tức. Một tòa tòa kiến trúc trôi nổi tại hỗn độn hư không bên trong, còn có chút phù không hòn đảo, tiểu trấn thành nhỏ, phong cách phần lớn là hắc ám ủ rột, khiến cho người đè nén. Chạy hơn hai canh giờ, một tòa tinh xảo trang nhã trang viên, lại xuất hiện tại trước mặt hai người. Tòa trang viên này, bốn phía mọc đầy hoa lan tử la hoa, từng đóa màu tím hoa, xây dựng thành như mộng như ảo tình cảnh, tại hỗn độn tử địa hắc ám thâm thúy hoàn cảnh bên trong, lộ ra vô cùng rực rỡ, như trong địa ngục sản sinh ra một luồng ánh dạng đông. Thấy này tòa hoa lan tử la trang viên, Diệp Thần cùng Tinh Hải Long Đế đều ngẩn ngơ. Mộng Ly cô nương ở bên trong. Diệp Thần nhìn xem trang viên kia liếc mắt, liền bắt được Tiêu Mộng Ly khí tức. Tinh Hải Long Đế trầm giọng nói, nghĩ không ra đám kia săn tế người, nơi ở càng như thế mỹ lệ, chỉ hy vọng Mộng Ly chớ bị bọn hắn lãng phí cho thỏa đáng. Soạt soạt soạt. Diệp Thần cùng Tinh Hải Long Đế đến, lại dẫn tới trong trang viên người chú ý, chỉ thấy từng cái hắc giáp chiến sĩ, nhanh chân theo trong trang viên lao ra, vô cùng cảnh giác nhìn xem hai người. Cầm đầu một cái hắc giáp chiến sĩ quát hỏi, người nào? Diệp Thần nhìn xem trang viên bốn phía khắp nơi nở rộ hoa lan tử la hoa, nội tâm một hồi hốt hoảng, nhớ tới một cái cố nhân, trái tim của hắn lập tức đập bịch bịch ra tốc, có chút chờ mong lại có chút không dám tin tưởng, nói. Chủ nhân các ngươi ở đâu?
gọi hắn ra gặp một lần, liền nói đương thời luân hồi chi chủ Diệp Thần bái phỏng. Ngươi là luân hồi chi chủ. Ở đây hắc giáp các chiến sĩ, nghe được luân hồi chi chủ bốn chữ, lập tức sợ hãi kinh hãi, vô cùng hãi dị. Diệp Thần ừ một tiếng, lại ngửi được một hồi tập kích người làn gió thơm, chỉ thấy trong trang viên, có một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, tư thái tinh tế, ăn mặc một thân màu tím sa y, da thịt như ẩn như hiện, lộ ra một cỗ tôn quý thanh lệ, lại 10 điểm câu người đoạt phách khí chất. Lại là Sơ Đại Thảo Thần, Tử Lan. Không sai, xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, lại là Sơ Đại Thảo Thần, Tử Lan. Diệp Thần nhìn thấy Tử Lan, đầu ông một thoáng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đều mau đưa Tử Lan quên hết, hiện tại đột nhiên nhìn thấy nàng, chỉ cảm thấy như mộng như ảo, không thể tin được. Tại Diệp Thần trong ấn tượng, Sơ Đại Thảo Thần Tử Lan, còn có Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên, đều đã chết. Tâm huyết của các nàng đúc nóng thành Thảo Thần Vòng Hoa, đó là Thảo Thần Quyền Hành biểu tượng, cũng là Vương Miện, Tôn Di kế thừa Thảo Thần Quyền Hành, đến mức Tử Lan cùng Thanh Nghiên, đã sớm vẫn lạc. Diệp Thần trăm triệu không nghĩ tới, thế mà lại ở này mảnh hỗn độn tử địa, một lần nữa nhìn thấy Tử Lan. Tím Bát Đại Nhân. Ở đây hắc giáp các chiến sĩ, dồn dập quỳ xuống, cung kính tể hô. Tử Lan gật gật đầu, đôi mắt đẹp ngắm nhìn Diệp Thần, mang theo vô tận mê ly cùng mộng ảo, lại thật nhiều phức tạp khó tả suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi, Diệp Thần, là ngươi sao? Diệp Thần nói, là ta, Tử Lan, ngươi. Ngươi còn sống, Thanh Nghiên muội muội đâu? Nếu Tử Lan còn sống, Diệp Thần hết sức muốn biết, Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên có phải hay không cũng sống sót. Tử Lan chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng nắm Diệp Thần tay, tại xác thực biết Diệp Thần hoàn toàn chính xác liền ở trước mặt mình, cũng không là cái gì hư ảo bọt nước về sau, nàng kiều khu liền run rẩy lên, rất là kích động khẽ cắn môi, nói. Thật chính là ngươi, ngươi, ngươi thế mà có thể đi vào hỗn độn tử địa, ngươi làm sao làm được? Coi như là đỉnh cấp thiên đế, cũng không có khả năng đặt chân nơi này a, trừ phi là bị xem như hy sinh tế phẩm. Nhưng trên người ngươi cũng vô sinh tế khí tức. Diệp Thần theo cửu sắc lôi trạch trên sống lưng nhảy xuống, nhẹ vỗ về Tử Lan trắng nõn gương mặt, nói trước không nói cái này, ngươi nếu sống sót, cái kia Thanh Nghiên muội muội đâu? Tinh Hải Long Đế lớn tiếng kêu lên, còn có nữ nhi của ta. Tử Lan ngẩn ngơ, tầm mắt như khoác lên một tầng mây khói, lộ ra một vệt thiển thiển đau thương, nói. Kỳ thật ta đã chết, hồn phách của ta muốn trở về Thiên Mẫu nương nương ôm ấp. Nhưng tinh không thẩm phán giả nhóm không chịu tiếp nhận ta, bọn hắn nói ta là hạ giới nghiệt trùng, không có tư cách tiến vào tinh không bỉ ngạn, trừ phi ta chịu làm tế phẩm thức ăn cho bọn hắn ăn hết, bằng không ta là không thể tiến vào tinh không bỉ ngạn. Đến mức Thanh Nghiên, nàng vì truyền thừa Thảo Thần Quyền Hành, tiêu hao quá nhiều tâm huyết, liền hồn phách đều không còn, đã triệt để tiêu vong, chỉ có Thiên Mẫu nương nương Bất Tử Thiên Thư có khả năng cứu nàng. Diệp Thần nói, Bất Tử Thiên Thư, tại ta chỗ này. Diệp Thần móc ra một quyển trống không thiên thư, phía trên lượn lờ lấy thần bí sinh tử pháp tắc khí tức, chính là cái kia Bất Tử Thiên Thư. Truyền thuyết, chỉ cần đem người tên, viết tại không chết trên thiên thư, người là có thể bất tử, chết cũng có thể phục sinh. Nhưng Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên thân phận đặc thù, muốn cho nàng phục công việc lời nói, cần dùng kẻ thù máu, đi viết tên của nàng, liền là Đạo Tông Bát Tổ một trong, Hoa Tổ Mạc Uyên Mạn Đà. Hoa Tổ Mạc Uyên Mạn Đà từng liều mạng chèn ép qua Thảo Thần Phái, chính là Thảo Thần Phái lớn nhất kẻ thù. Kẻ thù máu, mới có đủ mạnh nhân quả kích thích, có thể nhường Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên tô tỉnh. Diệp Thần tại trước đây thật lâu, liền lấy được Bất Tử Thiên Thư, nhưng một mực không thể giết chết Hoa Tổ, cũng một mực không thể phục sinh Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên. Dù sao, Hoa Tổ chính là Đạo Tông Bát Tổ một trong, không có tốt như vậy giết. Tử Lan nhìn thấy Bất Tử Thiên Thư, cảm thấy hơi định. Nói, ngươi có Bất Tử Thiên Thư, cái kia rất tốt, chỉ cần có thể giết chết Hoa Tổ, dùng Hoa Tổ máu, ở phía trên viết lên Thanh Nghiên muội muội tên, nàng là có thể sống lại. Bất Tử Thiên Thư, chính là thiên mẫu tạo vật, vô cùng chân quý. Đã từng, hồn thiên đế hướng tinh không cầu nguyện, hắn dâng ra chính mình quyết tử ma nhãn, làm tế phẩm, hy vọng đạt được chúc phúc. Thiên mẫu nghe được hồn thiên đế thanh âm, ban cho Bất Tử Thiên Thư. Chỉ cần hồn thiên đế đem tên của mình, viết tại không chết trên thiên thư, hắn sẽ không phải chết, là có thể tại cùng nguyên thiên đế quyết chiến bên trong, lấy được thắng lợi. Chỉ bất quá, tên của hắn,
còn chưa kịp viết tại cả không chết trên thiên thư, hắn liền bị Nguyên Thiên Đế giết chết. Này bất tử thiên thư, có đặc thù pháp tắc, có thể nghịch chuyển sinh tử, nhưng chỉ đối đặc biệt tín đồ có ích, chỉ có tin tưởng thế gian tồn tại trung cực chi thần người, mới có thể có đến bất tử thiên thư chúc phúc, thay đổi sinh tử vận mệnh. Tin thì linh, không tin thì không, 10 điểm thần kỳ. Diệp Thần dĩ nhiên không tin có cái gì trung cực chi thần tồn tại, nhưng Hồn Thiên Đế là tin tưởng. Tử Lan cùng Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên, cũng là tin tưởng, các nàng là Thiên Mẫu Nương Nương tín đồ, vẫn luôn coi là Thiên Mẫu Nương Nương liền là trung cực chi thần, là tinh không bỉ ngạn nhân vật vĩ đại nhất. Nhưng Diệp Thần rất rõ ràng, Thiên Mẫu cũng không phải là trung cực, chẳng qua là Thanh Liên Đạo Tổ sáng tạo ra nữ thần. Mặc dù Thanh Liên Đạo Tổ hao hết thảy tâm huyết, sáng tạo ra được Thiên Mẫu nữ thần, hoàn toàn chính xác phi thăng tinh không bỉ ngạn, trở thành toàn bộ không không lúc nào không, duy nhất siêu thoát giả, nhưng Diệp Thần biết, nàng tuyệt không phải trung cực. Tinh Hải Long Đế thấy Diệp Thần cùng Tử Lan, lại có thể là quen biết đã lâu, còn tại ôn chuyện, sợ bọn họ càng kéo càng xa, gấp vội vàng cắt đứt nói ra, luân hồi chi chủ, nữ nhi của ta bị giam ở bên trong, người mau gọi bằng hữu của ngươi thả người. Diệp Thần tỉnh ngộ lại, nhân tiện nói, Tử Lan, ta có người bằng hữu, gọi Hải Nguyệt Thần nữ Tiêu Mộng Ly, nàng có phải hay không bị ngươi bắt được rồi? Ta bắt được khí tức của nàng, đang ở ngươi trong trang viên. Tử Lan lấy làm kinh hãi, nói thủ hạ ta người, ngày hôm qua xác thực bắt được một cái linh hồn tế phẩm, đó là ngươi bằng hữu sao? Nàng không phải Triều Thiên Sơn Thần thê tử. Triều Thiên Sơn Thần nắm nàng hiến tế đi lên, nghĩ khẩn cầu chủ chúc phúc, Thiên Mẫu Nương Nương liền là vĩ đại chủ. Ta đang định nắm nàng hiến cho Thiên Mẫu Nương Nương đây. Diệp Thần nói, việc này nói đến phức tạp, người trước tiên đem nàng phóng xuất. Tử Lan nói, hoàn toàn chính xác phức tạp, cái kia Hải Nguyệt Thần Nữ là hết sức hiếm thấy tinh khiết người, năm đó Nguyên Thiên Đế thỉnh cầu thần tình yêu ra tay, đáp cầu dắt mối, đưa nàng gả cho Triều Thiên Sơn Thần, hy vọng có thể dùng cái này lôi kéo, nhưng không ngờ Triều Thiên Sơn Thần nhất sinh chỉ ngắm nhìn bầu trời, đối giữa trần thế nữ tử không có chút nào hứng thú. Dù cho là tinh khiết người, cũng không thể kích thích hắn một chút lòng ái mộ. Hải Nguyệt Thần Nữ tuy là thê tử của hắn, nhưng hắn liền nàng một đầu ngón tay đều không chạm qua. Bất quá này Triều Thiên Sơn Thần, đối tinh không chấp niệm gần như điên cuồng, hắn thế mà vọng tưởng phi thăng, bị thiên kiếp đánh thành trọng thương, trước khi chết đạo tan nát con tim, tính tình trở nên vô cùng quái đản thô bạo, lại dẫn bị thượng thiên vứt bỏ phẫn hận, lại muốn cho Hải Nguyệt Thần Nữ cho hắn chết theo. Bất quá đó là bọn họ chuyện của kiếp trước, đương thời Triều Thiên Sơn Thần là gan nhỏ hơn nhiều, không còn dám vọng tưởng chính mình đột phá phi thăng, lại muốn lấy dựa vào hiến tế Hải Nguyệt Thần Nữ, thu hoạch được thượng thiên chúc phúc, chịu tiếp dẫn trèo lên đỉnh tinh không, không khỏi lại quá mức ý nghĩ hão huyền, ha ha. Diệp Thần nghe xong Tử Lan, một hồi kinh ngạc, nói Tử Lan, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Đối Hải Nguyệt Thần Nữ cùng Triều Thiên Sơn Thần sự tình. Tử Lan tựa hồ biết được so Diệp Thần còn muốn nhiều, nàng vừa mới nâng lên Nguyên Thiên Đế cùng thần tình yêu, đây là Diệp Thần hoàn toàn không biết. Triều Thiên Sơn Thần cùng Hải Nguyệt Thần Nữ, có thể trở thành vợ chồng, sau lưng lại cùng Nguyên Thiên Đế, thần tình yêu có quan hệ. Sơn Thần giới lưu truyền, Triều Thiên Sơn Thần năm đó ngã xuống, Hải Nguyệt Thần Nữ đi theo tự tử mà chết, vạn cổ đến nay truyền vì giai thoại. Nhưng bây giờ nghe Tử Lan nói, căn bản không phải dạng này. Là Triều Thiên Sơn Thần phi thăng tinh không thất bại, đạo tan nát con tim, không thể nào tiếp thu được hiện thực, trước khi chết ép buộc Hải Nguyệt Thần Nữ cho hắn chết theo. Hai người sau khi chết, trải qua vạn cổ, Triều Thiên Sơn Thần tại tinh không thần sơn bên trong khôi phục, Hải Nguyệt Thần Nữ lại chuyển thế thành Tinh Hải Long Đế nữ nhi Tiêu Mộng Ly. Khôi phục sau Triều Thiên Sơn Thần, đối Hải Nguyệt Thần Nữ vẫn không có nửa điểm ân chú ý, trực tiếp liền xem nàng như thành tế phẩm. Tử Lan cười nói, đây đều là Sơn Thần chính mình nói, hi hi, không không thời không người, nếu là hướng tinh không bỉ ngạn cầu nguyện, này chút cầu nguyện thanh âm, tinh không bỉ ngạn có thể nghe được hay không, ta không biết. Nhưng chúng ta hỗn độn tử địa, khẳng định là có thể nghe được, hi hi, cho nên không nên tùy tiện cầu nguyện, cũng không nên tùy tiện sám hối, không phải thanh âm của các ngươi, chúng ta đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Diệp Thần giật mình, gật đầu nói, thì ra là thế. Nhưng đó là Sơn Thần nổi điên, muốn bắt Hải Nguyệt Thần Nữ làm tế phẩm, Hải Nguyệt Thần Nữ lại là vô tội, Tử Lan, người đem nàng phóng xuất là được. Một cái hắc giáp chiến sĩ nói, tím bát đại nhân, không thể thả a,
đây chính là hạ giới người hiến cho Thiên Mẫu Nương Nương tế phẩm, chúng ta không có tư cách quyết đoán. Tử Lan nhướng mày, mặt lộ vẻ khó khăn, một hồi lưỡng lự. Diệp Thần tâm bên trong run lên, hỏi Tử Lan, ngươi không có quyền hạn thả người. Tử Lan nói, đó là thuộc về Thiên Mẫu Nương Nương tế phẩm, ta đích xác không thể tùy tiện phóng thích, Diệp Thần, không bằng chính ngươi tự mình nói với Thiên Mẫu Nương Nương, chỉ cần Thiên Mẫu Nương Nương chịu đáp ứng thả người, ta liền thả người. Diệp Thần ngạc nhiên, nói, muốn ta nói với Thiên Mẫu. Tử Lan nói, đúng vậy, ta hướng Thiên Mẫu Nương Nương cầu nguyện thời điểm, nàng cũng thường xuyên đáp lại ta, thường xuyên nhắc tới ngươi, Thiên Mẫu Nương Nương 10 điểm tán thưởng ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, nàng đoán chừng sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi. Nói đến, Thiên Mẫu Nương Nương xem như sư mẫu của ngươi đi. Diệp Thần nói, sư mẫu. Tử Lan cười nói, đúng vậy a, ngươi kế thừa Thanh Liên Đạo Tổ đạo thống, cửu biện kim liên liền trong tay ngươi, cái kia Thanh Liên Đạo Tổ xem như sư phụ của ngươi a. Nếu Thanh Liên Đạo Tổ là sư phụ của ngươi, cái kia Thiên Mẫu Nương Nương dĩ nhiên chính là sư mẫu của ngươi á. Diệp Thần lập tức vô ngôn, tính như vậy lên, Thiên Mẫu Nương Nương đích thật là hắn sư mẫu. Thiên Mẫu Nương Nương ở bên trong, Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía trang viên bên trong, hỏi. Tử Lan nói, dĩ nhiên không có khả năng, Thiên Mẫu Nương Nương hạng gì thân phận, nàng có thể là chí cao thiên chủ a, sao có thể buông xuống hỗn độn tử địa này loại hỗn loạn địa phương. Bất quá ta trong trang viên, có nàng pho tượng, ngươi chỉ cần thành tâm câu thông, nhất định có nương nương đáp lại. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn dáng chờ nha. Không chờ được có thể đọc chuyện chữ với link bên dưới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 539.